491, ta chịu không được cái này ủy khuất. Nguồn. Mê truyện audio com Đêm dài, ta nghi chu chi xe đai cùng lữ thụ ngồi đối diện lấy, lữ thụ trầm mặt, mà ta nghi chu chi xe đai thì là trần thuật chính mình vừa mới lấy được tình báo. Ta nghi chu chi xe đai chợt phát hiện, ở lữ thụ đến về sau, đề thăng nàng đã từng tiếp xúc không đến tình báo quyền hạn đều đối với nàng mở ra, không, không phải đối với nàng khai phóng, mà là đối với lữ thụ khai phóng, loại cảm giác này giống như là dấu ở đảo quốc bên này nhiều năm một cái cự đại màu đen internet bỗng nhiên đánh thức tất cả đều chỉ vì lữ thụ một người mà phục vụ ta nghĩ chu chi xe đai bên trong trong lòng có chút chấn kinh nàng biết rõ cái này cự đại mạng lưới tình báo lặng trốn ở chỗ này cần phải hao phí bao lớn đại giới lớn như vậy một cái cơ cấu vậy mà chỉ làm một cái người mà phục vụ loại chuyện này thật là đáng sợ cho dù nếp đình thiên la lần trước đích thân đến cũng không có đụng tới nhiều như vậy nhân viên tình báo nàng rất rõ ràng, loại chuyện này không có Niếp định khai phóng quyền hạn là không thể nào làm được, nhưng Niếp Thiên La vì cái gì coi trọng như thế cái này thiếu niên. Thần tập bên trong liên quan tới giả tế bát chim cắt tử vong đã có kết luận, bọn hắn suy đoán đây là Thiên La Địa Võng làm, tự hồ là cho rằng Thiên La Địa Võng bên trong một vị thổ hệ cấp bê giác tỉnh giả tiến nhập Tây Kinh, bọn hắn đem vị cường giả này ghi chú vì hư hư thực thực vị thứ chín Thiên La. Ta Chu Chi xe đài nói xong liền nhìn lấy lữ thụ, nàng căn bản không biết rõ thổ hệ cấp bê giác tỉnh giả là từ đâu xuất hiện suy đoán nhưng mà lữ thù lại là hít một hơi lãnh khí hiểu lầm gây lớn như vậy ách bọn hắn vì cái gì như thế suy đoán lữ thù hiếu kỳ nói bọn hắn cho rằng ở Pataya thời điểm có một vị cấp B thổ hệ giác tỉnh giả cùng Lý Thiên La liên tay giết chết cổ tang y cái này cấp B thổ hệ giác tỉnh giả bị tán tu chứng thực trên người có biển sâu cát trắng cái này cũng phù hợp Anthony chết bởi hồ nước mặn di tích bên trong thất lạc biển sâu cát trắng tin tức dù sao biển sâu cát trắng loại vật này chỉ ở đảo quốc nơi này xuất hiện qua Tang nghi Chu Chi xe đai giải thích nói lữ thụ sửng sốt nửa ngày, nói thật hắn thật. Không nghĩ tới còn có thể náo suốt cái này loại ô long đến, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, đối phương suy luận vẫn rất có đạo lý. Ách, à, ngươi nói tiếp đi. Lữ thụ im lặng nói, hiện tại thần tập bên trong tiến hành cấp một cảnh giới, có chút đánh rắn động có cảm giác, dù sao lần trước Nếp Thiên La tới cho bọn hắn tạo thành rất lớn bóng tối, mặc dù nói lần trước Nếp Thiên La cũng không thể đem thần tập thương cân động cốt, nhưng là Nếp Thiên La tới lui tự nhiên muốn dết liền dết muốn đi thì đi, quá đau đớn sĩ khí, Lữ Thụ nghe liền vui lên. Khi bọn hắn muốn bắt chước Niếp Định thời điểm, kết quả Niếp Định đều cấp A, có người đi trong nước quấy rối, thật đúng là không nhất định có thể trở về. Kỳ thực nếu như Niếp Định vẫn chỉ là cấp B, Trần Bách Lý lại khoảng cách quá xa cần trấn thủ biên thùy, như vậy thần tập cường giả đi một chuyến cũng không có việc gì, làm làm phá hư liền có thể đi, đồng cấp đừng mong muốn vĩnh viễn truy vết cũng không thực tế, một cái hết hy vọng muốn chạy, căn bản đuổi không kịp. Mà bây giờ không đồng dạng, Niếp Định tấn thăng cấp A, loại cảm giác này rất lưu manh, Niếp định đi hung hăng quạt người khác một bàn tay chạy, chờ đến người khác cũng muốn học Niếp định chơi một phiếu thời điểm lại phát hiện, có chạy hay không đến rơi không nói trước, một cái tác kia có thể hay không phiến ra ngoài đều là cái vấn đề. Tấn thăng còn thật là đúng lúc A, à, Lữ Thụ cảm khái nói, cho nên hiện tại Niếp định coi trọng như vậy bên này, kỳ thực cũng có đang lo lắng thần tập xuất hiện cấp A cường giả đi trong nước trả thù A, Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói. Thần tập có xuất hiện cấp A dấu hiệu sao? Không, bất quá cái này rất sớm trước đó liền có người từng chiếm được tình báo thần tập bên trong đang nghiên cứu một cái liên quan tới hiến tế nghi thức cùng phù văn, tự hồ còn không quá thành thục, ta nghi chu chi xe đai nói rằng. Lữ thù chợt nhớ tới tới làm sơ bắt mang di tích hầm động hạ một màn kia, khó nói cái kia đúng vậy hiến tế. Cái này thần tập hẳn là muốn dùng cái này loại bàn môn tà đạo tạo một cái cấp A ra đi. Hiện tại thần tập chủ chiến phái tam đại cấp B cao thủ chết một cái oai đu Tegami, trên thế giới thánh đồ bọn người nhau nhau giác tỉnh, lại có thiên la địa võng ở bên cạnh nhìn chầm chầm, cho nên thần tập không có cách nào không vội. Chờ một chút, Lữ thủ có chút nhất cả trứng mà hỏi, liền không có người hoài nghi một chút cái kia Kitamura Hiroba sao? Hắn rõ ràng cho con hàng này vu oan hãm hại a, à? tuy nói hắn cũng biết mình làm chuyện này không phải cái gì chuyên nghiệp, hơn nữa hắn trí mưu kỳ thực cũng không tính xuất chúng, nhưng cái này tốt xấu cũng nhất lên điểm bọc nước a. À? Bên trong có kết luận liền không ai nghị luận liên quan tới Kitamura Hiroba sự tình, chủ yếu vẫn là bởi vì Kitamura Hiroba lão sư là thần tập cấp bê cường giả một trong, đương nhiên cũng có người tự mình thảo luận nói khả năng này là Kitamura Hiroba cho nên bày. Nghi trận, nhưng mà loại thuyết pháp này đều chỉ có thể giấu ở nói riêng một chút, không tính là chủ lưu. Ta nghi Chu Chi Xe Đai giải thích nói, Lữ thủ có chút không cam tâm, cái này thế nào lần đầu cho người ta nghiêm túc vu oan hãm hại ngược lại mắc cạn, trước kia vô tâm cắm liễu ngược lại còn thành công không ít lần, cái này mẹ nó. Lữ Thu nghĩ nửa ngày, không được, ta chịu không được cái này ủy khuất. Đến từ ta nghi Chu Chi Xe Đai tâm tình tiêu cực giá trị 166, ta nghi Chu Chi Xe Đai bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi. Nếp thiên la phái lữ thụ tới đến cùng là vì cái gì? Vì để cho con hàng này thả bay tự mình sao? Ngươi giúp ta chuẩn bị một chút điểm tình báo, ta muốn chuẩn bị một chút, lữ thụ chắc chắn nói rằng. Trời còn chưa sáng, Sakuri Yako liền nghe đến sân vườn bên trong truyền đến phá phong âm thanh dẫn đến nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng trên thuyền Tanichuchi xe Sedai chuẩn bị cho nàng y phục. Ngực địa phương quả thật có chút nhỏ. Sakuri Yako phủ thêm áo ngoài, vừa kéo ra cửa liền nhìn thấy lữ thụ ở trong đình viện luyện kiếm bộ dáng, nàng có chút kinh dị, Hiện tại mới rạng sáng 3 giờ chung, khó nói cái này thiếu niên mỗi ngày lúc này đều kiên trì luyện kiếm sao. Nàng coi là nàng đủ chăm chỉ, kết quả cùng lữ thụ so sánh căn bản là không tính là gì. Nàng còn không biết rõ, đang luyện kiếm trước đó, lữ thụ đã hát mấy giờ ngôi sao nhỏ. Lữ thụ một bên luyện kiếm một bên nhìn nàng một cái cười nói. Tỉnh sớm như vậy. Ừm, cô hất lên áo khoác liền ở bên hành lang bên trên ngồi xuống chống đỡ cái cầm nhìn lấy lữ thụ tiếp tục luyện tiếp, lữ thụ lại cảm thấy Sakuri Yako giống như có chỗ nào không đồng dạng, tự hồ. Càng đã thả lỏng một chút. Ngày bình thường Sakuri Yako thân là một cái ẩn núp người tu hành, mang theo mục đích cùng sứ mệnh đi làm việc, mọi chuyện đều muốn mang theo ngụy trang, ngay tại lúc đêm qua, nàng giống như bỗng nhiên buông xuống cái gì giống như. Không phải là bởi vì Kitamura Hiroba một phen, cũng không phải là bởi vì ai, là nàng trải qua thời gian dài đối với hiện trạng bất mãn, rốt cục ở một cái nào đó đốt bộc phát ra, sau đó tâm lý bức tường kia ngụy trang đê đập rốt cục vỡ đê. Dòng nước xuyên thấu qua đê đập bên trên khe hở hướng hạ du thẩm thấu ra, từng điểm từng điểm nước khắp đi ra, sau đó vỡ tung hết thảy. Genoki quân, Sakuri Yako cười nói, lữ thù sửng sốt một chút. Từng. Ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Sẽ đi, ngươi xinh đẹp như vậy. Cảm ơn. Sakuri Yako lần thứ nhất cảm thấy người khác khen chính mình xinh đẹp thời điểm ngữ khí như thế một mặt mà lữ thụ lại cảm thấy, Sakuri Yako giống như là đang cùng hắn cáo biệt. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. 492, lữ thụ cấp B giả vọng. Nguồn. Mê truyện audio .com. Ban ngày lữ thụ thành thành thật thật đi học, nhưng mà trong đầu nghĩ đều là buổi tối nên hành động như thế nào sự tình. Bất quá ngẫu nhiên quay đầu lúc nhìn thấy Sakuri Yako thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đối phương giống như tổng có tâm sự giống như, lữ thụ có chút hiếu kỳ, hắn vẫn là lần đầu trông thấy Sakuri Yako tâm sự nặng như vậy đây. Lữ thù nghĩ giữa khóa thời điểm hiếu kỳ hỏi. Là ở buồn đầu không mang chìa khóa cùng túi tiền sao? Sakuri Yako sửng sốt một chút. Không có chuyện, lão sư. Ngài đây là đang quan tâm ta sao? Khụ khụ, lữ thù tiếp không đi xuống lời này, dứt khoát tiếp tục ngủ. Sakuri Yako bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nàng cảm thấy Genoki quân kỳ thực không hề tưởng tượng bên trong phức tạp như vậy, lão sư có thể là quá độ dự thính đi. Lữ thụ trong lòng suy đoán càng phát ra dày đặc, hắn cảm thấy Sakuri Yako trên thân khả năng xuất hiện biến cố gì, nhưng đừng ảnh hưởng tới cuối tuần võ quán giảng bài A. Bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Lai đảo nước về sau lữ thụ chợt phát hiện, kỳ thực đối với hắn ý nghĩa lớn nhất không phải di sản không phải nhiệm vụ, mà là thần tập nơi đó tiện tay có thể lấy tâm tình tiêu cực đáng. Tầng thứ ba tinh vân sắp hoàn toàn thắp sáng, chỉ còn lại có sau cùng hai ngôi sao lữ thụ cũng rất muốn biết rõ thứ ba chui tiểu kiếm đến cùng là cái gì cũng rất muốn biết rõ nếu là mình có một ngày có thể tấn thăng cấp B, lúc đó là dạng gì quan cảnh hắn cảm thấy cuối cùng này những cái kia tâm tình tiêu cực giá trị sẽ phải rơi vào thần tập trên thân đến ban đêm chờ đến 10 giờ hơn mới rốt cục ra ngoài hắn lúc rời đi nghi chu chi xe đai cũng lặng yên từ nơi cửa sau rời đi thẳng đến lữ thụ có thể bình an trở về đây là lữ thủ chuyên môn lời nhắn nhủ hắn sợ mình vạn nhất hành động thất bại một ít chi tiết dẫn đến thân phận bại lộ liên lụy tangi chu chi xe đai có một số việc không phải khả khống cho nên lữ thủ hy vọng đem người khác phong hiểm xuống đến nhỏ nhất bởi vậy hắn thậm chí không có đi lợi dụng mạng lưới tình báo cung cấp những cái kia máu chốt nhất tin tức đúng vậy lo lắng một ít dấu vết để lại liên lụy đến người khác nói thật lữ thủ vẫn là không có cách nào vì thành công làm đến lạnh như vậy máu nhận vì người khác đều hẳn là vì mục đích của mình đi hy sinh hắn lúc đầu không có ý định làm đứng đắn gì sự tình nếu là liên luyện người đứng đắn sẽ để cho hắn hổ thẹn trong lòng lữ thụ lặng yên vọt xuất viện tường cùng bầu trời đen kịt hòa làm một thể hắn đứng ở một chỗ cao lầu xa xa nhìn qua thần tập tổng bộ cao ốc nơi đó vẫn như cũ có tầng lầu đèn sáng kỳ thực lữ thụ cũng làm không rõ ràng ngươi một cái người tu hành tổng bộ hơn nửa đêm văn phòng là làm cái gì đương nhiên ngẫm lại cũng thế thần tập bản thân cũng không thể xem như một cái đơn giản người tu hành tổ chức truyền thuyết bên trong thâm sơn lão lâm bên trong tu hành môn phái khả năng xác thực tồn tại, song khi bọn hắn tiến vào cái này đục ngầu thế giới lúc, muốn tranh, vậy thì nhất định phải phải trả xuất vô số đại giới. Cần phải kịp thời thu hoạch toàn thế giới tin tức, cần chỉ định mỗi cái địa khu chiến lược, cần lời nói nói trong nhà mình thiên la địa võng cái vị kia miếp thiên la mỗi ngày đi ra ngoài giết người thật không có vấn đề à, không tác dụng lý thiên la địa võng chính vụ. Từ khi không có cầm tới di sản về sau, mỗi ngày đậu đen rau muốn nếp định như vậy một đôi lời đã trở thành lữ thụ tất tu công khóa. Chờ đến 12 giờ, thần tập cao ốc trong tổng bộ ánh đèn dập tắt đề thăng, lữ thụ trực tiếp từ trên nhà cao tầng nhảy xuống hướng cao ốc đi đến, nhàn nhã đến cực điểm. Hắn ngược lại là không sợ, dù sao cao ốc loại địa phương này cũng không được người thuần túy văn phòng, hiện tại thần tập các đại lão tất cả về nhà tu hành đi. Cái này cùng lúc trước trường học tu luyện tốc độ chậm là một cái đạo lý, đều tụ ở một cái trong cao ốc, linh khí cũng không đủ phân A, cho nên nói cái này cao ốc kỳ thực tượng trưng ý nghĩa quá nhiều nó ý nghĩa thực dụng, không phải vậy lữ thụ còn thật không dám đến gây sự tình thần tập cao ốc cổng đứng lặng lấy 12 cái bảo an nhân viên, mỗi cái trên thân đều có không kém năng lượng ba động. Lữ thụ đại khái nhìn thoáng qua liền có thể xác nhận, những này bảo an đều là cấp dây trở lên thủy chuẩn, hơn nữa từng cái thần sắc trang nghiêm đứng ở cao ốc cổng không nói một lời, bên hông đồng đều phối hữu trường đao. Một người trong đó gây nên lữ thụ chú ý, đúng là một tên cấp C. Bỗng nhiên có người thấy được lữ thụ đến. Kitamura bộ trưởng. 12 tên bảo an nhau nhau cúi đầu, lữ thụ vui cười a cười nói. Ừm, rất tốt, rất tốt. Ngay tại lúc sau một khắc, 12 tên bảo an vậy mà đồng thời hướng về lữ thủ xuất đao, cái kia phối hợp phản phất tỉ mỉ diễn luyện qua, 12 người động tác phối hợp nhất trí phản phất chỉnh thể. Quả nhiên nghiêm túc dội nước bẩn thời điểm đều sẽ thất bại a, à, chỉ có trong lúc lơ đãng mới có thể thành công. Đây là cái gì quỷ thiết lập Lữ Thù phiền muôn thở dài nói, trên thực tế hắn cũng không có ông hy vọng quá lớn, dù sao phục trang, hành trình, cử chỉ cũng không giống nhau, Kitamura Hiroba xuất hành từ trước đến nay đều là có xe tiếp xe tặng, Lữ Thụ rất dễ dàng bại lộ. Cùng nói mang theo Kitamura Hiroba mặt nạ là đến dội nước bẩn, còn không bằng nói liền là thuần túy vì che chắn khuôn mặt của mình thôi, kỳ thực mang trương tam mang lý tứ khuôn mặt cũng đều như thế, chỉ bất quá Lữ thù nội tâm còn có một phần chờ mong. Phong thanh bị quấy loạn, 12 tên thần tập cao ốc bảo an bên hông bội đao đã ra khỏi võ ken một tiếng, 12 người đúng là trong cùng một lúc xuất đau, nếu như không để ý nghe, chỉ sợ chỉ riêng nghe thanh âm đều phân biệt không ra đến để rút ra mấy cái đau đến. Chỉ là, bọn hắn giết nhầm đối tượng. Lữ thụ thân hình như điện triệt thoái phía sau, cả người tự như là quan ảnh, vừa mới triệt thoái phía sau vọt xuất vòng vây liền lần nữa đột tiếng. Đồng thời hai thanh thái đau bổ tới, đúng là bị lữ thụ dễ dàng nắm lưỡi đau, bảo an nhân viên còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được trên thân đau mặt đến sức lực lớn, lữ thụ đúng là trực tiếp lấy đao mượn lực đem hai người văng ra ngoài hai thanh thái đao rơi vào lữ thụ trong tay căn bản không có dừng lại hắn trở tay liền đem đao ném ném ra ngoài bảo an nhân viên muốn lui lại cũng đã không còn kịp rồi hai thanh thái đao lôi cuốn lấy gió tiếng sấm động đem hai người thẳng tắp đóng đinh ở trên tường chui đao còn đang không ngừng rung động lúc này bảo an nhân viên biết rõ việc lớn không tốt người tới căn bản không phải bọn hắn có thể cùng là địch một người trong đó tay áo bên trong một cái màu đen như điện tử chìa khóa xe đồ vật tính vào trong tay ngay tại lúc hắn chuẩn bị ấn xuống trong chốc lát lữ thụ đã đi tới trước mặt hắn chỉ gặp tên này bảo an nhân viên trơ mắt nhìn bộ ngực mình bỗng nhiên bị lữ thụ một quyền đập sụp đổ xuống sở hữu huyết dịch phản phất không bị khống chế giống như hướng ra phía ngoài xa lánh hắn cho nên ngay cả đè xuống cái nút cơ hội đều không có đối phương tốc độ quá nhanh còn lại bảo an vết đỏ cả mắt cũng mặc kệ có thể hay không đánh qua liền lao đến lữ thụ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu người điên gọn gàng mà linh hoạt giải quyết còn sót lại tất cả mọi người lại là 12 hai chui pháp khí nhập trướng lữ thụ chuẩn bị đi như thế trắng trận giết người tất nhiên sẽ dẫn tới lão quái vật nói không chừng thần tập cấp b cường giả rất nhanh liền có thể đuổi tới dựa theo nghi chu chi xe đai tính toán thần tập cấp b cường giả chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể từ tu hành chỗ ở đuổi tới bất quá lữ thụ còn có một chuyện không có làm hắn nghênh ngang từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất một thùng dầu đỏ cùng một thanh bàn chải đây là hắn buổi chiều chuyên vì kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị mà mua phòng quan sát bên trong bảo an một bên thông tri thần tập mỗi cái cường giả một bên trận mắt hốc mồm nhìn lấy lữ thụ ở trên cửa chính dùng dầu đỏ bôi bôi lên bôi, sau đó cấp tốc kết thúc công việc rời đi. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? 493, ai mẹ nó như thế có dũng khí? Nguồn, mê truyện audio com trên thực tế lữ thụ rời đi còn không có hai phút đồng hồ hắn giấu ở hắc ám trong bóng tối liền nhìn thấy đến không hết người tu hành hướng phía cao ốc phương hướng tiến đến việc này hắn chiếm tiện nghi bởi vì cho dù lúc trước nhất định đích thân đến thời điểm cũng căn bản chưa từng tới thần tập cao ốc loại địa phương này tất cả mọi người biết rõ cái này là cái xác rỗng mà thôi tượng trưng đồ vật vậy mà mặc dù như thế thần tập vẫn còn đang bảo an bên trong sắp xếp cấp C cao thủ cảnh giới, ở A cấp không đủ hai chữ số, cấp B liền có thể trở thành thế giới đỉnh cấp chiến lược hợp lý dưới, để cấp C nhìn cửa lớn chỉ sợ không phải cái nào cái tổ chức cũng có thể làm đến chấp hành lực, dù sao lại có bao nhiêu cấp C cam tâm tình nguyện nhìn cửa lớn đâu. Cái này phối trí đã là đầy đủ cao, tổng không thể để cho cấp B đến xem cửa lớn A. Hơn nữa cũng sẽ không có cái nào cảnh ngoại cấp B cường giả không cầu lợi ích không màng cái gì, chuyên môn tới chỗ như thế quấy rối. Thư tuyệt mật hơi thở đều là ở cấp B cường giả trong nhà, bên này cây vốn là không có gì đồ vật a, à. cái nào cấp B cường giả sẽ như vậy nhàn. Nhưng mà lữ thụ liền có rảnh rỗi như vậy, chủ yếu là thần tập không biết rõ lữ thụ dựa vào tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể thăng cấp, toàn thế giới cũng không biết rõ, cho nên lữ thụ làm những chuyện này nhìn bắt đầu không có ý nghĩa gì, nhưng đối với lữ thụ tới nói ý nghĩa thật là lớn đi. Một đám người đi vào cao ốc trước cửa nhìn thấy một chỗ thi thể cũng đã là lên cơn giận dữ, đối phương vậy mà tại nhà mình trước cửa giết người, đây cũng quá phách lối khiêu khích đi thần tập một vị cấp B cường giả đứng ở trước cửa giữ im lặng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà nội tâm thảo luận không phẫn nộ khẳng định là giả. Đến từ cao đảo Bình Tân Tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Đến từ. Đến từ. Có người đột nhiên hỏi nói. Đại nhân, cũng không có tìm kiếm được tung tích của đối phương, chúng ta thổ hệ giác tỉnh giả theo dưới mặt đất truy đi ra, nhưng là không có phát hiện đối phương động thổ dấu vết. Trong thời gian ngắn như vậy tay không giết chết 11 tên cấp D cùng một tên cấp C, cấp B cường giả một trong cao đảo bình tân thở dài nói đối phương ngay cả phi kiếm đều không xuất xác định là vị thứ chín thiên la không thể nghi ngờ xem ra treo giải thưởng cái kia đạo nguyên ban học sinh làm cho đối phương phi thường tức giận bọn hắn nghĩ đến thiên la địa võng sẽ trả thù nhưng mà không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy hắc ám vương quốc bên kia hôm trước vừa mới thông tri bọn hắn một tên danh hiệu u sát thủ lĩnh đi biển sâu cát trắng xác định lữ thù tin chết hiện tại tình cảnh rất xấu hổ thổ hệ giác tỉnh giả từ trước đến nay đều là chui vào thẩm thấu ám sát lợi khí Kết quả hiện tại Thiên La địa võng vậy mà bồi dưỡng xuất một tên thổ hệ giác tỉnh giả thành công tấn thăng cấp B. Nguyên bản linh khí khôi phục sơ kỳ tất cả mọi người không có ý thức được thổ hệ giác tỉnh giả chỗ lợi hại, thẳng đến Anthony ngàn dặm cực nhanh tiến tới đi giết Trần Bách Lý thời điểm, toàn thế giới mới ý thức tới nguyên lai thổ hệ giác tỉnh giả ở thẩm thấu phương diện vậy mà như thế lợi hại. So sánh với đến chính diện cường công khẳng định vẫn là hỏa hệ mạnh nhất, nhưng mà thổ hệ lại có thế tới lui tự nhiên. Phong tỏa Tây Kinh, loại bỏ chỗ có nhân vật khả nghi đối phương không có khả năng thủy chung đều dưới đất ở lại, cao đảo Bình Tân nói rằng. Nhưng mà đúng vào lúc này có người bỗng nhiên nói ra. Các ngươi nhìn cao ốc trên cửa vẽ cái gì? Trước đó ánh mắt mọi người đều bị thi thể hấp dẫn, không có đi nhìn trên cửa đồ vật, lúc này nhìn lại, chỉ gặp trên cửa bị người dùng sơn vẽ lên một cái to lớn vòng tròn, bên trong chính là viết một cái từ đơn tiếng Anh, remote. Có người sửng sốt một chút. Cái này từ đơn có ý tứ gì? Phá dở. Hủy đi cái gì? Cái này từ đơn, đúng vậy phá vỡ ý tứ. Có Trung Quốc thông sửng sốt một chút tranh thủ thời gian giải thích. Đây nhất định thiên la địa võng làm, đây là Trung Quốc trong nước phá vỡ tiêu chí, bình thường vẽ lên cái này kiến trúc, đều là muốn hủy rơi, tuy nhiên tiếng hoa đổi thành tiếng Anh, nhưng ý là không sai biệt lắm. Tất cả mọi người mộng bức, cái này mẹ nó ai vậy, như thế có loại. Hơn nửa đêm chạy tới giết một đống người sau cùng trả lại thần tập cao ốc bên trên vẽ lên cái đoán chữ còn có, như thế có địa vực đặc sắc đồ vật ngươi còn cho người ta nước anh nước mỹ dạng này anh ngữ ngữ loại tổ chức dội nước bẩn đến từ cao đảo bình tân tâm tình tiêu cực giá trị 999 đến từ đến từ thần tập người đều đối với lữ thụ não động bó tay rồi người ta quốc gia khác cũng không vẽ loại vật này a à, cái này mẹ nó đến cùng là hạng người gì mới có khả năng xuất cái này loại làm người buồn nôn sự tình đến không phải ta nói ngươi cầu cái gì a à, đại ca liên quan tới chuyện tối nay kiện bắt đầu truyền bá ra, cho dù không có trình diện thần tập thành viên cũng đều biết rõ chuyện này. Mà Lữ Thụ chợt phát hiện, nguyên bản còn kém một nửa thứ sáu ngôi sao, một đêm thời gian liền sắp tiếp cận viên mãn, đến tiếp sau thần tập chỉ cần tùy tiện cho điểm tâm tình tiêu cực giá trị, hắn đều có thể cấp tốc thắp sáng thứ sáu ngôi sao. Hơn nữa Lữ Thụ cảm thấy, đến tiếp sau tâm tình tiêu cực giá trị hẳn là sẽ phi thường có thể nhìn mới đúng, hắn đơn giản bội phục mình thiên tài sáng ý, lặng yên tìm hành, có người thường nói siết đi dây khó khăn nhất cũng không phải là đi quá trình mà là sau cùng từ tơ thép một lần nữa lên bờ sau cùng ba bước. Lúc kia hết thảy đều đã biểu diễn kết thúc, tâm trí không thành thục người liền sẽ tâm thần thư giãn, nhưng mà có quá nhiều siết đi dây biểu diễn nhà chết tại sau cùng ba bước bên trên. Đối với lữ thủ tới nói, hắn sau cùng việc cần phải làm đúng vậy mấu chốt nhất cái kia ba bước, nhất định phải an ổn vô sự, sở hữu thần tập cường giả đều bị triệu tập đi cao ốc bên kia, lữ thủ muốn ở cái này đứng không, cho hắn biết rõ gia đình địa chỉ cường giả cổng, đều vẽ một cái đoán chữ chuyện này A thần tập không nghĩ ra vì cái gì nhưng lữ thụ trong lòng mình rõ ràng, hắn lần này tới lại không di sản lại không bảo vật, nhưng không cũng chỉ có tu hành chuyện này rồi sao, chính mình tấn thăng cấp B hy vọng liền phải xin nhờ thần tập các đồng chí A, kết quả hắn vừa tới Kitamura Hiroba cửa nhà ngõ hẻm lúc, shadow bên trong bỗng nhiên một thanh đoạn kiếm như hình chấp từ nghiên phía trước đâm tới, đối phương kiên quyết một kích để lữ thụ tâm bên trong tất cả giật mình, thật nhanh. Đột nhiên lữ thụ phi thân hướng bên cạnh thối lui, khó khăn lắm lấy cực hạn tốc độ tránh thoát cái này một sát chiêu không đợi lữ thụ kịp phản ứng đâu lại thấy đối phương một kích chưa thành cũng không tự tan chậm rãi từ sa bên trong đi ra đối phương cực đẹp một thân sakura kimono sinh động như sinh cái này mẹ nó không phải sakuri yako sao chỉ nghe sakuri yako lạnh lùng nói kitamura hiroba hôm nay liền chết ở chỗ này đi lữ thủ hợp lấy ngươi hôm nay mang thai một ngày tâm sự ngày hôm qua còn biến tướng cáo biệt lão tử còn lo lắng một hồi một lát nghĩ đến ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì kết quả hôm nay chính là vì tới giết ta. Ngươi làm nhầm người A lão thiết. Chỉ là hiện tại lữ thụ làm sao bây giờ, hắn cũng không thể làm Sakuri Yako mặt biến trở về đi, người thiết trí sập còn chưa tính, thân phận không thể lại sập A, lữ thụ tâm tình bây giờ cùng ngày chó đồng dạng, làm sao lại bỗng nhiên thay Kitamura Hiroba cổng miệng nội lớn, đi ra lăn lộn, quả nhiên sớm muộn là cần phải trả. Mấu chốt là cái này nội còn vung không đi ra. Sakura ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng 494, xảy ra chuyện gì? Nguồn Mê truyện audio com Sakuri ngày hôm qua đối với Kitamura Hiroba nói muồn vào nhà không ai, kết quả ban đêm Kitamura Hiroba liền mang theo một đống người đi, phát hiện con mẹ nó thật là không có bất kỳ ai. Sakuri Yako muốn giết chết Kitamura Hiroba, chính nàng cũng không biết là bởi vì đối phương đối với nàng nói năng lỗ mãn, hay là bởi vì đối phương nói muốn giết chết Genoki Gaikuku, nhưng mà những này giống như đều không quá quan trọng nàng cũng không có trực tiếp ở trong căn hộ mai phục, mà là phục kích ở đầu này đường Kitamura Hiroba trên đường về nhà, sau đó liền bắt gặp lữ thụ. Lúc này Sakuri Yako rộng lượng kimono bỗng nhiên nơi tay chân chỗ thu nạp bắt đầu, cái kia cây hoa anh đào kimono lại là một kiện có thể biến hóa pháp khí, nắm chặt về sau, đúng là luyện công phục bộ dáng, cực kỳ già dặn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bóng đêm trung hoa lệ như thình yến tràn cảnh bỗng nhiên tràn đầy sát cơ sakuri yako trong tay đoạn kiếm cùng cây hoa anh đào kimono lúc này kiềm chế lên bộ dáng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ai có thể nghĩ tới một cái xinh đẹp nữ hài bỗng nhiên biến thành tràn ngập nguy hiểm nữ sát thủ lữ thù nhất cả trứng nửa ngày, việc này giải quyết như thế nào mấy ngày nay hắn cũng phát hiện cái này sakuri yako bản chất cũng không xấu a à, cho nên lữ thù cũng không muốn cùng đối phương sinh tử tương kiến nhưng đó cũng không phải mấu chốt tốt a à, mấu chốt là đối phương hiện tại muốn giết căn bản không phải hắn a à là Kitamura Hiroba. Đột nhiên, và nuốt vào cây hoa anh đào vậy mà thật tung bay rơi xuống, cái kia phấn sắc cây hoa anh đào rơi xuống về sau toàn bộ kimono chỉ còn lại có nồng đậm màu đen, giống như vực sâu. Cây hoa anh đào rơi xuống tư thái rất đẹp, thế nhưng là lữ thù lại cảm thấy sát cơ, những cái kia cánh hoa bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc lên, mấy chục cánh hoa đóa như là lưỡi đau đồng dạng hướng lữ thù trào lên mà đến, ở đêm đen bên trong tạo thành một cổ phấn hồng lưu. Pháp khí này kimono lại còn là một kiện đại sát khí. Chờ một chút mà lữ thủ bạo hống. Ngươi chờ chút mà. Sakuri Yako sửng sốt một chút, nàng không rõ lắm trước mặt cái này Kitamura Hiroba muốn muốn làm gì, cái này. Giống như cùng nàng từ trong tình báo hiểu rõ đến Kitamura Hiroba có chút không quá xứng đôi, lại nói Kitamura Hiroba thời điểm chiến đấu không phải là cho tới nay đều rất nghiêm túc nghiêm túc sao. Nhưng mà Sakuri Yako căn bản cũng không có dự định dừng tay, đã mở đánh, làm sao có thể bởi vì đối phương một điểm ngôn ngữ liền bị quấy nhiễu, chỉ gặp lữ thụ một bên bị một đống cây hoa anh đào đuổi theo một bên mang theo sơn thùng đến kitamura hiroba cổng vẽ lên cái đoán chữ vẽ tiếp cái vòng lớn lần này dứt khoát viết đúng vậy tiếng hoa cũng không đoái hoài tới như vậy tốn sức lại cho người khác dội nước bẩn một màn này đem sakuri yako cho thấy sửng sốt một chút tình huống như thế nào ta bên này muốn giết ngươi đâu kết quả ngươi đi cho cửa nhà mình về cái quỷ gì khó nói đây là thần tập chủ chiến phái mới nghiên cứu ra được trận pháp gì chỉ là cái chữ kia có ý tứ gì a à, tiếng hoa đoán chữ ở Nhật Văn bên trong ý tứ đã không quá phù hợp. Sakuri Yako nhất thời lẫm nhiên, nàng cẩn thận cảnh giác nhìn lấy lữ thụ, sợ đối phương vẽ vật kia có to lớn gì lực sát thương, nhưng đừng là thần tập chủ chiến phái nghiên cứu ra được mới đòn sát thủ. Nhưng mà sau một khắc, lữ thụ ném sơn thùng liền chạy, căn bản cũng không có nửa điểm muốn cùng Sakuri Yako chiến đấu ý tứ. Đến từ Sakuri Yako tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Liền chạy như vậy. Cho nên ngươi ở nhà mình trên tường vẽ đó là cái cái gì? Sakuri Yako một mặt mộng ép nhìn lấy lữ thủ bóng lưng kimono pháp khí bên trên cây hoa anh đạo bởi vì khoảng cách quá xa một lần nữa về tới y phục của nàng bên trên không phải nói Kitamura Hiroba tuy nhiên nhìn lên đến nhã nhặn nhưng nhưng thật ra là một cái chiến đấu cùng nhân sao con hàng này vì sao lại chạy a à? Kitamura Hiroba dừng lại Sakuri tinh tế lông mày như là liễu diệp đau đồng dạng tràn đầy sát khí Kitamura Hiroba ban đêm mang theo một đám thủ hạ đi hướng Sakuri Yako chỗ ở nhà trọ liên quan tới Sakuri Yako hết thảy hắn đều điều tra rất rõ ràng, đương nhiên, đều là bên ngoài có thể điều tra đến những cái kia. Chỉ là Kitamura Hiroba rất có kinh nghiệm, tuy nhiên Sakuri Yako lý lịch mặt ngoài nhìn lên đến rất sạch sẽ, nhưng là đối phương vô pháp giải thích một điểm, cha mẹ đều mất lại tìm không thấy tới đối ứng sự cố hồ sơ, Sakuri Yako làm cô nhi không có thân nhân, là như thế nào sinh tồn, hơn nữa đang đi học về sau bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành cử chỉ đắc thể nữ hài. Sinh hoạt nơi phát ra ở đâu? quá nhiều đồ vật đều có thể trở thành xác minh Kitamura Hiroba đoán chứng cứ, mà Kitamura Hiroba không có ý khác, hắn liền là muốn chiếm hữu Sakuriyako, sau đó lấy nữ hài kia làm làm đột phá khẩu tiêu diệt còn lại phái bảo thủ, chuyện này với hắn tấn thăng công tích tới nói ý nghĩa trọng đại. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, lại bị đối phương một câu liền cho bộ trong hố đi. Còn không có khí đủ đâu, liền tiếp vào thông tri, có người giả trang hắn ở thần tập cao ốc cổng hành hung, hơn nữa còn vẽ lên làm người buồn nông tiêu chí. Bất quá lần này Kitamura Hiroba cũng không phải là rất lo lắng, đầu tiên hắn cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ đâu, có không ở tại chỗ chứng cứ, hơn nữa đối phương vẽ tiêu chí quá có địa vực đặc sắc. Tuy nhiên thần tập trên dưới quần tình xúc động, nhưng vấn đề là tất cả mọi người biết rõ người này khẳng định đến từ thiên la địa võng, đây đã là xác định không thể nghi ngờ sự tình. Trước đó còn có người trong âm thầm thảo luận giết chết giả tế bác chim các sự tình là hắn làm, hết thảy manh mối cũng chỉ là hắn cho nên bày nghi trận thôi, hiện tại những âm thanh này hẳn là sẽ rất nhanh tiêu tán rơi mới là. Không biết rõ vì cái gì, Kitamura Hiroba còn có loại thở phào cảm giác, đối phương dội nước bẩn thủ đoạn quá thấp kém. Thần tập cái này của máy chiến tranh đã vận chuyển lên, sở hữu giác tỉnh thổ hệ người tu hành nhau nhau tìm nhập lòng đất tìm, tìm tìm tung tích của đối phương, mà trên mặt đất cũng đồng dạng là phong tỏa sở hữu giao thông yếu đạo, đồng thời ở thị bên trong bắt đầu loại bỏ. Kitamura Hiroba an bài tốt sự tình liền dự định về nghỉ ngơi, thần tập bên trong giai cấp rõ ràng, loại chuyện này căn bản cũng không cần hắn tự mình đi làm, chỉ cần tiếp vào thông tri sau cấp tốc đuổi tới liền tốt, mấu chốt nhất là lão sư thông tri hắn, đối phương không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại, cấp bê loại này cường giả, hắn Kitamura Hiroba đi lên còn chưa đủ nhét kẻ răng, không thấy được cao ốc cổng ẩn nút vị kia cấp C đều bị trong nháy mắt giết chết sao. Bởi vì lão sư là hiện tại thần tập lãnh tụ, cho nên hắn hoàn toàn có thể không đem làm thân mạo hiểm. Bất quá vì làm bộ dáng, Kitamura Hiroba thủ hạ đều bị phái ra ngoài, ngay tại lúc hắn trên đường về nhà, vừa mới dừng xe xong chuẩn bị vượt qua giao lộ đi lúc trở về, chợt nghe Sakuri Yako âm thanh. Kitamura Hiroba, dừng lại. Kitamura Hiroba bốn phía nhìn hồi lâu sửng sốt không thấy được Sakuri Yako người ở đâu. Không đợi hắn kịp phản ứng đâu, Sakuri Yako bỗng nhiên từ giao lộ nhanh chóng phi nước đại mà qua, Kitamura Hiroba nhìn thấy đối phương kimono kiềm chế bắt đầu có lội có lõm lại sát khí đằng đằng, nhưng mà đối phương giống như cũng không nhìn thấy chính mình a à. đến từ Kitamura Hiroba tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ai có thể nói với chính mình đến cùng xảy ra chuyện gì? Có chút loạn, Kitamura Hiroba cảm thấy mình đến vuốt vuốt. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. 495, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Nguồn Mê truyện audio.com lữ thụ vừa chạy xuất Sakuri Yako tầm mắt liền bắt đầu toàn lực gia tốc, loại tình huống này Sakuri Yako một cái cấp C người tu hành làm sao có thể đuổi kịp hắn, hắn nhưng là tại chạy trốn phương diện có thể chạy thắng cấp B tuyển thủ A, Sakuri Yako có chút bất đắc dĩ, trong tình báo cũng không có viết Kitamura Hiroba như thế có thể chạy A, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng chợt nghe có người sau lưng hô nói. Sakuri tiểu thư, ngươi là đang tìm ta sao? Sakuri Yako bỗng nhiên quay đầu, chính là phát hiện Kitamura Hiroba vậy mà chạy đến phía sau mình đi, đang từ một cái giao lộ đi tới. Ngay trong nháy mắt này, Kitamura Hiroba cùng Sakuri Yako đều ở lẫn nhau mắt bên trong thấy được một tia. Nghi hoặc. Sakuri Yako nội tâm. Con hàng này chạy thế nào phía sau mình, khó nói tốc độ đã nhanh đến loại tình trạng này. Kitamura Hiroba nội tâm. Không phải đằng đằng sát khí để cho mình dừng lại à, làm sao làm đến giống như chính mình không nên xuất hiện ở đây đồng dạng. Kẻ đầu têu lữ thụ đã chạy xa, các loại đi vòng vèo sợ bị truy tung đến, hắn chạy, nhưng lưu lại Sakuri Yako cùng Kitamura Hiroba hai người một mặt mộng bức. Đến từ Sakuri Yako tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Kitamura Hiroba tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hiểu lầm bởi vì lữ thụ mà lên, cho nên tâm tình tiêu cực giá trị toàn về lữ thụ sở hữu. Sakuri tiểu thư, ngươi thật sự là ở bắt ta làm trò cười a à, tối đi tìm ngươi trong nhà người xác thực không ai, làm sao lúc này lại chủ động chạy đến nhà ta tới. Kitamura Hiroba cười nói, Sakuri Yako lạnh lùng nhìn lấy Kitamura Hiroba. Đêm nay qua đi trên thế giới này liền không có thần tập Kitamura Hiroba. Ồ! Kitamura Hiroba giúp đỡ một chút chính mình kính phẳng kính mắt. Chỉ bằng ngươi vị kia lão sư ta sinh thật giáo sư đồ vật, chỉ sợ còn không giết chết được ta, chính hắn tự mình đến chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được đi. Sakuri Yako hơi nghi hoặc một chút Kitamura Hiroba đến cùng ở đâu ra dũng khí, vậy mà nói cấp bê cường giả đích thân đến đều giết bất tử hắn. Nhưng mà nàng không có ý định nói nhảm, Kitamura Hiroba vừa nói xong nàng liền chuẩn bị đồng thủ, ngay tại lúc sau một khắc, một thanh trường đao từ một cây cột dây điện bên trên rơi xuống, ta xin thật thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện, cái kia một đao liền muốn đem Kitamura Hiroba chém thành hai khúc. Sakuri Yako ngay ngẩn cả người, lão sư lúc nào giấu ở nơi này. Tự hồ ta xin thật sự là dự định thân thủ giết chết cuồng vọng Kitamura Hiroba. Thế nhưng là trong chốc lát, một cái trong suốt bóng người ở Kitamura Hiroba sau lưng đem hắn đẩy ra, bên hông bội đao thuận thế nhổ lên xuất, cái kia vô cùng khí thế vậy mà tại trong nháy mắt chém lên từ không trung nhảy xuống ta sinh thật. Đinh một tiếng, khí lãng khổng lồ hướng ra phía ngoài xoay tròn ra, chung quanh phòng ốc vậy mà cũng ở cái này hai đao đụng nhau uy lực hạ lay động lên, đây là hai vị cấp B cường giả chiến đấu. Ta xin chân thân hình vững vàng một lần nữa về tới cột điện đỉnh chấp hướng xuống mặt nhìn lại, hắn cười lạnh nói. Subiyo Kijiba, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu. Được xưng Subiyo Kijiba trung niên nhân chậm rãi đem trường đau cắm vào bên hông võ đau cười nói vì tìm tới ngươi cái này chuột nâu, thật đúng là phải hao phí rất nhiều công sức a. À, sau ngày hôm nay ngươi liền không cần tiếp tục giấu kín, lưu lại đi. Trong chấp nhoáng này cục thế biến ảo khó lường bắt đầu, ta xin thật sự là cảm nhận được Sakuri Yako biến hóa lo lắng học sinh phản bội, cho nên tự mình đến quan sát. Mà Kitamura Hiroba vừa rồi sở dĩ dám khẩu xuất cuồng ngôn nhưng thật ra là đạt được lão sư bày mưu đặc kế, lão sư phát hiện ở đây người thứ tư khí cơ, cùng ta xin thật phi thường phù hợp bản thân chỉ là một câu thăm dò cùng chọc giận, không nghĩ tới thật dẫn ra ta sinh thật. Subiger Kijiba cười nói, ngươi thật đúng là cùng Genoki soi kém rất xa a. À? Nếu như là Genoki soi ở chỗ này, không nói đến câu nói này căn bản chọc giận không được hắn, liền từ thực lực mà nói, ta sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh, nhất định phải cùng những người khác liên thủ mới được. Khó trách những cái kia ẩn nấp gia tộc không tín nhiệm ngươi, đổi lại là ta, ta cũng rất khó tin tưởng ở dưới sự lãnh đạo của ngươi, phái bảo thủ có thế có cái gì tương lai a? À? Bất quá bên người cất giấu một con chuột luôn luôn gọi người tâm thần không yên, dứt khoát vẫn là trực tiếp diệt trường ngươi đi. Ta xin thật nghe được đối phương đem chính mình hình dung thành lão chuột lúc đã gân xanh hằng lên, tự xưng là trí tuệ hơn người hắn sao có thể chịu đựng loại vũ nhục này. Ngay tại lúc sau một khắc, Subiya Kijiba đao chuyển hướng vậy mà trực tiếp từ bên hồng xuất đao, chỉ hướng Sakuri Yako. Không đợi ta xin thật kịp phản ứng thời điểm, Subiya Kijiba đã đi tới Sakuri Yako trước mặt, nhất đao trảm, đêm tối vỡ vùng. Sakuri Yako và nuốt vào cây hoa anh đào một đóa đóa chống đỡ lên lưỡi đau giảm bất lực, sau đó liền gặp cây hoa anh đào ở lưỡi đau tiếp theo đóa đóa phá nát như ở trước mắt. Lưỡi đau cùng kimono đụng nhau một lát, vậy mà truyền đến sắt thép va chạm âm thanh, Sakuri Yako bị sức lực lớn nhất đau trảm bay, kimono đúng là còn không có tổn hại. Subiyo Kijiba một mặt tán thưởng cười nói. Lại là món kia thần vật A, nguyên lai like ở các ngươi phái bảo thủ trong tay. Nhưng mà chờ hắn lại chuẩn bị truy giết thời điểm, ta xin thật bỗng nhiên hướng phương xa bỏ chạy, lại là hoàn toàn không để ý chính mình cái này học sinh chết sống, bởi vì hắn nhìn ra, chính mình cũng không phải là bây giờ Subizer Kijiba đối thủ. Subizer Kijiba một mặt đáng tiếc. Thật sự là nhát gan A, rộng giả, nơi này giao cho ngươi. Dứt lời, Subizer Kijiba nhanh kéo xuất tàn ảnh hướng ta xin thật đuổi tới. Sakuri Yako nhả ra một ngụm máu tươi một lần nữa đứng lên, nàng xem thấy lão sư rời đi phương hướng tự hồ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì một ít nàng không muốn biết đến vấn đề đáp án một mực đang khốn nhiễu nàng mà bây giờ hết thảy đều được chứng thực không thể không nói nàng cây hoa anh đào kimono xác thực thần dị đúng là ngành kháng cấp b cường giả cấp một sau vẫn không có tổn hại dấu hiệu tuy nhiên thụ nội thương rất nặng nhưng nàng còn có hành động khí lực sakuri Yako bỗng nhiên quay người chạy trốn mục tiêu liền là võ quán phương hướng nàng biết rõ nếu như không có trợ giúp lời nói chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao kitamura hiroba chưa hẳn liền so nàng toàn thịnh thời kỳ yếu hơn bao nhiêu hơn nữa sakuri yako bỗng nhiên muốn biết rõ lão sư đều đã vứt bỏ nàng mà đi như vậy cái kia thiếu niên có thể hay không giúp nàng cái thế giới này thật đúng là lạnh lùng a à? sakuri yako nội tâm có chút thở dài không biết rõ vì cái gì tuy nhiên tiếp xúc thời gian còn không dài nhưng sakuri yako cảm giác cái kia võ quán bên trong thiếu niên nhất định sẽ giúp nàng hai người cấp tốc hướng phía võ quán phương hướng ngươi truy ta đuổi kitamura hiroba ở sakuri sau lưng cười nói làm sao hướng bên kia chạy trốn a à? ngươi cho rằng hắn sẽ cứu ngươi cái này gián điệp sao? Không biết rõ khi hắn biết rõ thân phận của ngươi thời điểm, sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể ở tại bên cạnh hắn? Câu nói này đâm trúng Sakuri Yako nội tâm, nàng rất rõ ràng đối phương nói không sai, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc lữ thù mục đích liền là sai lầm, làm sao lại có chính xác kết quả? Nếu như Genoki quân biết mình là tiếp cận hắn gián điệp, cái kia nàng làm sao có thể nói được rõ ràng? Chỉ là Sakuri Yako hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, nàng giống như là chết đuối lưỡng nhân, chỉ muốn tại cái này thời gian trường hạ bên trong, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ, chứng minh nàng cái này 17 năm nhân sinh tối thiểu đã từng còn gặp gỡ bất ngờ qua một phần chân thành. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? 496, Kitamura Hiroba Loan Sinh Kaka Nguồn Mê truyện audio com Ta xin thật cùng Subiya Kijiba chiến đấu đem toàn bộ Tây kinh thị từ ban đêm ngủ mơ bên trong bừng tỉnh. Một vòng đao quan thoáng hiện, đúng là đem xung quanh một chỗ phòng ốc cho bổ ra, mà hai người bọn họ ai cũng không có đi quan tâm cái kia tòa nhà dân cư bên trong là có phải có bình dân thương vong. Hai người thân ảnh xuyên toa ở sắt thép cùng xi măng trong rừng rậm, những nơi đi qua đều là biến thành phế tích. Thần tập người bị kinh động, trong nháy mắt hướng chiến trường chỗ tiến đến, bọn hắn phần lớn người đều không rõ ràng Subiya Kijiba kế hoạch, cho nên không nghĩ tới thiên la địa võng người còn không có bắt lấy, ngược lại là phái bảo thủ vị kia cấp B cường giả lại bị dẫn đi ra. Lúc này Sakuri Yako cảm giác khoan ngực của mình chi bên trong một mảnh nóng bỏng, người tu hành thể chất tự thân khép lại tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà Subiya Kijiba cái kia một đau vẫn là quá nặng đi một số. Hiện tại duy nhất có thể chống đỡ nàng tiếp tục động lực để tiến tới, chính là nàng muốn biết rõ cái kia thiếu niên đến cùng có nguyện ý hay không cứu mình tự như là cô bé bán diêm, mỗi một cây diêm mang tới ấm áp đều đầy đủ trân quý. Nhanh đến, Sakuri Yako đã thấy võ quán bản hiệu. Nhưng mà ngay một khắc này, nàng chợt thấy Kitamura Hiroba xuất hiện ở võ quán cổng đang định đi vào, Sakuri Yako ngây ngẩn cả người, mà vị kia Kitamura Hiroba cũng ngây ngẩn cả người, lúc này Sakuri Yako mới chú ý tới, cái này Kitamura Hiroba cùng vừa rồi cái kia ăn mặc cũng không giống nhau. Sakuri Yako cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy, nguyên lai nàng đêm nay vậy mà đụng phải hai cái Kitamura Hiroba. Tình huống như thế nào? Thế nhưng là cái này Kitamura Hiroba tại sao lại xuất hiện ở võ quán bên cạnh A? À, lúc này, Sakuri Yako sau lưng Kitamura Hiroba cũng chạy tới, kết quả là là phía sau cái này Kitamura Hiroba cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Lữ thụ một mặt nhất cả trứng, cái này đặc biệt tại sao lại ở chỗ này vừa vặn gặp được a hắn lượn quanh nửa ngày chính là sợ bị thần tập người nhằm vào kết quả cái này hai hàng căn bản cũng không có suýt ở phía sau hắn mà là trực tiếp chạy tới chắn hắn a việc này chỉnh lữ thù cảm thấy mình thân phận không thể băng hắn còn có thể nếm thử cứu vãn một chút lữ thù suy nghĩ hai giây bỗng nhiên mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng động giả ta là người khác cha khác mẹ loan sinh kaka kitamura hiroba khác cha khác mẹ loan sinh kaka Người mẹ nó có hay không khoa học sinh vật thường thức? Đến từ Kitamura Hiroba tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Không biết rõ vì cái gì, Sakuri Yako đột nhiên hỏi nói. Genoki quân. Lữ thụ đứng ở yên tĩnh trên đường phố phiền muộn. Thân phận. Cũng sập A. À. Không biết rõ vì cái gì, khi lữ thụ trên người không đứng đắn khí tức phát ra một khắc này, lại là đứng ở võ quán cổng, Sakuri Yako lập tức liền đoán được lữ thụ Genoki Gaikuku thân phận mà Kitamura Hiroba nhìn thấy giống nhau như đúc chính mình một khắc này, liền liên tưởng đến cái kia giả mạo chính mình giết người vẽ đoán chữ thiên la địa võng. Vị thứ chính thiên la. Kitamura Hiroba đồng tử co lại nhanh chóng, căn bản không có nửa điểm do dự xoay người chạy. Kitamura Hiroba không phải người ngu, tuy nhiên hắn không biết rõ vị này thiên la cùng Genoki Gaikuku có quan hệ gì, nhưng đã đối phương thật sự có thể giống như đúc đóng vai chính mình tướng mạo, như vậy thay thế Genoki Gaikuku cũng cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ là mọi người cho tới nay bị mơ mơ màng màng coi là Genoki Gaikuku chỉ là tính tình đại biến mà thôi, lại căn bản không nghĩ tới đối phương tướng mạo quả thật có thể thiên biến vạn hóa. Nếu như chỉ là Genoki Gaikuku, Kitamura Hiroba căn bản liền sẽ không để vào mắt, nhưng đối phương nếu như là vị kia ngày thứ 9 la liền dọa người A, vừa mới thần tập cao ốc trước cửa thảm án hắn cũng không phải không biết, 11 tên cấp D cộng thêm một tên cấp C tham gia chiến đấu, đối phương ẩn ngắn mũi nửa phút bên trong liền đem 12 người đều giết chết, loại người này thật không phải là Kitamura Hiroba có thể trêu chọc, nhất định phải thúc thúc hắn kim lão sương Subiya Kijiba đến mới được. Sakuri Yako nhưng thật ra là hiện tại nhất không làm rõ ràng được tình huống người, nàng trước đó nghĩ tới Genoki Gaikuku có thể hay không đánh qua Kitamura Hiroba loại vấn đề này, bất quá dưới cái nhìn của nàng coi như đánh không lại cũng sẽ không kém quá nhiều đi. Kết quả hiện tại là cái tình huống như thế nào? Kitamura Hiroba thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Vừa mới Kitamura Hiroba nói cái gì? vị thứ chín thiên la. Phái bảo thủ cũng không phải người mù, đương nhiên biết rõ vị này tồn tại, trước đó giả dạ tế bác chim cắt bị giết thời điểm, ta xin thật còn nghiêm túc cùng nội bộ tổ chức nồng cốt thương lượng qua muốn hay không tìm tới vị này ngày thứ chín la liên hợp lại tới đối phó thần tập chủ chiến phái, nhưng vấn đề là chủ chiến phái tìm không thấy người, bọn hắn phái bảo thủ thì càng không tìm được a, à, ta xin thật một mới đầu còn lo lắng dấn sói vào nhà thần mã, kết quả ngươi ngay cả sói cũng không tìm. Tới, dẫn cái chấm a. À nhưng mà như vậy a à một vị để ta sinh thật xoắn suýt nhân vật dĩ nhiên thẳng đến đều ở bên cạnh mình sakuri yako đã rất xác định vị này genoki gaikuku cũng một mực không lúc trước vị kia thay thế thời gian rất có thể đúng vậy tính tình đại biến thời gian điểm xuất phát thế nhưng là ngài đến thay thế một cái nhân vật trọng yếu như thế tùy tiện băng người thiết trí chính mình thật một chút cũng không lo lắng sao, chỉ gặp lữ thụ trên thân bỗng nhiên bay lên không trung mà ra một đầu to lớn kim long hướng phía trước đánh tới, mà chính hắn bản thân cũng hướng Kitamura Hiroba đuổi theo, lúc này lữ thụ tâm bên trong sát cơ nhất thời, khi sát tắt chết Kitamura Hiroba trong lúc nhất thời hoảng hốt, hắn phát hiện mình tốc độ cùng lữ thụ so sánh dưới, trên lệch thực sự quá lớn, hắn tay áo bên trong hai thanh surin rơi vào trong tay, quay người liền hướng lữ thủ ném đi, nhưng mà cái kia hai thanh surin còn không có gần lữ thủ thân liền bị thần thủy kim long một thanh nuốt vào, kim long bên trong tiểu xà một thanh liền cắn đứt nó bên trong một thanh surin. Vậy mà không có chết. Kitamura Hiroba chấn kinh, cái này thần thủy ở tượng đảo đánh một trận xong đã thành lữ thủ tiêu chí, đến mức hai thanh phi kiếm loại chuyện này kỳ thực lữ thủ còn không có ở trước mặt người ngoài triển lộ qua, thậm chí Lý Huyền Nhất lão gia tử cũng không biết rõ chuyện này vẫn cho là chính mình cái này nữa cái đồ để còn mở không ra khí hải núi tuyết kia mà. Kitamura Hiroba không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lữ thụ, hắc ám vương quốc bên kia không phải đã xác định cái chết của hắn tin tức sao. Là lữ thụ bản người vẫn là thiên la địa võng bên trong có người kế thừa lữ thụ thần thủy. Không phải nói vị thứ chính thiên la là thổ hệ giác tỉnh giả sao. Tình báo sai lầm. Sakuri Yako gặp Kitamura Hiroba hoàn toàn không phải lữ thủ đối thủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khô tàn dựa vào tường ngã xuống đất, tâm lý không biết rõ đang suy nghĩ gì. Liền sau đó một khắc lữ thủ đã đuổi tới Kitamura Hiroba trước mặt một quyền nền ra, gió địa lôi nhấp nhô. Trước nắm đắm mặt không khí bị đè ép vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên phát ra bạo liệt tiếng vang. Kitamura Hiroba từ bên hông rút ra trường đao vung đi, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Kitamura Hiroba cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt đều dưới một quyền này trong nháy mắt vỡ nát, giống như là một trận tự nắm đấm vì trung tâm đưa tới chấn động, toàn thân bị tội khô lập hủ hủy diệt, vẫn lạc. Đến từ Kitamura Hiroba tâm tình tiêu cực giá trị, một nghìn Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. 497, sát nhân diệt khẩu. Nguồn. Mê truyện audio.com Lữ thụ lặng lặng đứng ở đường phố đầu, từ hồ Kitamura Hiroba dạng này cấp C cao thủ đã rất khó lại làm đối thủ của hắn, đã từng cái kia dựa vào bán trứng gà luộc vì sinh, liền ngay cả cuộc sống đều gấp căng thẳng suy yếu thiếu niên, bây giờ đại khái đã trở thành rất nhiều người đều muốn ngưỡng vọng cao thủ. Sakuri Yako mỉm cười nhìn lấy lữ thủ bóng lưng, bên trong thế giới này phản phất đều chỉ có lữ thủ một người, cái kia thiếu niên. Bỗng nhiên ngồi sống người xuống nhặt lên Kitamura Hiroba thái đao, sau đó tiếp tục tìm kiếm Kitamura Hiroba trên thân còn lại pháp khí loại cảm giác này giống như là một bộ nguyên bản duy mỹ trong tấm hình, bỗng nhiên nhảy ra hai cái the sơ mút, ở núi bên kia trả lại bên kia. Sụp đổ A. Chờ đến lữ thụ lại quay người trở về thời điểm, mặt mũi đã biến trở về Genoki Gaikuku bộ dáng, vỏ quán cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, xe Sedai nhìn thấy lông tóc không hao tổn lữ thụ cùng khô tàn lấy mẹ kiếp ở trên tường Sakuri Yako Hiếu Kỳ nói. Ngày chiến đấu kết thúc rồi à. Phải chăng muốn rời đi? nàng đi đem Sakuri Yako dìu vào võ quán, lữ thụ theo ở phía sau nhìn lấy cái này u tỉnh đình viện. Sakuri, còn có ai biết rõ thân phận của ngươi? Sakuri một chút cũng không có dấu giếm. Chỉ sợ đợi lát nữa bắt đầu, thần tập chủ chiến phái liền sẽ truy nã ta, hắn lão sư Subiya Kijiba đang cùng ta sinh thật chiến đấu, sở hữu thần tập cường giả chỉ sợ đang đuổi qua bên kia chiến trường. Lữ thụ gật gật đầu. Đáng tiếc. Hắn vuốt ve trong đình viện tế trúc, lữ thụ kỳ thực thật thích nơi này, tuy nhiên kiến trúc phong cách có chút không thói quen, bất quá lữ thụ dự định trở về Lạc Thành cũng làm cái định viện, hiện đại hóa một điểm, hiện tại có tiền cũng nên mang theo lữ tiểu ngư chủ điểm điều kiện tốt điểm phòng ốc. Lữ thụ hướng ta nghi chu chi xe đai bái. Khổ cực, chuẩn bị rút lui đi. Sakuri làm sao bây giờ? Ta nghi chu chi xe đai hiếu kỳ nói, kỳ thực nàng cũng muốn biết rõ lữ thụ đến cùng sẽ xử trí như thế nào Sakuri Yako. Lữ thụ nhìn sang, chỉ gặp Sakuri Yako thảm thiết cười nói, trời la đại nhân ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao đối với sakuri yako tới nói nếu như nàng là lữ thụ nhất định sẽ sát nhân diệt khẩu bất quá không có gì tiếc nuối chính mình chịu đựng đau xót chạy xa như vậy chẳng phải là muốn nhìn một chút genoki gaikuku có thể hay không cứu mình sao tuy nhiên genoki gaikuku không phải cái kia genoki gaikuku nhưng chính mình là từ đối phương thay thế về sau mới tới a à, nàng chưa bao giờ ưa thích qua trước kia cái kia genoki gaikuku bây giờ đối phương cứu cũng cứu được lão sư cũng vứt bỏ chính mình mà đi, không có gì tiếc nuối, nên minh bạch đều hiểu, nên mất đi đều mất đi, nên có được đều chiếm được, Sakuri Yako cười nói. Trước khi chết ta có thể nhìn một chút trời la tiên sinh ngươi lúc đầu hình dạng sao? Lữ thụ dở khóc dở cười. Ai nói muốn giết ngươi, ta mang ngươi tìm địa phương dưỡng thương, chữa khỏi vết thương chính ngươi đi thôi, nói thật ngươi thật không thích hợp cái này loại ngươi lừa ta gạt địa phương, còn không bằng ra ngoài thế giới bên ngoài giết thống khoái. Bất quá ta lúc đầu bộ dáng liền không cho ngươi xem, dù sao ngươi cũng không chết được hơn nữa ta cũng không phải thiên la đừng gọi ta thiên la sakuri yako cũng không biết rõ lữ thụ hình dạng thế nào tuy nhiên có thần nước ở nhưng lữ thụ là hắc ám vương quốc chính thực qua đã tử vong người thần thủy cũng có thể là thiên la địa võng một lần nữa tìm được thích hợp chủ ký sinh cũng khó nói đương nhiên sakuri yako càng có khuynh hướng đối phương đúng vậy lữ thụ bởi vì thần tập cái thứ nhất tử vong đúng vậy oidudo tegami con trai giả tế bác chim cắt vậy ta về sau bảo ngươi lữ thụ sakuri yako cười nhẹ nhàng thăm dò nói vừa nói xong cũng nhả ra một ngụm máu tươi trước đó nsubiyyo Kijiba cái kia một đau chấn thương lòng của nàng phổi chết là khẳng định không chết được người tu hành không có yếu ớt như vậy chỉ bớt quá khôi phục cần thời gian lữ thụ nhìn thấy sakuri thổ huyết cũng cảm giác có chút vô cùng thê thảm ngươi vẫn là nghĩ một lát đi ít quan tâm điểm vô dụng sự tình chu chi xe đài trong phòng nói một tiếng xin ngại che sakuri con mắt lữ thụ làm theo nắm tay đắp lên Sakuri trên ánh mắt, Sakuri cảm thụ được đến từ lữ thụ bàn tay nhiệt độ, rất dễ chịu. Nhưng vào lúc này lữ thụ nhìn thấy Chi xe đai một lần nữa từ trong phòng đi ra, một đầu qua eo tóc dài đã biến thành tóc ngắn, trên chân dẫm lên dậy cao gót, mặt trên người chỗ làm việc nữ tính đồ bộ, trong nháy mắt từ một cái dịu dàng Yamato Nadeshiko biến thành một cái lôi lệ phong hành tài trí nữ nhân, lữ thụ kém chút đều nhận không được đi ra đối phương. Chi xe đai hướng lữ thụ thật sâu bái. Rất vinh hạnh trong khoảng thời gian này cùng ngài chân thành hợp tác, tạm biệt. Lữ thù cười. Khổ cực. Ta nghi chu chi xe đài quay người cầm một quyển báo chí nhóm lửa, đem toàn bộ đình viện đều toàn bộ bốc cháy lên đến, sau đó dẫn đầu đi ra đình viện biến mất ở trong đường phố, bắt đầu nàng thân phận mới cùng nhiệm vụ mới. Mà lữ thụ thì rốt cục buông ra che Sakuri Yako trên ánh mắt bàn tay, chính là phát hiện đối phương đã ngủ. Ngạch, là đã hôn mê vẫn là ngủ thiếp đi, lữ thụ cũng có chút phân không sạch. Chỉ là võ quán đã không phải là nơi ở lâu, lữ thụ tâm bên trong hối hận, chính mình nếu là thân phận không băng tiếp tục dựa vào cái này võ quán kiếm tiền tốt bao nhiêu trường hận nhân tâm không như nước bỗng dưng đất bằng nổi sóng a à, chờ chút lữ thụ bỗng nhiên phát giác giống như có cái gì chỗ không đúng vuốt một vuốt a à, gần nhất kiếm được tiền lữ thụ đều trực tiếp cho ta nghi chu chi xe đài xem như cuộc sống của bọn hắn phí hết sau đó ta nghi chu chi xe đài cứ đi như thế cái này mẹ nó chính mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền a à, phát nhiều như vậy truyền đơn a à ta chu chi đai nhất định phải đến nếp định chỉ thị mới làm như vậy đúng không nhất định là như vậy a à, đau lòng khó mà ức chế đau lòng lữ thụ bi tráng cổng lên sakuri yako đi ra đình viện kết quả vừa ra ngoài liền thấy mặt hướng phương hướng bên kia dần dần sáng lên đến năng lượng ba động ở trong nhận thức dần dần nổ bể ra đến thỉnh thoảng liền có phòng ốc sụp đổ hắn nhớ tới sakuri yako vừa rồi nói ta sinh thật đang cùng subiyo kijiba chiến đấu không có trùng hợp như vậy chứ một đường đánh tới cái này lữ thụ một mặt mộng bức cái này không được, hắn tranh thủ thời gian cải biến kế hoạch hướng một bên khác chạy tới, kết quả vừa chạy không bao lâu hắn bỗng nhiên nhìn lại, cái này mẹ nó chủ chiến trường vậy mà lại bắt đầu hướng hắn bên này di động. Các ngươi đi một bên đánh không được sao? Không ít cư dân bị chiến đấu thanh thế cho bừng tỉnh, nhào nhào hướng ngoài phòng xem ra, kết quả khi bọn hắn nhìn thấy trận kia thời điểm chiến đấu lập tức kinh hoảng, có người mặc xong quần áo liền hướng mặt ngoài chạy, có người thì là trung lẫy bẫy tránh trong nhà, sợ trận này chiến đấu lan đến gần chính mình. Cái này là người tu hành phía dưới người bình thường tình cảnh, hòa bình còn tốt, thật là chiến đấu bắt đầu, bọn hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nơi này cao lầu cũng không nhiều, còn nhiều một số tầng 2, 3 tầng độc tòa nhà phòng ốc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người ở lữ thụ hướng trên đỉnh đầu yếu ớt hô một tiếng. Genoki quân. Lữ thụ nhất đầu sửng sốt một chút, thiên diệp. Thiên diệp nhìn thấy lữ thụ cổng bất tỉnh nhân sự Sakuri Yako tâm tình có chút phức tạp. Xảy ra chuyện gì, các ngươi đang tránh né người nào không? Chờ một chút, ta xuống dưới cho các ngươi mở cửa. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau Yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn 498, thần tập tức giận Nguồn Mê truyện audio.com Lữ thụ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải thiên diệp A, à, bất quá suy nghĩ kỹ một chút trước đó hai người thật giống như xác thực cùng một chỗ tan học về nhà kia mà, thiên diệp nhà cách võ quán xác thực không tính quá xa. Không được, lữ thụ cảm thấy mình không thể vào thiên diệp trong nhà, chính mình cùng Sakuri Yako hai cái đều bị truy nã tuyển thủ tiến trong nhà người khác đảo cái gì loạn A, à, lữ thụ không có chờ thiên diệp mở cửa mà là tiếp tục cổng Sakuri Yako chạy đường, kỳ thực lữ thụ cũng nghĩ qua giết chết Sakuri Yako, nhưng xác thực có chút không xuống tay được, hắn không phải người ngu. Tuy nhiên Sakuri Yako tới gần động cơ cũng không đơn thuần, nhưng mấy ngày nay, lữ thụ đã ở đối phương mắt bên trông thấy được chân thành. Nói hình như độc lý giải giống như ánh mắt nào có phức tạp như vậy. Nhưng mà lữ thụ tin tưởng cảm giác của mình. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ chính mình bại lộ một ít chuyện cũng không tính là đặc biệt quá phần bí mật. Đầu tiên nhiệm vụ lần này giải quyết về sau lữ thụ liền muốn về nước khôi phục thân phận, coi như nàng biết mình là lữ thụ cũng không có gì lớn. Tiếp theo, thần thủy loại vật này sớm cũng không phải là bí mật gì, mà mặt nạ loại chuyện này, biết rõ nội tình huyết yêu cùng khôi lỗi sư đều không có chết cho nên kỳ thực còn có người ngoại biết rõ thiên la địa võng trong tay có một kiện có thể biến ảo diện mạo thần vật nơi tay. Vừa nghĩ như thế, chỉ cần không bại lộ chính mình tinh độ cùng hai thanh phi kiếm liền tốt a, à, lữ thủ cuối cùng là tìm cho mình đến lý do thích hợp. Ngay tại lúc lữ thủ vừa chạy không bao xa thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thiên diệp tiếng la. Genoki quân. Genoki quân ngươi ở đâu? Chiêu hồn đâu a, à, lữ thủ không còn gì để nói tranh thủ thời gian chạy về đi. Khác hô khác hô, ngươi lại hô liền đem người cho đưa tới thiên diệp lôi kéo lữ thụ liền đi vào nhà. Cha mẹ ta trường kỳ ở cương sơn thị công tác, các ngươi không cần lo lắng, Sakuri nàng thế nào? Thụ thương rồi sao? Lữ thụ cự tuyệt vào nhà. Ngươi đừng hô liền thành chúng ta không thể đi vào, tiến vào làm không tốt sẽ liên lụy ngươi, đi tranh thủ thời gian trở về phòng đi, ta đoán chừng bọn hắn đánh không đến nơi đây. Ngươi không tiến vào ta liền tiếp tục hô, thiên diệp bỗng nhiên cuộc cường nói, két. Lữ thụ nhẹ nhàng một chưởng đánh vào thiên diệp trên cổ cho đối phương đánh ngất đi, hắn hiện trên tay có nặng nhẹ, Vẹn vẹn chỉ là để động mạch của huyết dịch hơi trùng kích một chút tạo thành thiếu dưỡng trạng thái liền tốt, sẽ không đã thương thân thể. Đánh ngất xỉu về sau hắn đem thiên diệp thả lại trong phòng liền đóng lại cửa đi, tiểu cô nương ở cái này quật cường cái gì đây? Cái này phía ngoài thần tập khắp nơi đều có, Kitamura Hiroba chết rồi, chính mình lại vẽ lên nhiều như vậy đoán chữ, đối phương nếu là không đào sâu ba thước tìm chính mình vậy thì thật là kỳ quái. Loại tình huống này căn bản cũng không phải là một cái tiểu cô nương hành động theo cảm tính thời điểm, chính mình cùng Sakura Jako đều có thể chạy, Thiên Diệp chạy thế nào? Coi như Thiên Diệp cũng có thể chạy, cha mẹ của nàng chạy thế nào? Chán ghét thần tập về chán ghét thần tập, thế nhưng là liên lụy như thế một cái tiểu nữ hai tiếng đến làm hại người ta cả nhà đều bị tội, vậy coi như chuyện gì xảy ra a, à? Lữ thủ cổng Sakura Jako tiếp tục chuẩn bị phi nước đại, thế nhưng là hắn bây giờ có thể đi nơi nào đâu? Đúng vào lúc này Thiên Diệp nhà cửa bỗng nhiên lại mở ra. Genoki Quân Genoki quân. Tiếng thứ hai còn chưa nói xong liền bị lữ thụ che miệng lại, lữ thụ. Không phải đánh ngất xỉu à, cái này thế nào tỉnh nhanh như vậy à Lão thiết ngươi có thể khác như thế chấp nhất đi không? Cái này loại thời điểm then chốt ngươi cùng ta náo cái này loại yêu thiêu thân thích hợp sao, lữ thụ thấp giọng hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? Hắn buông lỏng ra thiên diệp miệng, thiên dịp thận trọng nói ra. Ngươi đừng đánh ngất xỉu ta, nhà ta có lầu các người khác không phát hiện được, ta vừa rồi giống như bị ngươi đánh đã thức tỉnh. Người bình thường bị đã kích động mạch cổ đương nhiên nhanh như vậy tỉnh không được, nhưng là người ta có thể giác tỉnh a, à, ngươi cứ như vậy đã thức tỉnh là chuyện gì xảy ra a, à, Lữ Thụ. Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta, ngươi cái này giác tỉnh so ta còn dễ dàng. Lữ Thụ tâm lý mơ hồ cảm giác, cô nương này làm không tốt tâm lý thật quá quan tâm Genoki Gaikuku, cho nên loại thời điểm này bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng Genoki Gaikuku khả năng chính diện lâm nguy cơ sinh tử, chính mình lại không giúp được gì, cho nên vậy mà đã thức tỉnh quá qua loa a, mau vào, thiên diệp thấy có người rất nhiều người chính chạy tới đây, tranh thủ thời gian kéo lữ thủ tiến đến. Chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên có người hô nói. Phong tỏa nơi này, Kitamura Hiroba đại nhân ở phụ cận đây bị người sát hại, tìm kiếm manh mối. Lít nha lít nhít tiếng bước chân vang lên, đối phương đúng là muốn trực tiếp phong tỏa toàn bộ mễ hoa võ quán khu vực phụ cận, mắt nhìn thấy ta sinh thật cùng Subiya Kijiba chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lữ thủ đoán chừng cứ như vậy đánh xuống ta sinh thật có thể sẽ mát, dù sao mặt khác cái kia cấp bê cường giả cao đảo Bình Tân cũng sẽ không cùng ta sinh thật nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hay đánh một là sớm muộn sẽ hình thành cục diện. Thiên Diệp lôi kéo lữ thụ liền hướng trên lầu chạy, kết quả vừa chạy hai bước liền đấu vật, đây là Thiên Diệp đối với lực lượng còn không thích ứng biểu hiện, lúc trước lữ thụ nếu không phải đi theo lão gia tử luyện kiếm, cũng không có nhanh như vậy thích ứng chính mình tu hành tinh độ có được lực lượng. Cho nên lần này ở Genoki nhà võ quán bên trong mỗi ngày luyện kiếm, ngược lại là một lần rất tốt lắng động đối với thực lực đột nhiên tăng mạnh lữ thủ tới nói kỳ thực rất mấu chốt chưa quen thuộc lực lượng của mình tự vô pháp cẩn thận nhập vi nắm giữ bọn chúng lữ thủ rất rõ ràng đạo lý này cho nên đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều người tu hành chứng mắt giác tỉnh giả nguyên nhân nhưng mà sự thật không có tuyệt đối lý huyền nhất từng cùng lữ thủ nói qua rất nhiều giác tỉnh giả cũng đang cố gắng tu hành bọn hắn tu hành không phải tăng tiến lực lượng mà là đi thiết thiết thực thực nắm giữ năng lực chính mình đồng thời khai phát mới dụng pháp nó bên trong lấy hao út làm thí dụ hắn chính là ở tu hành cùng thực tế quá trình bên trong phát hiện mình hỏa hệ năng lực ở cấu tạo hỏa phượng hoàng thời điểm cực độ thân hòa, không phải vậy hắn cũng sẽ không phí sức triệu hoán hỏa phượng hoàng. Giác tỉnh chuyện này bên trong cũng có đại học vấn. Thiên Diệp gặp gần lôi kéo lữ thụ chạy đến lầu 2, nàng kéo ra nóc phòng một cái ẩn tàng bóng tối nghiên cứu, chuyển đến một thanh cái thang nói ra. Bóng tối nghiên cứu bên trên đúng vậy lầu cát, phía dưới rất khó nhìn ra được, các ngươi trước trốn lên đi. Vừa nói xong dưới lầu liền truyền đến đập buồn bực thanh âm, mười phần gấp rút, Thiên Diệp vội vàng nói, các ngươi tranh thủ thời gian giấu đi lên, ta đi cấp bọn hắn mở cửa. Còn chưa nói xong, ngoài phòng liền truyền đến không nhìn được âm thanh. Lại đập, không có người trực tiếp phá cửa. Thiên dịp tranh thủ thời gian hô nói. Đến rồi đến rồi, trong nhà có người. Lữ thủ nhíu mày, xem ra thần tập là thật bị chọc giận, ngay cả chết hai tên nồng cốt, giả tế bác chim cắt liền không nói dù sao hắn cái vị kia cấp bê cường giả cha đã tử vong, nhưng mạng giờ Kijiba lại là như cũ nắm giữ đại quyền, hiện tại Kitamura Hiroba tử vong để thần tập người phía dưới cũng rất kinh hoảng, ai biết được Subizer Kijiba sẽ giận chó đánh mèo bao nhiêu người. Lữ thụ nghĩ thầm, lần này tâm tình tiêu cực giá trị hẳn là đủ nhiều đi, thứ sáu ngôi sao là thỏa thỏa, không biết rõ thứ bảy ngôi sao thế nào a à? Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa luyện cổ chí tôn 499 niếp định ý đồ nguồn mê truyện audio.com đối với thần tập tới nói Kitamura Hiroba tử vong cũng không phải là bị về lại lữ thụ trên thân mà là phái bảo thủ cổng nồi nhưng tâm tình tiêu cực giá trị không nói những này là lữ thụ làm vậy thì về lữ thụ đêm nay lữ thụ liên quan tới Kitamura Hiroba tử vong sự kiện bên trong cũng chưa từng xuất hiện trên thực tế, phái bảo thủ cùng chủ trạm phái chiến đấu, vị thứ chín thiên la làm phá hư, hai chuyện này ở thần tập mắt bên trong là độc lập hai chuyện, chỉ là không nghĩ tới Sakuri Yako lại cứng rắn sinh sinh đem hai chuyện xuyên đến cùng một chỗ, liền ngay cả lữ thù chính mình cũng thật bất ngờ, nguyên bản liền định kết thúc công việc. Lữ thù cổng Sakuri Yako bò lên trên lầu cát, hắn đem cái thang đều cho nhận được các trên lầu, để phòng có thần tập hợp người nhìn thấy cái thang kéo dài tới suy tư cái này cái thang làm gì dùng, sau đó liền phát hiện lầu cát. Lữ thù cẩn thận như vậy là thật lo lắng liên lụy thiên diệp, thật muốn là hắn tự mình một người làm sao đều tốt nói, dết ra ngoài đổi cái khuôn mặt tiếp tục ẩn nút đều có thể a, à. nhưng vào lúc này thần tập người đã tiến đến, đối phương nhìn thấy thiên dịp ở nhà một mình hơi nghi hoặc một chút. Người nhà của ngươi đâu? Thiên dịp có chút sợ hãi nói ra. Cha mẹ ta ở Cương Sơn Thị công tác. Thần tập lĩnh đầu điều tra người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có người đi điều tra tình huống, không có qua hai phút đồng hồ có người xác định nói. Không có nói láo. Thần tập đầu lĩnh gật gật đầu vừa rồi có cái gì người đi qua, có người hay không tiến đến tránh né. Thiên dịp nhỏ thầm nghĩ. Vừa rồi phía đông động tĩnh lượng quá lớn ta đánh thức, ta một mực nằm sắp cửa sổ nhìn, còn lại không có chú ý tới cái gì. Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau đúng vậy giả, thiên dịp cho là mình nói cũng không có cái gì sơ hở. Bất quá thần tập người vẫn là muốn điều tra, bốn người chia nhau kiểm tra, liền liên y tủ, tủ bác. Dưới giường đều muốn xem thử xem, loại chuyện này thần tập tự hồ cũng không phải lần đầu tiên làm, điều tra thủ pháp rất cẩn thận, nếu như chỉ là đơn giản giấu kín căn bản không tránh thoát, nhưng mà thiên diệp nhà lầu các xác thực rất bí mật, lữ thụ ở lầu các bên trên chính là nhìn thấy một sấp sấp tiền mặt. Lữ thụ nhìn thấy tiền mặt thời điểm hít một hơi lãnh khí, quả thực là phải dùng tận lực khí toàn thân mới rốt cục nhìn xuống đem tiền tất cả đều nhét vào sơn hà ấn xúc động. Cái này mẹ nó, thiên diệp cha mẹ đến cùng là làm gì a à, vậy mà chuyên môn làm cái như thế ẩn nắp lầu các dùng để giấu tiền mặt. Đồng yên lớn nhất mặt giá trị là 10.000 nguyên, ảnh chân dung in một vị nam tính, Lữ thủ ấn tượng bên trong vị này nằm tính tự như là một vị chuyên gia giáo dục. Hiện tại, Lữ Thụ trước mặt cái này một sắp sắp tiền mặt bên trên, đều là vị này Lữ Thụ gọi không ra tên chuyên gia giáo dục. Thần tập người từ phía dưới đi qua lần lượt điều tra phòng, nhưng mà không có cái gì lục soát, đến thời điểm thô lỗ giả mang, thời điểm ra đi xác định không có dấu người ngược lại khách khí đề thăng. Trên thực tế Lữ Thụ cảm giác đi, người chứng cớ gì kiện đều không có cứ như vậy đem phòng ốc lục soát, thời điểm ra đi khách khí có cái gì dùng. Thần tập điên rồi sao, cũng dám làm như vậy khó trách có người nói thần tập hiện tại đã điên cuồng, lữ thù thở dài, không trách thiên la địa võng một mực đối với thần tập nghiêm phòng tử thủ, nhà ai có cái dạng này hàng xóm đều muốn cẩn thận một chút. Chờ đến người toàn đi đến thiên dịp mới thận trọng đi vào lầu 2. Genoki quân không sao, các ngươi xuống đây đi. Lữ thủ khiêng Sakuri Yako xuống tới, hiện tại tâm thần trầm tĩnh lại mới bỗng nhiên cảm giác. Sakuri Yako trong quần áo giống như không có đồ vật a. À. Sakuri hắn làm sao vậy, thiên dịp hiếu kỳ hỏi thần tập người là ở điều tra các ngươi sao? Việc này không có gì tốt giấu giếm, đã để người ta cuốn vào nó bên trong, người ta tự nhiên có cảm kích quyền, lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra. Ta giết thần tập cao tầng, Sakuri Yako thì là bị thần tập cao tầng gây thương tích, bọn hắn đúng là điều tra chúng ta. Thiên Diệp do dự một chút hỏi. Cho nên ngươi cùng Sakuri đều là người tu hành đúng không? Đúng, lữ thụ gật gật đầu thừa nhận. Ngươi mới vừa nói ngươi đã thức tỉnh, giác tỉnh năng lực gì? ta vừa rồi mê mang bên trong cảm giác giống như là rơi rơi vào một mảnh dung nham bên trong, nhưng mà những cái kia dung nham cũng không biết đốt bị thương ta, ta ngược lại cảm giác bọn chúng rất thân thiết, thiên diệp nói xong, tay nạn bên trong liền giấy lên một đám lửa. Lữ thụ gật gật đầu, là lực sát thương tương đối mạnh hỏa hệ giác tỉnh giả A, người trước khác lung tung sử dụng năng lực, sau khi giác tỉnh sẽ có cái quá trình thích ứng, chúng ta đợi một lát liền đi, ngươi tuyệt đối không nên cùng người nói giấu kín qua chúng ta. Các ngươi chỉ sợ đi không được. Ngươi xem một chút bên ngoài, thiên diệp nói rằng lữ thủ kéo ra một tia màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại chính là phát hiện thần tập người điều tra về sau vậy mà không đi mà là lấy nhân lực đứng gác hoàn toàn phong tỏa nơi này bên ngoài ta sinh thật cùng subiyo kijiba chiến đấu âm thanh dần dần xa nhưng vào lúc này lữ thủ cảm giác điện thoại di động chấn động một cái hắn đem sakuri yako thả ở trên ghế salon đi một mình qua một bên mới lấy ra xem xét đến đảo quốc về sau lữ thủ có ba bộ điện thoại di động một bộ là hán quốc sản thần cơ, một bộ là xuất phát trước U Minh Vũ cho hán chuyên môn dùng để truyền lại tình báo, một bộ là Genoki Gaikuku. Chính mình cái kia bộ quốc sản thần cơ đã đặt ở Sơn Hà Ấn bên trong, dù sao trong nước kẹt tại đảo quốc không có cách nào dùng, mà bây giờ nhận được tin tức chính là Thiên La Địa Võng phát cái kia bộ. Lữ thụ nhìn thoáng qua liền hít một hơi lạnh khí, không nghĩ tới Thiên La Địa Võng nhanh như vậy liền biết rồi bên này phát sinh sự tình, hơn nữa vì hắn chuẩn bị lui đường. Thân phận mới, đã rút lui lộ tuyến, xem ra Tanichuchi xe đai hoặc là thần tập nội bộ cái đinh đã thuận lợi cùng thiên la địa võng có liên lạc, cái này lui đường ngược lại là tới rất kịp thời. Đối phương tương đương với cho hắn hai loại lựa chọn, một loại là đổi cái khuôn mặt trực tiếp tiếp tục gây sự tình. Một cái khác loại lựa chọn thì là coi như hắn bây giờ nghĩ thu tay lại cũng không quan trọng, có thể rút lui. Không biết rõ vì cái gì lữ thụ cảm giác lần này đảo quốc chi hành giống như cũng không hề tưởng tượng bên trong nguy hiểm như vậy, không có cố định nhiệm vụ chính mình muốn để làm chi, làm một ít chuyện liền có thể rút lui, trên thực tế giết chết hai cái cấp C cộng thêm viết điểm đoán chữ căn bản là không cách nào làm cho thần tập thương cân động cốt A, nhưng Niếp Định giống như cũng không để ý loại cảm giác này. Giống như là để hắn đến mạ vàng đồng dạng, đem nhiệm vụ cùng công huân đưa đến trên tay của hắn, chạy đến thiên la địa võng bên trong đều cùng chung mối thù mục tiêu thần tập nơi này soát một chút danh vọng về sau không sai biệt lắm liền có thể rút lui, đương nhiên, chính mình muốn tiếp tục làm sự tình cũng có thể tiếp tục. Niếp Định chân thực ý đồ đến cùng là cái gì? Từ tượng đảo di tích bắt đầu thiên la địa võng chỉ phái hắn cùng Lý Nhất Tiếu đi quá mức thời điểm hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, thẳng đến lần này đảo quốc nhiệm vụ để lữ thụ tâm lý cảm giác càng phát dày đặc. Lữ thụ chưa nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào thế là dứt khoát trước không nghĩ những thứ này, đem dưới mắt sự tình xử lý tốt rồi nói sau. Sakuri Yako hô hấp rất bình ổn, lữ thụ xem chừng đối phương sáng mai liền có thể tỉnh lại, đến mức thiên dịp bên này. Lữ thụ có chút đau đầu làm như thế nào cùng cô gái này giải thích. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc tết siêu thần sủng thú cửa hàng 500 thân phận mới nguồn mê truyện audio com trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời rất xấu hổ Yako vẫn còn hôn mê trạng thái mà thiên diệp thì bỗng nhiên không biết rõ nên nói cái gì cho phải người mình thích đêm khuya bị truy vết chính mình lại không hiểu thấu đã thức tỉnh rất vội vàng rất hốt hoảng cảm giác nhưng thiên diệp lại cảm thấy có chút mừng rỡ ở lữ thù nền bảo bảy vị đồng học về sau thiên diệp đã đoán genoki gaikuku hẳn là một cái người tu hành mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm nàng đều cảm thấy khoảng cách của song phương bị kéo dài nhưng mà chuyện này hôm nay được chứng thực chính mình nhưng cũng biến thành các bạn học mắt bên trong cái kia loại tồn tại đặc thù ở thiên diệp xem ra đây không phải rút ngắn khoảng cách của song phương rồi sao lúc này lữ thù ở nghiêm túc suy nghĩ lựa chọn của mình vấn đề nói thật hắn hiện tại cảm thấy đảo quốc lần này nhiệm vụ không có di sản cũng tới đúng tự như lý nhất tiếu nói như vậy trong nước hết thảy đều có điều cố kỵ mà tới được hải ngoại lại không giống nhau, hố ai cũng cùng dạng, người khác còn muốn lấy bảy người đấy. Huống chi thần tập cái này loại tổ chức, lữ thủ hố bắt đầu một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Hiện tại mắt nhìn thấy tầng thứ ba tinh vân sắp đầy nghiên cứu đột phá thời điểm thiên la địa võng bỗng nhiên cung cấp trúc lui lộ tuyến, mà lữ thủ chính mình lại có chút tạm thời không muốn đi trở về, tốt như vậy lừa tâm tình tiêu cực giá trị, tối thiểu chờ mình đột phá rồi nói sau. Đến mức Sakuri Yako, chờ nàng thương thế có thể khôi phục hành động liền để chính nàng rời đi, giờ này khắc này toàn bộ đảo quốc đã không có mặt của nàng thân chỗ, làm không tốt ta sinh thật buổi tối hôm nay đều muốn mát. Nếu như không phải còn có một vị cấp B cường giả cao đảo Bình Tân không có xuất thủ, lữ thủ xác định vững chắc đi hái quả tử, nhưng một cái cấp B vây quanh ở một bên, liền xem như lữ thụ cũng không dám đi làm ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sự tình. Ngay tại lữ thụ đem Sakuri Yako sắp xếp cẩn thận chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu thiên la địa võng bên kia mới cung cấp thân phận lúc, thiên dịp bỗng nhiên mở miệng. Genoki quân, các ngươi an tâm ở lại nơi này, cha mẹ ta cuối tuần sau mới trở về, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng. Lữ thụ căn bản liền không lo lắng cái này, hắn nhớ tới trong lầu các dấu tiền bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Cha mẹ ngươi làm cái gì? Ta cũng không biết rõ. Thiên dịp lung lay đầu. Bọn hắn cho tới bây giờ không cho ta hỏi đến loại chuyện như vậy, chỉ làm cho ta an tâm học tập, thi Tây Kinh Đại học. Lữ thụ nhưng thật ra là muốn nói, nhà các ngươi là không phải có cái gì đến tiền nhanh sinh ý, hắn rất có hứng thú kết quả cái này hỏi một chút, đến, thiên diệp cũng không rõ ràng cha mẹ mình làm cái gì. Dựa theo lữ thủ đoán chừng, cầm nhiều tiền như vậy không thả ngân hàng giấu ở trong lầu cát, làm không tốt cũng là hình pháp bên trên rõ lệnh cấm chỉ sinh ý đi. Đêm đó cũng không có quá nhiều giao lưu, từ hồ thiên diệp nội tâm cũng có chút bối rối, mà lữ thụ càng là chưa nghĩ ra làm như thế nào cùng cô nương này nói. Thẳng đến lữ thụ ở khách phòng ở lại, hắn lúc này mới có công phu hảo hảo nghiên cứu cái kia thân phận mới. Thân phận tên là Yamada Giao, vốn là một tên cấp C nòng cốt tài xế kim trợ lý, kết quả một tuần lễ trước bị phát hiện hư hư thực thực cùng phái bảo thủ một tên đã chết đi thành viên có tới lui, cho nên bị xa lánh trở thành nhân vật trâu ri, bây giờ đang tay kinh thị một cái thương khố khi nhân viên quản lý, kho hàng này cũng không phải là trọng yếu cỡ nào, vẹn vẹn cất giữ một số bình thường cùng loại na.tri giáp, k, hợp kim cái này loại khoa học thuốc thử cùng vật liệu, kỳ thực loại chuyện. Này người bình thường cũng có thể làm, bất quá tự như thần tập cao ốc trước cửa bảo an đồng dạng, thần tập cùng phượng hoàng xã có chỗ khác biệt, bọn hắn giảng sở hữu tổ chức bên trong người tu hành xem như máy móc linh kiện. Máy móc linh kiện có quý giá, cũng có không quá quan trọng, mà cái này Yamada giao, đại khái đúng vậy trên máy móc ốc vít đồng dạng nhân vật. Cấp dê tu vi, tư chất hơi thấp, không có cái gì hảo hữu chí giao, trước đó bởi vì làm việc kỹ lưỡng được đề bạc, hiện tại thì triệt để biên duyên hóa. Lữ thụ nhìn thoáng qua đối phương tướng mạo, dáng người, thân cao, còn có đối phương bị phát hiện hư hư thực thực cùng phái bảo thủ tới lui thời gian, hắn bỗng nhiên cảm giác cái này giống như đúng vậy nếp định chuyên môn chuẩn bị cho hắn một vai ở hắn đi vào đảo quốc về sau lập tức bắt đầu biên duyên hóa tùy thời có thể lấy trở thành lữ thụ dự bị thân phận dù sao lữ thụ sẽ chỉ là trở mặt mà không phải cứng trắng sinh sinh biến thành một người điểm này tin tưởng nếp định cũng phi thường rõ ràng cho nên lữ thụ cần thân phận cũng không phải là cả người cổ chức vị quan trọng nhân viên tình báo nhân vật tình báo phương diện liền xem như cấp dê cũng có thể là so lữ thụ làm càng tốt hơn lữ thụ cần đúng vậy một yểm hộ, một cái tận khả năng giảm bớt người khác phát hiện thân phận của hắn cơ hội chức vị. Lữ thụ ngay một khắc này bỗng nhiên ý thức được, khi thiên la địa võng như thế to lớn một cái người tu hành tổ chức bắt đầu làm một cái người phục vụ lúc, là đáng sợ cỡ nào. Cái này loại tư nguyên, căn bản không phải tạp ngư tán tu tổ chức có khả năng nắm giữ, đây mới thực là nội tình. Trong tư liệu bổ sung, nếu như lữ thụ tiếp quản cái thân phận này về sau, Yamada giao thì sẽ bị an bài bí mật về nước, trở về thiên la địa võng đảm nhiệm chức vụ. Lữ thụ ngẫm lại, kỳ thực cái thân phận này cũng cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có thể làm cho một vị nhân viên tình báo trở lại tổ quốc, cái này tự hồ là cái lựa chọn rất tốt. Không biết rõ thế nào hắn chợt nhớ tới Xe Đai, mặc dù đối phương hiện tại đã không muốn trở lại trong nước, nhưng cái này cùng đối phương phải chăng làm cho người kính nể cũng không có quan hệ a, à, cái quần thể này a. À. Tâm lý kỳ thực rất khổ a, à, liền ở buổi tối đó, lữ thụ ăn ánh sao quả thực tiếng dài bản tinh vân trái cây, thuận lợi leo lên thứ sáu ngôi sao bậc thang, để thất tầng thắp sáng còn xa xa khó vời, lữ thụ cần lại làm điểm chuyện lớn đi ra. Lữ thụ cảm thấy đi, thần tập cũng không thể trách hắn, dù sao thứ bảy khỏa quả thực 320 vạn tâm tình tiêu cực giá trị thật là cái toàn cục ánh mắt, hắn không gây sự tình cũng không được a à. Nếu như thần tập biết nói ra chân tướng, nhất định sẽ thông cảm hắn. Giờ này khắc này, lữ thụ một lần nữa dâng lên đối với tâm tình tiêu cực đáng giá khát vọng. Sáng sớm trời còn chưa sáng lữ thụ liền rời giường, hắn gõ gõ thiên diệp phòng cửa, bên trong truyền đến thiên diệp âm thanh. Ai nha, Genoki quân là ngươi sao? Ừm, là ta, ta liền nói với ngươi một chút, hiện tại mới rạng sáng 3 giờ, ngươi có thể lại ngủ một hồi. Đến từ thiên dịp thật tìm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thủ nói xong cũng trở về phòng, ngồi trong phòng còn nhỏ giọng thầm thì, còn có cái gì lừa tâm tình tiêu cực đáng giá phương pháp? Mắt nhìn thấy cấp B đang nhìn thời điểm, lữ thủ bắt đầu cử chỉ điên rồ thần tập tâm tình tiêu cực giá trị còn tại liên tục không ngừng cung cấp tiến đến, nhất là rạng sáng hai điểm một đợt, đoán chừng những cái kia nồng cốt nhóm hẳn là vừa mới về đến nhà nhìn thấy trên cửa đoán chữ. Lữ thụ cảm thấy mình thật sự là có trước gặp chi rõ, cái này dầu đỏ hơn nửa đêm thật là xóa không mất, coi như muốn biến mất vì bảo trì phòng trọ nhan sắc nhất trí đều phải lần nữa soát một lần phòng bên ngoài nhà Sơn. Chỉ cần cái này Sơn một ngày không quét hết, lữ thụ tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập liền một ngày sẽ không thiếu. Nó bên trong, Subizer Kijiba cho lữ thụ cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị cực cao, cái này 999 soát bay lên, khiến cho lữ thụ bây giờ thấy Subizer Kijiba 4 chữ này liền có một loại cảm giác thân thiết. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. 501, cấp độ SSS. Nguồn. Mê truyện audio.com hiện tại msubija kijiba ở lữ thụ tâm bên trong địa vị rất cao nên biết rõ hắn lần trước đối với nào đó bốn chữ sản xuất sinh cái này loại cảm giác thân thiết vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu lữ tiểu ngư thèm ăn muốn uống băng hồng trà thời điểm nhìn thấy nắp bình phía trên lại đến một bình thật là khiến người ta hoài niệm niên đại a à, lữ thụ lần kia một hơi bên trong bảy bình kém chút không cho lữ tiểu ngư uống nôn hiện tại lữ tiểu ngư căn bản nghe không được người khác ở bên cạnh nạn nói băng hồng trà cái này ba chữ không có cái mới tâm tình tiêu cực giá trị khai nguyên phương pháp cũng chỉ có thể hát ngôi sao nhỏ tu hành, lúc này lữ thụ hát ngôi sao nhỏ mỗi 8 giờ liền có thể thu được đại khái 24 khỏa tinh thần quả thực lực lượng, bình quân mỗi giờ 3 khỏa. Đổi tới đúng vậy 1 giờ 3 nghìn tâm tình tiêu cực giá trị, cái này tu hành tốc độ cùng lữ thụ lừa tâm tình tiêu cực đáng giá tốc độ, xác thực không cách nào so sánh được, lữ thụ ở phương diện này xác thực có năng khiếu lúc ban ngày lữ thủ quan trong phòng thủy chung đều ở nghiên cứu thiên la địa võng mới gửi tới tư liệu lữ thủ đi qua genoki gai trong khoảng thời gian ngắn băng người thiết trí băng thân phận kinh nghiệm về sau rốt cục trúc kinh nghiệm xương máu quyết định hảo hảo tốn chút công phu đến ẩn nút một lần chơi một món lớn lúc này hắn muốn quen thuộc coi như không chỉ là thân phận bối cảnh hơn nữa còn phải thông qua video đến bắt chước đối phương đi đường tư thái thậm chí muốn quen thuộc gian kia trong kho hàng tồn kho cùng tồn trữ điều động vật phẩm quá trình dù sao nếu như hắn ở nơi đó khi thương khố nhân viên quản lý thần tập người tới mới vận tiến đến hàng hóa hoặc là điều xuất nếu là hắn bỗng nhiên cái gì cũng không biết liền rất lúng túng tổng không thể nói với người ta mọi người coi như cái này là mình nhà muốn thả cái gì thả cái gì muốn cầm cái gì cầm cái gì không cần khách khí với ta cái này mẹ nó khẳng định không được a à. cho nên lữ thụ nghiêm túc tốn hao tinh lực đi nghiêm túc đóng vai một cái thân phận thời điểm mới rốt cục phát hiện nguyên lai like làm gián điệp cũng không phải là một món đồ như vậy chuyện dễ dàng mà ta nghi chu chi xe đai bọn hắn ở chỗ này thời gian dài tới mười mấy năm, mấy chục năm, mỗi ngày đều muốn lo lắng cho mình bị phát hiện, cái này loại thời gian dài tinh thần căng cứng trạng thái cũng không phải là ai cũng có thể chịu được. Lữ thù quyết định, chính mình lần này, nhất định phải băng chậm một chút, người cũng nên tiến bộ nha. Hắn thấy, hắn lữ thụ chỉ cần muốn không băng, vậy ai đều để hắn băng không được. Giữa trưa thiên dịp nấu xong cơm hô lữ thụ đến ăn, hai người ở giữa rất xấu hổ thiên diệp là không biết nên như thế nào khoảng cách gần như vậy ở chung mà lữ thụ thì là phi thường bài xích thiên diệp tới gần hắn còn chưa nghĩ ra nói thế nào nhưng vô luận như thế nào đều là nhất định phải để thiên diệp minh bạch một ít chuyện thản nhiên bẩm báo sao lữ thụ trầm tư sakuri yako đó là bởi vì đi ném không đường cho nên mình coi như làm cho đối phương biết rồi thân phận cũng không có gì nhưng thiên diệp khác biệt a à, vạn nhất cô bé này biết mình không phải genoki gaikuku hậu quả đoạn lựa chọn bán rẻ làm sao bây giờ thiên la địa võng đã phát tới tin tức ta sinh thật ẩn Subiya Kijiba cùng cao đảo Bình Tân hai đại cao thủ vây công hạ đã thân tử, phái bảo thủ lúc này xem như triệt để diệt vong, thần tập đem đem tất cả mọi người cột lên chiến xa. Mà lữ thủ hiện tại muốn làm, không nói đem xe lật tung đi, tối thiểu cho cái này chiến xa đâm đâm lốc xe hắn cảm thấy vẫn là có thể làm được. Genoki -no quân, ngươi là cấp bậc gì người tu hành a? À? Thiên Diệp Hiếu Kỳ nói, lữ thụ đang ăn cơm ngay ngẩn cả người, nói thật không? Vẫn là chỉ đùa một chút hồ lộng qua A, à, ta A, à, cấp độ SSS, lần này đến lượt thiên diệp ngay ngẩn cả người. Cấp độ SSS. Có cái này loại cấp bậc sao? Đương nhiên là có, ta chẳng phải có đúng không? Lữ thụ vui cười a à cười nói SSS đại biểu cho cái gì đây? Thiên diệp biết rõ rằng lữ thụ là chưa nghĩ ra tốt trả lời nàng, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ. Đối với tu hành tới nói nàng đúng vậy cái liên nhập cửa cũng không tính là thái điểu, cho nên lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng. Lữ thụ nghĩ nửa ngày, đúng vậy a à. trước kia không phải lão nhìn khác bên trong cấp S, cấp độ SS cấp độ SSS, nhưng SSS đại biểu cho cái gì a? À? Hắn trầm ngâm hai giây. Ít ý tứ. Đến từ thiên diệp thật tìm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng mà lúc này đây thiên diệp thật tìm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Genoki quân, ta đã từng nhìn qua Trung Quốc một cái thiệp, bọn hắn nói tại Trung Quốc biểu đạt một người phi thường lợi hại thời điểm, sẽ nói 666. Cho nên ngươi, lữ thủ răng cũng bắt đầu đau, dạng này đều có thể băng thân phận. Chính mình là trúng nếp đình nguyên rủa sao? không đợi hắn nghĩ kỹ làm như thế nào biên, lại nghe thiên diệp thật tìm bỗng nhiên cười nói. Cho nên Genoki quân ngươi là thích vô cùng Trung Quốc sao? Ưa ừ thích, thích vô cùng. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, cái này đều có thể hồ lộng qua a à, nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy, thiên diệp thật tìm đang dùng cơm, nước mắt chợt bắt đầu từng viên lớn rơi xuống. Genoki quân, tuy nhiên ta rất muốn nói phục chính mình, thế nhưng là từ ngươi nghĩ bệnh về sau về tới trường học vào lúc ban đêm, ta liền biết rõ khả năng ngươi đã không phải là ban đầu cái kia Genoki quân lữ thù trầm mặc, trên thế giới này không có người nào là chân chính ngu ngốc, hắn có thể giấu giếm qua tất cả người, thế nhưng là hắn có thể giấu giếm được thủy chung đều chú ý tới Genoki Gaikuku Thiên Diệp thật tìm à? Cái kia Genoki quân à? Thiên Diệp cúi đầu nhỏ giọng nói ra, hắn ngay cả một cái con kiến cũng không dám dẫm, bị xô đẩy một lần liền ngay cả khóa thể dục cũng không dám lên. Coi như tính tình đại biến cũng không nên biến hóa lớn như vậy mới đúng, cho nên ngài không phải Genoki quân đúng không? Ta không có quái ngài, chỉ là muốn biết nói ra chân tướng lữ thụ thở dài một tiếng. Genoki Gaikuku ở nửa tháng trước tự sát, ta đích xác không phải Genoki Gaikuku. Ngay tại lữ thụ vừa mới nói xong câu đó về sau, thiên dịp thật tìm nước mắt liền phản phất mưa rào xối xả, nhưng mà nước mắt vừa mới trượt xuống đến cái cầm chỗ, lại trực tiếp bị nhiệt độ cao bốc hơi. Lữ thụ chính là phát hiện, đối phương vậy mà lại đã thức tỉnh. Ngươi! Lữ thụ một mặt mộng bức. Thiên dịp thật tìm bỗng nhiên nhấc đầu một bên cười, một bên nước mắt tiếp tục hướng bên ngoài lăn tuôn ra có lẽ cái này với hắn mà nói là một loại giải thoát đi. Lữ thụ không phản bác được, từ đầu tới đuôi thiên dịp thật tìm đoạn này thẳng thắng thời gian bên trong xác thực không có đối với hắn sản xuất sinh bất kỳ tâm tình tiêu cực giá trị, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý, hắn hiểu được, thiếu nữ này bảo vệ Genoki Gaikuku thời gian hơn 2 năm, ưa thích nhưng lại chưa bao giờ mở miệng, nhưng mà đã từng không nói ra được lời nói, bây giờ đối phương cũng nghe không được. Cái này giống như là gửi ra ngoài một phong thư, chỉ có tính danh, nhưng không có địa chỉ, mà lá thư này nhất định vô pháp gửi đạt, cũng vô pháp lui về cuối cùng từ từ phiêu đẳng ở bên trong dòng sông thời gian hoặc là bị lãng quên hoặc là bị chôn giấu thành một loại đau xót nhưng vào lúc này lữ thụ chợt nghe lầu hai có cửa sổ mở ra âm thanh đương nhiên đó là sakuri yako nghỉ ngơi lấy sức gian phòng kia lữ thụ kinh ngạc một chút tranh thủ thời gian chạy lên đi nhưng mà nguyên bản nằm sakuri yako trên giường đã trống rỗng cửa sổ mở rộng sakuri yako không biết tung tích trên tủ đầu giường ném lấy một trương lời ghi chép lữ thụ quân cảm ơn ngươi sau này còn gặp lại là khoảng Sakuri Yako. Lữ thụ sửng sốt thật lâu, cứ đi như thế. Thương thế khá chưa A à Đại Tỷ, bên ngoài tất cả đều là thần tập người lúc này ngươi chạy loạn khắp nơi. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? 502, mở rộng chi nhánh hệ giác tỉnh. Nguồn Mê truyện audio com Bất quá hắn cũng không có quá quan tâm, Sakuri Yako đã dám đi cái kia tất nhiên có nàng nắm chắc đi, đến mức đối phương về đi nơi nào cũng không phải là hắn lữ thụ nên quan tâm sự tình. Trong đời khách qua đường nhiều như vậy, cũng nên thói quen đưa khác. Lữ thụ quay đầu hướng đứng tại cửa ra vào thiên dịp thật tìm cười nói. Đã Sakuri đã không sao, vậy ta cũng nên đi. Genoki quân, có thể ông ta một chút không, thiên Diệp thật tìm nhỏ giọng nói ra. Lấy Genoki Gaikuku thân phận ông ta một lần. Không đợi lữ thụ kịp phản ứng, thiên dịp thật tìm liền một đầu đâm vào lữ thụ trong ngực lại nhanh chóng nhanh rời đi. Ngài bảo trọng, cảm ơn ngài. Lữ thụ rất rõ ràng thiếu nữ cái này ông ấp cùng chính mình cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, chỉ là bởi vì chính mình đỉnh lấy Genoki Gaikuku khuôn mặt mà đối phương trong lòng tiếc núi thôi. Sakuri Yako tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là nàng cảm thấy mình tránh né lâu dưới những cái kia tạp ngư vẫn là không thành vấn đề, nàng cũng không phải là cái gì mặt người chém giết nhân vật, lúc trước nếu như không phải Subiya Kijiba bỗng nhiên xuất hiện, liền ngay cả Kitamura Hiroba cũng phải chết trên tay của nàng. Hơn nữa từ nàng vũ khí đoạn kiếm liền có thể nhìn ra, kỳ thực Sakuri Yako tu hành phương hướng cũng không phải là chính thống kiếm đạo, mà là chân chính thần tập ám sát chi đạo, cực thiện dài ẩn nấp phục kích. Nếu không phải nàng và lữ thủ tống hợp thực lực chênh lệch quá lớn, Trước đó lữ thụ ở Kitamura Hiroba cửa nhà bị đâm một kiếm kia đổi thành Kitamura Hiroba, Kitamura Hiroba rất có thể đã ngồi. Sakuri Yako cực kỳ lớn mật lẻn về công ngụ của mình, chỉ sợ cũng ngay cả thần tập đều không nghĩ tới lúc này nàng còn dám trở về. Nhà trọ đứng ở cửa hai cái thần tập thành viên chính đang hút thuốc lá, nhưng mà Sakuri Yako thân hình nhanh như quỷ mị, căn bản không có cho cái này hai tên cấp e người tu hành đảm nhiệm gì khả năng phản ứng liền làm cho đối phương ngã xuống trong vũng máu, trái tim đều bị đoạn kiếm xuyên thủng. Sakuri Yako chết mất nhà trọ cổng giấy niêm phong đi vào, đồ vật đã bị lật loạn thất bát tao, nhưng mà nàng cũng không để ý. Sakuri Yako trở về không phải là vì cầm thương ngày vật dụng, chỉ là nàng luôn cảm thấy nhà này trong căn hộ còn có nàng thả không xuống đồ vật. Nàng mở ra nóc nhà ngăn cách lấy suất hơn 10 vạn ngày nguyên, đó là trong đời của nàng thân thủ lừa khoản tiền thứ nhất. Lão sư chết rồi, như vậy thần tập phái bảo thủ còn lại tiền tài đều nắm giữ ở tay của nàng bên trong, nhưng nàng luôn cảm giác những số tiền kia cũng không có cái này hơn mấy trăm ngàn tới càng thêm an tâm. Sakuri Yako thận trọng giảng hơn mấy trăm ngàn đồng yên nhét vào trong ngực liền quay người rời đi, thứ trọng yếu nhất đều không có để ở chỗ này, nàng còn muốn đi lão sư ẩn nấp trụ sở lấy đi. Nàng không có dạ mồm cảm thấy đã rời đi phái bảo thủ liền không lại lợi dụng phái bảo thủ tư nguyên, đối với nàng mà nói, hết thảy có thể dùng tư nguyên, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đêm nay, nàng đem ngồi một cổ tàu hỏa tiến về Osaka, sau đó từ Osaka rời đi mảnh này cố thổ, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, đến mức đến cùng sẽ đi nơi nào nàng còn không có nghĩ kỹ. Sakuri Yako cũng có nghĩ qua muốn hay không lưu tại lữ thụ bên người, thế nhưng là nàng trong lòng có mấu chốt. Nàng là bởi vì gián điệp hành vi mới đến gần đối phương. Cái này nhất định giữa hai người ở chung sẽ có chỗ bẩn, sai lầm bắt đầu, đã chú định sai lầm kết cục, cùng này như thế còn không bằng rời khỏi, chờ đợi bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Tạm biệt, lữ thụ quân. Lúc này lữ thụ đã ngồi ở một cái thương khố nhà máy cửa phòng bảo an trong đình, thương khố ở Tây Kinh vùng ngoại thành cực kỳ vắng vẻ địa phương, bình thường nếu như không phải thần tập nghiên cứu bộ môn cần vật tư hoặc là có người đem vật tư vận đưa vào dự trữ, căn bản liền sẽ không có người tới. Nguyên bản Yamada Giao cũng đã giấu kín ở một chỗ chuẩn bị rời đi quốc gia này đi, lữ thụ dựa theo ước định trốn ở bên cạnh nhà vệ sinh nam bên trong, chờ đợi Yamada Giao đi nhà cầu, hai người liền chính thức giao tiếp hoàn thành. Lữ thụ nhìn ra, Yamada Giao mắt bên trong cất dấu nồng đậm vui sướng, đại khái vị này cùng Tanichuchi Sedai không giống nhau, thời thời khắc khắc muốn muốn về nhà. 3 năm về sau lại 3 năm, rốt cục chờ đến có thể trở về nhà thời gian, trong lúc này hắn không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn, trở về tất nhiên có thể hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn nhiên, đây là hắn nên được đền bù tổn thất. Yamada giao tiếng về Đúc C, lữ thụ đi ra, lại không người phát hiện Yamada giao thân phận đã đổi nhân tuyển. Lữ thụ ở chỗ này giấu kín chủ yếu vẫn là dùng cái này thân phận làm dựa vào tìm kiếm làm chuyện cơ hội, dù sao chỉ một mình hắn, chỉ cần ở có người đến vận chuyển tư nguyên thời điểm xuất cái gì yêu thiêu thân liền tốt. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được, cái thân phận này giống như so Genoki Gaikuku thoải mái hơn một điểm A, à. không thể không nói đây là thiên la địa võng công lao. Nhưng vào đúng lúc này, đông 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 âm thanh âm vang lên, lữ thụ ngẩn đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy một vị vóc dáng thấp thấp đại bính kiểm chính xuyên thấu qua cửa sổ đối với hắn cười đầu, lữ thụ sửng sốt thật lâu. Cái này mẹ nó ai vậy? Sơn Điền, ha ha, ta đến giúp ngươi. Làm sao, nửa tháng trước chúng ta còn có qua gặp mặt một lần, ngươi quên rồi sao? Đối phương cười nói, lữ thụ tò mò. Nhớ kỹ ngươi a à? đương nhiên nhớ kỹ chỉ là ngươi nói ngươi đi theo ta từ lời nói của đối phương trong tin tức đạt được nội dung đối phương cùng yamada giao quen biết nhưng cũng không phải là đặc biệt quen thuộc quan hệ nửa tháng trước vẻn vẹn gặp mặt một lần đúng a à. đối phương cười kéo ra bảo an đình cửa ta cũng bị sạch được rồi xung quân đến nơi đây cùng ngươi cùng một chỗ nhìn thương khố lữ thụ giống như là bỗng nhiên chịu một đào thiểm điện đã nói xong liền tự mình một người ở chỗ này đây tại sao lại tới một cái cái này mẹ nó liền đối phương tên cũng không biết rõ a à. lữ thụ làm bộ nhiệt tình dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương chào hỏi muốn nhìn một chút hậu trường thu nhập trong ghi chép đối phương gọi là cái gì nhỉ mà bây giờ đang đứng ở thần tập tần số cao sản xuất sinh tâm tình tiêu cực đáng giá quan khẩu đại ngạch tâm tình tiêu cực giá trị đều thỉnh thoảng thổi qua lữ thụ căn bản không có cách nào xác định đối phương đến cùng là cái nào nguyên lai like, tâm tình tiêu cực giá trị nhiều về sau cũng giống vậy có phiền não a à. mấu chốt là đại ca ngươi ai vậy, ngươi là nếp định phái tới đùa ta chơi đi, vừa nói xong lần này thân phận không thể băng, ngươi liền đi ra rồi. Sơn Điền, ngươi nói chúng ta còn có thể hay không bị một lần nữa bắt đầu dùng A, à? đại bính kiểm hỏi. Ta đúng vậy cùng Masura Yuchirio đồng thời tham gia qua một lần tang lễ vậy mà đều bị phát hiện xung quân đến nơi đây, gần nhất nội bộ tổ chức thanh tẩy quá nghiêm trọng. Lữ thụ nhún nhún vai. Chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể trước chờ chuyện này đi qua, bất quá ngươi làm sao cũng tới nơi này, ta một người là đủ rồi đi ha ha, ngươi vẫn là như thế ưa thích nhúng vai a. À. Đại bính kiểm cười nói, nhúng vai là Yamada giao thói quen động tác, ở v lúc cùng Yamada giao nói chuyện với nhau thời điểm lữ thụ cũng không có phát hiện đối phương có cái này thói quen, cái này nhúng vai thói quen giống như là để cho tiện một đoạn thời khắc có người thay thế thời điểm chuyên môn cưỡng ép thiết định đồng dạng. Liền giống với manga bên trong chủ giác đặc thù, Uyumi Natu trên mặt sáu đầu dấu vết, con ngốc lông, chính là vì ở manga quá trình bên trong trợ giúp người xem uống nắng thân phận nhận biết mà tồn tại đặc sắc. Dù sao hội họa không phải chụp ảnh, khuôn mặt chắc chắn sẽ có một chút biến dạng mà chính mình bắt đầu thay vào yamada giao thân phận lúc rất nhiều người có thể sẽ đối với hắn sự tình khác sản xuất sinh một số nghi hoặc nhưng là một cái nhún vai mang tính tiêu chí động tác liền lại trợ giúp những người kia cùng chính mình cùng một chỗ thay vào cái thân phận này ấn tượng ngươi còn chưa nói làm sao ngươi tới nơi này đâu lữ thụ trong lúc lơ đãng hỏi đại bính kiểm tự hồ bị xa lánh thành nhân vật trâu ria cũng không có đặc biệt tự tan ngươi may mắn sớm tới nơi này ta thế nhưng là xin nhờ người khác hỗ trợ mới được nghe nói kho hàng này bên cạnh cái kia xây hơn một năm dưới mặt đất căn cứ muốn bắt đầu dùng, ta nghĩ thầm nơi này khoảng cách căn cứ gần như vậy, về sau nhất định rất trọng yếu. Hơn nữa ta hiện tại cấp dây đỉnh phong thực lực, chỉ muốn biểu hiện tốt một chút hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị một lần nữa trọng dụng đi, dù sao lần này chúng ta thần tập chết ba cái cấp C cao thủ, chính thiếu nhân thủ. Đại bính kiểm nhìn lữ thụ không nói gì tự hồ sẽ sai lữ thủ ý tứ. Ngươi yên tâm đi, nghe nói ngươi vừa mới tấn thăng cấp dê, nhưng là cũng không có quan hệ gì, chỉ muốn ở chỗ này hảo hảo tu hành, sớm muộn cũng sẽ có giống như ta một lần nữa bị bắt đầu dùng cơ hội. áo, vậy chúc mừng ngươi a, à. lữ thụ lễ phép mà không mất lúng túng cười nói, cái này loại xấu hổ. ở đại bính kiểm mắt bên trong tựa hồ vừa vặn thành lữ thụ mặt cảm chú giải. lữ thụ cùng cái này đại bính kiểm hàng huyên chỉnh chỉnh một ngày không biết rõ đứng thẳng bao nhiêu lần vai, trò chuyện đến tối đều mẹ nó không có làm rõ ràng con hàng này đến cùng gọi cái gì hai người ban đêm ở tại một cái trong túc xá, hắn chờ ai chờ muốn nhìn một chút thiên la địa võng có thể hay không cho mình tóc một chút con hàng này thân phận tin tức, kết quả cũng không có. Đêm đã khuya, hai người trong túc xá nguyên bản chỉ có lữ thụ một người, hiện tại có thêm một cái đại bính kiểm. Đột nhiên đại bính kiểm ở trạng sáng hai điểm trái phải rời giường đi nhà cầu, lữ thụ ánh mắt sáng lên, hiện tại thần tập người đoán chừng là đại bộ phận đều ngủ đi, cho nên tâm tình tiêu cực giá trị soát bình phong tình huống cũng có chỗ cải thiện, lúc này muốn thu hoạch được đại bính kiểm chân thực tin tức liền tương đối đơn giản lữ thụ làm bộ cùng đại bính kiểm cùng một chỗ đi nhà cầu đại bính kiểm quay đầu nhìn thấy lữ thụ còn cười hắc hắc sơn điền ngươi cũng đi nhà xí a ngươi hắc hắc em gái ngươi a ah hắc hắc nếu không phải vì không còn băng thân phận ngươi bây giờ đã chết nơi này ngươi tin không hai người cũng bên trong đứng trong nhà cầu đại bính kiểm nổi lên thật lâu rốt cục đái ra liền trong khoảnh khắc đó lữ thụ trực tiếp mở ra thủy hệ dị năng phân hai xóa cái này cùng trần tổ an lần kia nói đùa còn không giống nhau phân nhiều liền quá quỷ dị cho nên lữ thụ ở khắc chế chính mình tâm hắn muốn lần này tuyệt đối sẽ không lại thất thủ, nhất định có thể biết rõ đối phương kêu cái gì. Thủy hệ dị năng chỉ cần không tiếp xúc đến đối phương thân thể, đối phương liền sẽ không phát giác. Nhưng mà sau một khắc lữ thụ sửng sốt một chút, trong hậu trường làm sao ngay cả cái vượt qua 100 tâm tình tiêu cực giá trị đều không có. Kỳ quái, khó nói con hàng này che đậy tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, không có đạo lý bỗng nhiên không biết từ nơi nào đụng tới cái tiểu tạp ngư lại còn có thể chống cự hắn tâm tình tiêu cực giá trị thu thập, nói đùa đâu đi. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên đem thủy hệ dị năng ngừng lại, kết quả hắn lúc ấy liền chấn kinh, chỉ gặp thủy hệ dị năng dừng lại trong chốc lát, bị lữ thụ chia hai xóa, vậy mà đặc biệt tự động biến thành ba xóa A. Lữ thụ đơn giản không có một chút điểm phong bị. Đại bính kiểm nhìn thấy lữ thụ ánh mắt còn có chút ngượng ngùng cười hắc hắc. Có đốt đốt lên, có đốt đốt lên, đoạn thời gian trước cùng mới vừa tiến vào thần tập nữ cao trung sinh chơi đến quá điên cuồng. Lữ thụ hiện tại rất muốn đánh chết con hàng này. Ngươi nha là Niếp Đình phái tới lừa ta tâm tình tiêu cực đáng giá a. À? Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. 503, không thể vỡ thân phận. Nguồn. Mê truyện audio.com bên trong người đàn ông thật sự chính là mở rộng chi nhánh hệ dị năng thiên địch a à, lữ thụ nhìn lấy bánh nướng mặt không khỏi cảm khái hắn coi là mở rộng chi nhánh thủ đoạn này nhất định có thể thu được bánh nướng mặt tên nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cho người ta phân hai xóa làm không tốt người ta còn thật cao hứng bình thường mức độ đều là ba xóa kia mà a à, hôm nay thận cũng không tệ lắm ha ha lữ thụ nghĩ thầm đã cái này loại đơn giản phương pháp ngươi không tiếp thụ vậy cũng chỉ có thể đổi nó hắn đến mức có thể hay không băng người thiết trí thần mã lữ thụ tạm thời không cân nhắc nhiều như vậy hắn lữ thụ nghiêm túc bắt đầu người thiết trí cùng thân phận vậy thì băng không được trước đó thủ đoạn vẫn là quá ôn hòa lữ thụ cảm thấy mình hoàn toàn không có phát huy ra ưu thế của mình trước kia không phải xem điện ảnh bên trong nhân vật trang bức không đều nói ai 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 mặc ánh mắt thần bí không phải là bởi vì hắn không có xuất hiện qua mà là gặp qua hắn bộ mặt thật sự người đều đã chết loại người này thiết trí rất trang bức a à, lữ thụ cảm thấy mình hiện tại đúng vậy loại người này thiết trí từ hôm nay trở đi, ai nhìn ra, hắn liền sập ai. Bánh nướng mặt nâng lên quần liền đi trở về, vừa đi vừa dương dương đắc ý nói ra. Yamada, nghe nói ngươi trước kia rất có thể đánh A, cấp dê trung dài đều đánh không lại ngươi, về sau đi theo ta, chờ ta cấp C lên tới nòng cốt, nội bộ tổ chức những cái kia cao trung sinh ngươi cũng giống vậy có thể hưởng dụng, các nàng rất nghe lời. Lữ thụ vui cười A cười nói. Vậy nhưng xin nhờ ngài. Trên mặt cười hì hì, tâm lý đây mạch da, lúc nào một cái cấp dê đỉnh phong đều phách lối như vậy khắp nơi thu tiểu đệ. Ngươi nhưng đừng nhìn ta mở rộng chi nhánh liền cho rằng ta thần không tốt, ta thân thể bỗng đây, một đêm nhiều lần không nói chơi, bánh nướng mặt nỗ lực sáng cứu hình tượng của mình cùng năm nhân tôn nghiêm. Lữ thù lúc ấy liền ha ha, khoát lát gì bức đâu, mở rộng chi nhánh hệ dị năng đều bị ngươi phá còn chứa cái này loại bức. Bánh nướng mặt đột nhiên hỏi nói. Chúng ta cái này thương khố có hay không chất béo? Tỷ như tồn kho nhiều thiếu đi loại chuyện này có thể hay không bị phát hiện. Ngươi nhưng đừng gạt ta à, hai ta hiện cùng một chỗ quản kho hàng này, ngươi không gạt được không có gì chất béo a, à, vận chuyển tiến đến cùng vận đưa ra ngoài thời điểm đều sẽ so sánh rõ ràng chi tiết, bọn hắn làm việc nghiêm túc trình độ ngươi cũng không phải không biết, Lữ Thụ nói ra. Có chất béo lời nói vòng đến hai người chúng ta nhân vật trâu ria sao? Bánh Nướng Mặt nghĩ nghĩ nói ra. Thật suối quẩy. Hai người trở lại túc xá một lần nữa nằm xuống, Lữ Thụ suy nghĩ làm thế nào chiếm được con hàng này tên, tổng không thể một mực đang tâm lý gọi Bánh Nướng Mặt, từ đầu tới đuôi cũng không biết rõ người ta tên a. À một ngày còn lăn lộn đi qua lâu dài xuống dưới nhất định sẽ xảy ra vấn đề đó a à, lại nói nguyên bản lữ thụ còn dự định một người ở cái này hát ngôi sao nhỏ kia mà kết quả bánh nướng mặt tới hắn cũng không thể hát buổi sáng tỉnh lại bánh nướng mặt kéo quần lên không có mặc áo khoác liền chuẩn bị đi nhà cầu lữ thụ bỗng nhiên vui cười a à cười nói ngươi không được a à, nhìn không nổi a à. bánh nướng mặt sửng sốt một chút ầm một tiếng liền một lần nữa nằm trở về nam nhân liền không thể nói không được đến từ hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị 69. Muốn nói nam nhân ở giữa ganh đua so sánh điểm phi thường kỳ quái, hai người cứ như vậy nằm, biết rõ giữa trưa nên lúc ăn cơm ai cũng không nói lên chuyện cái giường. Ngay cả thương khố cũng không nhìn. Hasega giết mặt đều nhanh ngẹn tím, mắt nhìn thấy cho Lữ Thụ cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị đó là càng ngày càng nhiều, Lữ Thụ nửa điểm áp lực không, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ngẹn nước tiểu cái kia là vừa vặn, hắn ước gì cái này Hasega giết nhiều cung cấp cho mình một điểm tâm tình tiêu cực đáng. Nói thật, cái này loại lừa tâm tình tiêu cực đáng giá phương pháp để lữ thụ chính mình cũng cảm giác quả thực là mở ra lối riêng xuất kỳ chế thắng đây là đối với tình người tinh chuẩn nắm chắc a à, hasega giết con hàng này ở phương diện này lòng tự trọng cực mạnh mà lữ thụ vừa vặn đúng bệnh hốt thuốc nhưng vào lúc này thương khố bên ngoài bỗng nhiên có người hô nói trong kho hàng người đi nơi nào không người sao hasega giết đằng một chút liền ngồi dậy có người có người rốt cuộc có lối thoát a à, đây cũng không phải là hắn không nín được mà là muốn làm chính sự a à. Bất quá Hasuga giết vẫn là chạy trước một chuyến VWC, khi hắn tè ra quần một khắc này, cảm giác thế giới là tươi đẹp như vậy. Lữ thụ mặc quần áo tử tế mở ra thương khố cửa lớn nhìn đi ra bên ngoài ngừng lại một cổ xe hàng, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử nhìn hắn một cái. Yamada, bình thường không phải rất chịu khó sao, hôm nay làm sao? Lời còn chưa nói hết, mang mũ lưỡi trai nam tử bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, hắn sung nhìn nhìn, không có tình huống gì a, à, mà hắn đối diện cười hiếp mắt lữ thụ, đang suy nghĩ đối phương là không phải là bởi vì sự tình hôm nay phát hiện thân phận của mình, chính mình muốn hay không trực tiếp nổ hắn. Khụ khụ, mang theo mũ lưỡi trai nam tử nói ra. Đây là một nhóm mới vận tới tư nguyên, ngươi ký nhận một chút đăng ký đến trên máy vi tính đi, nhóm này tư nguyên không cần phóng tới thương khố sâu nhất chỗ, làm không tốt hai ngày này bên cạnh căn cứ liền muốn đến lôi đi. Lữ thụ cười hiếp mắt ký tên, trên xe lại xuống tới hai người hỗ trợ đem 13 cái biệt kín lấy nhôm cặp gia chuyển vào thương khố. Lúc này Hasuga Jeep mới sách tốt quần đi tới, hắn lại còn nhận biết cái này đưa hàng. Nội điền, đã lâu không gặp A. À. Mũ lưỡi trai nhìn thấy hasega Jeep kinh hỉ nói. Dài cốc đại nhân, ngài làm sao cũng tới nơi này A. À? Bởi vì bị người đập tới ảnh chụp cùng phái bảo thủ Masura Yuchirio cùng một chỗ tham gia qua một trận tang lễ, kỳ thực ta căn bản là không biết kia là cái gì Masura Yuchirio, Hasuga Jeep cười toe toét nói rằng. Nội điền cười nói. Ngài cái này không cần lo lắng, thực lực lập tức liền có thể tấn thăng cấp C đi, đến lúc đó nhất định sẽ một lần nữa bắt đầu dùng. Ha ha, đó là khẳng định, Hasega giết cười nói, hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng tiền đồ của mình. Ở chiều hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm lữ thụ cũng phát giác Hasega giết phía trên là có người, hiện tại trao quyền cho cấp dưới đến thương khố càng nhiều hơn chính là thanh tẩy trong lúc đó làm dáng một chút, cùng chính mình thay thế Yamada giao còn không giống nhau lắm. Chỉ bất quá lữ thụ không nghĩ tới, cái này Hasega giết lại còn là thần tập bên trong hồng nhân. Trên thực tế thần tập nội bộ mỗi cái bộ môn lãnh tụ cơ bản đều là cấp C nồng cốt, dưới tình huống bình thường, tấn thăng cấp C về sau đại ngộ sẽ cùng trước kia có một trời một vực. Cho nên dưới loại cục diện này liền dẫn đến không chỉ có cấp C sẽ bị nịnh bợ, liền ngay cả những cái kia nhất có tiềm lực tấn thăng cấp C cũng được mọi người xem trọng, sớm lôi kéo quan hệ. Hiện tại thần tập bên trong nội tình có chút không đủ, không chỉ có bởi vì Niếp Đình trước đó đến giết qua một trận, hơn nữa lần này tượng đảo di tích cũng là tổn thất nặng nề, rất nhiều nồng cốt cương vị đều là trống chỗ, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, lập tức bên trong ai trước tấn thăng cấp C, ai liền có cơ hội nắm giữ máu chốt bộ môn, lần này Hasega giết đường dây này bên trên lãnh tụ cao đảo Bình Tân liền an bài hắn xuống tới dấu tài, mau chóng tấn thăng đến cấp C thật nặng mới bắt đầu dùng quỷ thác trách nhiệm. Thần tập bên trong rất đoàn kết, nhưng chính trị chỗ nào đều có, cao đảo Bình Tân cùng Subiya Kijiba hai người đối ngoại nhất trí, đối nội nhưng cũng có tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ. Ai nhiều người, ai ở thần tập nội bộ sức ảnh hưởng liền lớn. Ai trước tấn thăng cấp A, ai đúng vậy thần tập chân chính độc nhất vô nhị người nói chuyện. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. 504, trong lịch sử nhất không có nhãn lực sức lực tiểu đệ, lữ tiểu thụ. Nguồn. Mê truyện audio com Kỳ thực hiện tại thần tập tình cảnh cũng rất xấu hổ, tiền kỳ trong nước có được hoàn chỉnh truyền thừa cùng đề thăng cổ lão tư nguyên để bọn hắn cấp tốc cuộc khởi, kết quả là có chút bành trướng dẫn đến thụ lên rất nhiều địch nhân, trước đó ở hải ngoại luôn cùng thiên la địa võng đối chọi đối lập nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới thiên la địa võng lại bỗng nhiên đụng tới hai cái cấp a đơn giản đặc biệt để cho người ta sợ hãi đem thần tập đơn độc hái đi ra nó kỳ thực đã rất mạnh mẽ nhưng toàn thế giới đều hiểu các lớn nội bộ tổ chức một ngày không có cấp a vậy chân chính sân khấu liền chỉ thuộc về cơ kim hội thiên la địa võng tín ngưỡng lý luận bộ phượng hoàng xã cái này bốn cái có cấp a tổ chức thực lực quyết định địa vị từ xưa đến nay đều là như thế chờ vận hàng lái xe đi về sau lữ thụ đột nhiên hỏi nói bên cạnh cái này căn cứ vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu dùng rồi hasega Jip bất đắc dĩ nói còn không phải là bởi vì gần nhất có thiên la địa võng cường giả tới quấy rối giết nhiều người như vậy có một số việc nhất định phải đi vào càng địa phương an toàn tiến hành nói đến đây hasega Jip thấp giọng vì cao đảo đại nhân tấn thăng cấp a áo cao đảo đại nhân nếu có thể tấn thăng cấp a liền tốt lữ thụ gật gật đầu nói là nói như vậy nhưng trong lòng của hắn lại không nghĩ như vậy thiên la địa võng bên kia đã ở thần tập bên trong nằm vùng có cái đinh vậy khẳng định so với chính mình tiên tri đạo tin tức này thần tập chỉ sợ vô cùng rõ ràng đại quy mô thí nghiệm là không gạt được cho nên trực tiếp chuyển dời đến cái này dưới mặt đất phòng ngừa thiên la địa võng đến phá hư thành quả nghiên cứu hasega Zip bỗng nhiên cười nói ngươi trước kia là theo chân oidudo tegami bất quá bây giờ giả tế nhà đã hoàn toàn chết đi đi theo ta đúng vậy ngươi tốt nhất xuất đường một lần nữa đứng đội đi nói xong hasega Zip liền hướng túc xá đi đến ngươi nhìn lấy bên ngoài a à? ta đi tu hành. Lúc này Hasuga đã nghiêm chỉnh một bộ thương khố lão đại bộ dáng, việc đều giao cho lữ thụ đến làm, hắn liền chuyên tâm tu hành. Lữ thụ ở Hasuga sau lưng vui vẻ, một chút cũng nhìn không ra có cái gì lời oán giận dáng vẻ. Nếu quả thật như Hasuga Jeep nói tới hắn bị một lần nữa bắt đầu dùng thời gian ở trong tầm tay, như vậy chính mình làm chuyện cơ hội, nói không chừng còn phải rơi vào cái này Hasuga Jeep trên thân. Đến hôm nay, thần tập cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị đã bắt đầu giảm nhanh, thứ bảy ngôi sao cần thiết 320 vạn tâm tình tiêu cực giá trị đã tích lũy đủ 40 vạn, không thể không nói, đoán chữ xem như cho lữ thụ lập công lớn. Lữ thụ ngồi ở thương khố phía ngoài bảo an trong định tự như là cái phổ phổ thông thông thương khố nhân viên quản lý, Hasuga giết nói mình đi sửa đi, kết quả còn không có nửa giờ lữ thụ liền thấy một cái đặc biệt tuổi trẻ nữ hài bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà kho. Nữ hài đối với lữ thụ bái. Tiền bối, Hasuga giết tiền bối để cho ta tới nơi này tìm hắn. Lữ thụ lúc ấy liền bó tay rồi, cái này mẹ nó đều bị xa lánh đến thương khố tới làm nhân viên quản lý đều không nhàn rỗi. Khó trách ngươi mẹ nó phân ba xóa được không, chờ lấy độc tử A ngươi. Không đến 20 phút đồng hồ, nữ hài y quan chỉnh tề liền từ trong túc xá đi ra, đối với lữ thủ bái rời đi. Hasega giết đắc ý từ trong túc xá đi tới. Cái này thế nào? Theo gọi theo đến. Lữ thụ phụ họa. Từng, Hasega đại nhân quá lợi hại. Ha ha, hai ngày này liền muốn bắt đầu kiểm tra mới nhất phê có tu hành thiên phú học sinh, nói không chừng còn có thể gặp được có điểm không tệ, Hasega giết cười nói. Ngươi lúc này đi theo ta lăn lộn, xem như vận khí tốt. Lữ thụ liếc mắt, loại chuyện này hắn nhưng làm không được. Che giấu tung tích cũng có che giấu tung tích chỗ xấu, muốn đổi bình thường lữ thụ sớm đánh chết hắn. Hasega đại nhân, đến lúc đó ngươi một lần nữa bắt đầu dùng, có thể đem ta cũng mang đi sao? Ta cùng phái bảo thủ thật không có quan hệ gì, lữ thụ nói rằng. Hasega giết cười nói. Cái này còn cần ngươi nói sao, yên tâm đi, ngươi một cái cấp dê thực lực thả nơi này khi thương khố nhân viên quản lý cũng là khuất tài, Hasega giết cười nói, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ. À, Yamada ngươi hôm nay làm sao không có nhún vai a? À? Vừa nói xong, Hasega giết sau lưng bỗng nhiên dâng lên một cổ ý lạnh, cũng không biết rõ là vì cái gì. Lữ thụ nhún vai nói ra. Ha ha, ta cũng không phải lúc nào đều nhún vai đó a. À? Hasega giết cười nói. Cũng thế, bình thường ngươi làm sao ăn cơm a? À? Đang khi nói chuyện hắn tử quan sát kỹ cái này lữ thụ, lữ thụ cười nói, đi lên phía trước nửa dặm đường trẻ phải có tiệm ăn nhỏ, bình thường đều ở bên kia ăn. Ui, người trước kia là giả tế bác chim cắt tài xế cùng trợ lý, giả tế bác chim cắt người kia thế nào a? À? Hasega giết cười hỏi. Hắn a, à, lữ thụ nhún nhún vai. Làm người quá khắc bạc, đương nhiên hắn đã không có ở đây chúng ta tùy tiện nói, dù sao cũng không sợ hắn nghe được, hắn vợ cho hắn cắm sừng ngươi biết không, giả tế bác chim cắt có cái đam mê, ưa thích đem hắn vợ nhốt ở trong lòng, mười phần tàn nhẫn. Hasega giết bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra cười ha ha thật sao? Người này thật đúng là biến thái A. À? Kỳ thực chuyện này là cái bí mật, nhưng mà Hasega giết trước kia ở cao đảo Bình Tân Thủ Hạ bản thân liền phụ trách một số bên trong điều tra công tác, mục tiêu đúng vậy Subiya Kijiba cùng Oidodo Tegami người, cho nên chuyện này hắn vừa vặn biết rõ. Vừa rồi Hasega giết hoài nghi lữ thụ thân phận, muốn thăm dò một chút, không nghĩ tới lữ thụ lập tức liền nói suốt chuyện bí ẩn như vậy đến, lúc này không còn hoài nghi. Trên thực tế thiên la địa võng công tác tình báo phi thường vững chắc, khó trách Niếp định thường thường có thể sớm biết rõ hải ngoại người tu hành đồng tỉnh. Lần này Thiên La Địa Võng cho Lữ Thụ cung cấp trong tư liệu, liền bao gồm rất nhiều Yamada Giao nên biết chi tiết, tỉ như sinh hoạt hàng ngày thói quen, thương khố phụ cận có cái gì, trước kia bên người đồng sự một số bí ẩn. Dĩ nhiên không phải chỗ có nhân viên tình báo đều là như thế, mà là Yamada Giao cái thân phận này, bản thân chính là vì thay thế mà dùng, phương diện này công tác làm phá lệ vững chắc một số. Lúc trước ta cùng giả tế bác chim cắt cùng một chỗ ở một cái bộ môn, hắn một mực ép ta một đầu, về sau ta lấy cấp dê thực lực đại lý trưởng quản một cái bộ môn, ngươi biết rõ cái này nói rõ cái gì không? Hasega Diệp Dương Dương đắc ý nói rằng. Lữ thụ sửng sốt một chút. Nói rõ giả tế bác chim cắt thăng chức rồi. Không chính là cái đạo lý này à, nguyên bản giả tế bác chim cắt là bộ trưởng, hắn không thăng chức ngươi thế nào đại lý trưởng quản cái này bộ môn. Đến từ Hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Dựa theo bình thường kịch bản, rõ ràng hẳn là lữ thủ tán dương hắn rất được các đại lão thưởng thức cấp dê liền có thể thay quyền trưởng quản một cái mới đúng a à, cái này mẹ nó không theo phương pháp ra bài thật được không tiểu đệ làm kiểu gì hasega liền chưa thấy qua như thế không có nhãn lực sức lực tiểu đệ hắn bị nghẹn trầm mặt nửa ngày mới giải thích nói lúc đầu cũng là bởi vì phải cho ta đằng vị trí cho nên giả tế bác chim cắt mới bị dời đến cao hơn trên cương vị đi a à? nói thật lữ thụ vẫn là đệ nhất gặp không biết xấu hổ như vậy thuyết pháp, vị này Hasega Jit có thể nói là vô cùng tự ngã cảm giác tốt đẹp. Cũng thế, liền một ngày này thời gian tiếp xúc, lữ thụ đối với vị này bánh nướng mặt Hasega Jit ấn tượng liền hai cái, một cái là thần không tốt, một cái khác là tự ngã cảm giác tốt đẹp. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. 505, 4 xe hàng hóa. Nguồn. Mê truyện audio.com xế chiều hôm đó đến tối trước khi ngủ hasega giết một chén nước đều không uống thời khắc đề phòng lữ thù lại cho hắn tới một lần ngẹn nước tiểu trận đấu buổi chiều nói chuyện trời đất thời điểm hasega giết bị ngẹn khó chịu nửa ngày lại nói trước kia cũng chưa nghe nói qua cái này yamada giao như thế nước tiểu tính a à, hắn yên lặng cho bằng hữu phát cái tin tức hỏi một chút tình huống như thế nào điều tra một chút cái này yamada giao kết quả qua hai giờ bạn hắn nói tìm được yamada giao trước kia người quen hỏi thăm một chút cái này Yamada giao nói chuyện từ trước đến nay rất ngay thẳng đắc tội qua không ít người, nhưng mà giả tế bác chim cắt cũng chính bởi vì đối phương ngay thẳng mới ưa thích đều xem trọng dùng hắn. Trên thực tế người cầm quyền đều ưa thích ngay thẳng người, dạng này bọn hắn có thể yên tâm đề thăng. Mà Nip Đình sở dĩ lựa chọn cái thân phận này cố ý đi đón sờ phái bảo thủ bị người nắm nhược điểm xa lánh trở thành nhân vật trâu riêng, tùy thời chuẩn bị vì lữ thụ cung cấp thân phận mới, cũng có thể nói là hiểu rõ vô cùng lữ thụ. Rất nhiều người già là đem ngay thẳng cùng đắc tội với người nói nhập làm một, Hasega giết nhìn thấy cái tin này liền yên lòng. Hắn cảm thấy mình sớm tối cũng là muốn một lần nữa trở về chính thức nắm giữ một cái ngành cao thủ, bỏ đi đại lý hai chữ này. Đến lúc đó bên người muốn là theo chân một cái ngay thẳng người, hắn cũng có thể an tâm rất nhiều, đây đại khái là người cầm quyền điểm giống nhau đi. Hasega Diệp cảm thấy, người mà cũng nên có thiếu điểm, quá hoàn mỹ người hắn ngược lại không dám dùng. May mắn việc này lữ thụ là không biết, hắn nên biết rõ liền sẽ dùng thực lực đi chứng minh, ngay thẳng làm giận, cùng chuyên môn làm giận, vẫn là có kém khác liên tục rất nhiều ngày đều bình an vô sự, Hasega giết đang chờ đợi hắn một lần nữa bị bắt đầu dùng cơ hội, mà lữ thụ cũng đang chờ đợi Hasega giết một lần nữa bị bắt đầu dùng cơ lại. Nhiều ngày như vậy, Hasega giết mỗi ngày đều sẽ hô khác biệt nữ hài đến thương khố, có đôi khi dạo chơi một thời gian dài, có lúc dạo chơi một thời gian đoạn. Có một ngày Hasega giết vài phút liền xong việc, lữ thụ hiếu kỳ hỏi hắn làm sao nhanh như vậy. Cái này làm Hasega giết phi thường xấu hổ, hai ngày này xong việc về sau đều kéo lấy nữ hài nói chuyện phím trò chuyện 2 giờ mới thả người ta trở về. Trò chuyện đến trò chuyện đi cũng không biết rõ nên trò chuyện gì, tặc mẹ nó bực mình Hasega giết cùng nữ hài hàng huyên sau hai giờ nhìn thoáng qua đồng hồ rốt cục dương dương đắc ý đi ra Lữ thụ đứng ở cửa nhà kho nhìn trời, suy nghĩ con hàng này cái nào nhiều lời như vậy tốt nói chuyện Cũng không biết rõ có thể chống đỡ mấy ngày Mỗi ngày dạng này ngươi không mệt mỏi sao? Lữ thụ hiếu kỳ nói Dù sao ngươi niên kỹ Hắn còn chưa nói xong Hasega giết liền cắt ngang nói Ta tuổi không lớn lắm a mới vừa vặn hơn 30, mọi người đều nói ta giống học sinh đây. Lữ Thụ chăm chú quan sát một chút Hasuga Giết, chợt nhớ tới trong nước giống như cũng có người già là Huyền Diệu. Ai 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 nói ta giống học sinh, ha ha, ta còn trẻ như vậy sao? Nhưng mà, chân tướng cũng không phải là đơn giản như vậy a, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây. Người khác nói ngươi giống học sinh căn bản không phải bởi vì ngươi nhỏ, mà là bởi vì ngươi thổ a. Đến từ Hasuga Giết tâm tình tiêu cực giá trị 777 kỳ thực đại bộ phận nói ai 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 giống học sinh không phải là bởi vì diện mạo có bao nhiêu non mà là xem thấu lấy phong cách đến quyết định đại bộ phận học sinh trước khi tốt nghiệp cùng sau khi tốt nghiệp mặc quần áo phong cách đơn giản tưởng như hai người tốt a à, đây là bắt đầu truy cầu mỹ quan hiện tượng bình thường còn có rất nhiều học sinh từ đại nhị năm thứ ba đại học thậm chí là cao trung liền bắt đầu ăn mặc nhưng phần lớn người mắc bên trong học sinh đúng vậy thổ lý thổ khí khái niệm cũng không có thay đổi hóa thổ cùng không thổ mới là phần lớn người giới định có phải hay không là người học sinh bình thường tiêu chuẩn Hasega Jit đột nhiên cảm giác được ngày này trò chuyện không nổi nữa, cùng mùi tử giới hàng huyên 2 giờ về sau còn muốn bị đâm tâm, nghiệp chướng A. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến cổ xe động cơ âm thanh tại trống trải vùng ngoại thành 10 phần chói tai, nơi này cư dân rất ít, ngược lại là có một ít nhà xưởng ở chỗ này. Lúc này bỗng nhiên truyền là như thế nhiều cổ xe, lữ thụ tâm bên trong minh ngộ đối phương hẳn là căn cứ thương khố tới đi, chỉ là không rõ ràng người đến là ai. Hasega Jit cũng khó được nghiêm túc bắt đầu, còn chuyên môn chỉnh sửa lại một chút y phục không có qua 5 phút đồng hồ một cổ xe con cùng bốn chiếc xe hàng liền đứng tại cửa nhà kho, xe con bên trên một người trẻ tuổi đi xuống nhìn Hasega giết một chút, Hasega giết tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tiến lên. Che thi quân, ngài làm sao đích thân đến? Áp giải giống như xe hàng hóa, bốn chiếc tàu hỏa trực tiếp tiến vào thương khố, điều động 20 người về ngươi chỉ huy, lão sư nói, cái này bốn xe hàng hóa không thể có sự tình, ngươi minh bạch nặng nhẹ a, à, hàng hóa không lại ở chỗ này cất giữ quá lâu, cuối tuần căn cứ chính thức bắt đầu dùng về sau liền sẽ chở đi, người trẻ tuổi đều vô dụng mắt nhìn thẳng giết, tự mình móc ra một điếu thuốc lá, giết tranh thủ thời gian cầm ra cái bật lửa cho đối phương đốt. Lữ thù ánh mắt sáng lên, đây là cao đảo bình tân đồ đệ A, à, đối phương một thân cấp C năng lượng ba động lừa không được lữ thụ, chỉ sợ đã đạt tới cấp C đỉnh phong dáng vẻ. Mà Hasega giết còn lâu mới có được đối phương thổi ngưu bức bên trong nói lợi hại như vậy, đơn giản là ông đến bắp đùi mà thôi, đang khi nói chuyện đằng sau bốn chiếc hàng cửa xe mở ra, Lữ Thụ nhìn thấy 20 người phân biệt từ bốn chiếc phong bế thức xe hàng trong xe xuống tới, đem xe toa một lần nữa khóa kỹ mới đi đến Chesutathi trước mặt đưa tin. Chesutathi chợt thấy Lữ Thụ. Hắn là... Hắn là giống như ta bị oan uổng thành thân phái bảo thủ Yamada Giao, trước kia là giả tế bác chim cắt tài xế kim trợ lý, ta đã thu phục hắn, không có quan hệ, Hasuga giết cười nói nói, sau đó nhanh chóng nhỏ giọng không biết rõ ở Chesutathi bên tai nói ra. Đúng vậy cái cấp dây sơ dai, không có việc gì hắn có vấn đề ta tùy thời giết hắn mà lữ thụ thì thủy chung một mặt vô tội đứng ở bên cạnh chờ chỉ thị họ che sutathi người trẻ tuổi ư ừ một tiếng không còn quan tâm lữ thụ dù sao một cái cấp dây sơ dai mà thôi xác thực không để cho hắn chú ý giá trị che sutathi quay đầu đối với hasuga nói ra hàng hóa không thể có lầm ngươi trong đêm chính mình cẩn thận ngươi yên tâm lão sư không có quên ngươi về sau sẽ phái người tới thay thế cương vị của ngươi ngươi thì điều nhiệm mới căn cứ an phòng bộ trưởng cảm ơn che thi quân cảm ơn cao đảo đại nhân. Hasega giết mừng rỡ, căn cứ an phòng bộ trưởng cũng không phải bên ngoài cái kia loại tử điểm bảo đảm an quản lý, mà là nắm giữ lấy chính quy biên chế người tu hành thực quyền nhân vật. Nhưng vào lúc này, lữ thụ chợt nghe bốn chiếc trong xe vận tải có người dùng tiếng Nhật trong phòng hô một tiếng, cao đảo ngươi cái này xuất sinh, cùng tổ chức đều không buông tha, chúng ta thế nhưng là ủng hộ ngươi. Lữ thụ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cái này bốn chiếc trong xe vận tải cái gọi là hàng hóa, lại là thần tập người tu hành. Tình huống như thế nào? nghe đối phương nói lời đối phương thậm chí có thể là chủ chiến phái nội bộ người a che thì sắc mặt âm trầm xuống mau đem lái xe tiến trong kho hàng đi trường cốc vấn đề này ngươi không phải lần đầu tiên làm nếu như xuất hiện sai lầm ngươi biết hậu quả ngài yên tâm ta sẽ không cô phụ che thi đại nhân cùng cao đảo đại nhân kỳ vọng Hasuga dịch cuối rạp người p s nhiều khi thấy tên nhật bừa bừa thì chịu khó ta dùng gờ dịch để chuyển tên nên chịu làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ Minh Hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại? Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? 506, thần tập giai cấp khái niệm. Nguồn: Mê truyện audio.com Lữ thụ lặng lặng đứng ở thương khố bên cạnh thượng kháng Hasega diệt đối với vị kia gọi là Chesuta thi cao thủ trước ngạo mạng sau cung kính, khi đối phương xe con chạy nhanh xa thời điểm lữ thụ nội tâm để dâng lên một cổ ác hàng. Bác mang di tích bên trong hắn gặp qua thần tập gián điệp vì cưỡng ép kéo lên cá thể thực lực hiến tế, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy những người này đúng là điên, vậy mà dùng nhiều như vậy đầu sinh mệnh đổi lấy một cái cấp C cao thủ sinh ra, quá điên cuồng. Mà bây giờ, đối phương dùng điên cuồng như vậy phương pháp, bắt được chính mình bên trong đã từng chiến hữu dùng để hiến tế. Chi Chuchi Sedai nói, thần tập bên trong hy vọng dùng càng thêm cấp tiến phương pháp đến thành tựu một vị cấp A sinh ra, tốt như vậy để thần tập cái tổ chức này ở thế giới trên võ đài có càng lớn hành động, chỉ là thời cơ còn chưa thành thục. Khó nói cái gọi là thời cơ còn chưa thành thục là bởi vì cấp A đẳng cấp quá cao, cho nên cái này hiến tế chưa hẳn có thể giống lấy trước như vậy ổn định. Lữ thụ không rõ ràng, hắn chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Có rất nhiều người sợ quỷ, trong chấp nhoán này lữ thụ cảm thấy quỷ có gì phải sợ, đó là bọn họ chưa từng gặp qua chân chính nhân tâm. Hasega giết tùy tiện chỉ huy tài xế đem bốn chiếc xe hàng tiến vào rộng rãi nhà xưởng, hắn hình như có ý giống như vô tình đối với Lữ Thụ nói ra. Có một số việc giấu ở trong lòng liền tốt, chúng ta những này phía dưới người làm việc không cần biết rõ quá nhiều chuyện, bên trên làm sao phân phó, chúng ta liền làm sao bây giờ? Từng, Lữ Thụ gật gật đầu, hắn từ đầu đến cuối không có đồng tình trong xe vận tải hàng hóa, bởi vì những cái kia cũng đều là chủ chiến phái, tất cả mọi người không phải kẻ tốt lành gì, chết cũng liền chết nhưng mà cái này cũng không thể ngăn cản lữ thụ đối với thần tập tổ chức cái này chỉnh thể sản xuất sinh thật sâu chán ghét, thật sự là đột phá nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Lần này phân phối cho Hasega giết chỉ huy bảo an đội ngũ đều là cấp E thực lực, cho nên lữ thụ thân phận Yamada giao cấp D vẫn là rất có tác dụng, cái này 20 bảo an đối với hắn phi thường cung kính. Lữ thụ kéo ra xe hàng cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua, một cổ trong xe vận tải đại khái lắp 10 người trái phải, ngã trái ngã phải ở bên trong nằm, trên thân không có bất kỳ cái gì gông xiềng lại không thể động đậy Lúc này một vị bảo an nhân viên cầm ra một cái vali sách tay, mở ra sau khi lữ thủ chính là nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề 40 con ống chip nằm ở bên trong, một người giải thích nói. Mỗi 24 giờ tiêm vào một cái, loại thuốc này có thể bảo chứng thực lực bọn hắn không bị hao tổn thương, chỉ là tê dại toàn thân bắp thịt. Một chi cái ống chip tự động mạch cổ tiến lên đi, rất nhanh, những hàng hóa này ngay cả chửi rủa khí lực cũng bị mất, chỉ còn lại có con mắt có thể chuyển động lữ thụ nghĩ thầm nguyên lai like vừa rồi đám người này có sức lực hô là bởi vì dược tệ có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh đến những này bảo an một bên tim vào còn vừa hướng những cái kia hàng hóa tiến hành ẩu đánh những hàng hóa này cấp bậc nhưng cao hơn bọn họ nhiều bình thường cái nào có cơ hội lớn như vậy đại nhân vật a có đôi khi nhân tính vặn vẹo trình độ thật sẽ cho người nhìn mà than thở những hàng hóa kia bị đánh vô cùng phẫn nộ lại căn bản là không có cách phản kháng mà những này bảo an vô cùng rõ ràng những hàng hóa này cuối cùng hạ tràng sẽ là dạng gì căn bản không sợ bị trả thù có người nói nói. Đánh qua ba nhầm vào về sau bọn hắn sẽ sản xuất sinh nhất định kháng dược tính, đến lúc đó liền cần mỗi 12 giờ tiêm vào một lần, hiện tại là thứ hai nhầm vào. Lữ thủ chấn kinh, ngay cả kháng dược tính đều suy nghĩ ra được, trước kia các ngươi đến cùng bí mật bắt qua bao nhiêu người a? À? Mà hắn đối với Hasegaji, Chesutati thậm chí cái này 20 cái bảo an hiện tại là không hề có chút thiện cảm, cái này mỗi một cái đều là quái tử thủ A, à, Hasuga giết cùng lữ thụ hai cái cấp dây hoạt động rất tùy ý, nhưng mà những này cấp E bảo an cũng không dám ở trước mặt bọn hắn có bất kỳ bất an gì phân cử động, ngồi đàng hoàng ở bốn chiếc lửa bên cạnh xe bảo vệ. Từ điểm đó liền có thể nhìn xuất thần tập hợp nội bộ giai cấp chi nghiêm ngặt, vẻn vẹn thực lực trên lệch cấp một tình huống, thiên la địa võng bên trong cấp E cùng cấp D đối thoại là phi thường nhẹ nhõm không có cái gì chướng ngại. Nhưng mà thần tập lại không được, ở thần tập nơi này, cấp E cùng cấp dê nói chuyện phải dùng kính ngữ, Hasega giết ta đi ta món chay không có đi quản những này bảo an, lữ thụ đột nhiên hỏi nói. Bọn hắn ban đêm làm sao ăn cơm? Hasega giết khoát khoát tay. Không cần phải để ý đến bọn hắn, cấp e liền thành thành thật thật chấp hành nhiệm vụ, làm sao, vẫn phải ta chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn. Như vậy không tốt đâu, lữ thụ hiếu kỳ nói. Cũng không thể cứ như vậy bị đói a à? Hasega giết cười cười cho mình cũng ngậm lên một điếu thuốc, hắn cho lữ thụ nháy mắt để lữ thụ cho hắn châm lửa, kết quả chờ nửa ngày lữ thụ đều không có phản ứng gì, đành phải chính mình đốt nói ra. Ngươi về sau đi theo ta không cần như thế bó tay bó chân, ngươi sẽ minh bạch chúng ta tầng thứ cùng bọn hắn là không giống nhau, ngươi coi như phiến bọn hắn cái tác bọn hắn cũng không dám có câu oán hận nào, không tin ngươi thử một chút. Lữ thù ánh mắt sáng lên. Thật sao? Hasega giết tâm bên trong bỗng nhiên dân lên cực độ dự cảm bất tường, hắn trơ mắt nhìn lữ thụ nghênh ngang chạy đến bảo an trước mặt, ba một bạc tay, kém chút cho đối diện cái kia bảo an rút mộng đi qua. Cái kia bảo an trên mặt đất bị rút vòng vo hai vòng, thật vất vả mới một lần nữa đứng thẳng, trong đầu ông 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 vang. Đến từ Hong Chen Saiger tâm tình tiêu cực giá trị, 999. 3. Không đợi mọi người kịp phản ứng đâu, lữ thụ bàn tay đã lại phiến tại hạ một người trên mặt người. Đến từ ốt Di Rikin tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Chỉ gặp cái thứ hai bị phiến muốn so cái thứ nhất giòn yếu một ít, trực tiếp liền rất mặt đất không đứng dậy nổi. Đến từ Hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn mẹ nó đúng vậy chỉ đùa một chút, cũng không nghĩ tới lữ thù sẽ thật vào tay a à. mắt nhìn thấy lữ thù còn chuẩn bị phiến cái thứ ba thời điểm hasega giết tranh thủ thời gian ngăn lại hắn chờ một chút mà đợi lát nữa ngươi cái này hạ thủ cũng quá đen tối a à. khát quạt khát quạt lữ thù sửng sốt một chút không phải ngươi bảo ta phiến sao hắn bây giờ còn có điểm vẫn chưa thỏa mãn đâu a à. cứ như vậy vỗ xuống đi dễ dàng gần hai vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị liền tới tay tốt a à. hasega giết hiện tại đơn giản hận không thể cho mình đến một bàn tay cùng cái này loại ngay thẳng đến thiếu thông minh người nói đùa cái gì a à đến từ Hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng mà lữ thụ phát hiện không riêng gì bị phiến hai cái đang cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, còn lại phía dưới còn lại bảo an cũng ở cung cấp A, chỉ là không có cái kia hơn hai thôi. Đám người này bỗng nhiên bắt đầu lo lắng lữ thụ đối bọn hắn cũng có ý nghĩ gì, bình thường cũng không phải không có bị các đại lão đập tới, nhưng con hàng này ra tay cũng quá mẹ nó hung ác đi. Mọi người hiện tại là hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, bọn hắn đối với Yamada Giao, người này thật không thể giải thích a nhưng mà Lữ Thù phát hiện, những người này quả thật bị đánh thành dạng này cũng không dám hoàn thủ a, à, lúc này, Hasega giết bỗng nhiên tiếp vào điện thoại, hắn nhận điện thoại. Che thi đại nhân, ngài có chuyện gì không? Tốt, ta lập tức an bài. Hasega giết sau khi cúp điện thoại hô nói. Mới dựa vào đề xuất mở ra, tất cả mọi người treo lên tinh thần đến, những thứ kia lập tức sẽ chuyển dời đến trong căn cứ đi. Lữ Thù nghe ánh mắt sáng lên, cái này sẽ sẽ không trở thành chính mình tiến vào cái kia căn cứ cơ hội làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. 507, Biến tướng cự tuyệt Nguồn Mê truyện audio.com trong kho hàng tất cả mọi người ở cửa nhà kho xếp hàng nên đón, sau 20 phút che su ta bản người tới, hắn còn mang đến hơn 20 chiếc xe hàng đội xe. Lữ thủ đến là 27 chiếc đại hình xe hàng, nhưng mà nó bên trong 19 chiếc giống như có lẽ đã tràn đầy hàng hóa. Ở cái kia 19 chiếc bên cạnh có vô số tinh nhuệ đóng quân trong coi, chính là tất cả đều là cấp dây sơ dai cùng cấp e đỉnh phong, mỗi một cái cấp dây chỉ huy một cái năm người biên chế tiểu đội ở hàng bên cạnh xe tuần tra, con mắt như ưng hướng bốn phía thuân tuần tra lấy nhưng mà lữ thụ không cảm giác được xe bên trong năng lượng ba động, vô pháp xác định cái kia 19 chiếc trong xe vận tải chứa là cái gì, khó nói thân xe bản thân có ngăn cách năng lượng vật chất tồn có ở đây không. Lữ thụ nghĩ thầm cái này loại dọn nhà hành động hơn nữa còn có nhiều người như vậy trong coi, đồ vật bên trong chỉ sợ có giá trị không nhỏ đi, làm không tốt đúng vậy thần tập muốn vận tiến tân trong căn cứ trân quý tư nguyên. Hắn đột nhiên có chút do dự, chính mình muốn hay không trực tiếp sập người thiết trí giật đồ rời đi a, à, đừng nhìn ở đây nhiều người, nhưng nhiều người như vậy thật đúng là chưa hẳn có thể đánh được hắn, băng, vẫn là không băng, đó là cái vấn đề lớn. Hiện tại lữ thụ có hai cái lo lắng, đầu tiên hắn lo lắng trong xe này vạn nhất trang đều là buổi chiều vận tới cái kia loại hàng hóa làm sao bây giờ, hắn đối với thần tập người lại không có hứng thú, cũng không có ý định dừng cứu bọn họ. Cái này thần tập bên trong liền xem như bây giờ bị gãi người cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào, lữ thụ cũng không phải bồ tát phổ độ chúng sinh. Tiếp theo, hắn lo lắng cái thân phận này băng quá nhanh cũng quả thật có chút có lỗi với thiên la địa võng tỉ mỹ chuẩn bị không phải nha. Dù sao hắn cũng là muốn theo những vật này cùng đi mới căn cứ, ấn Hasega Diệt có ý tứ là, kho hàng này liền vứt bỏ rơi mất, về sau mới căn cứ tự hành tiếp nhận thu trữ vật phẩm. Đến lúc đó đồ vật lại chạy không được, hắn người thiết trí cũng không có băng, lúc nào muốn quyển đồ vật đi người trực tiếp dùng thần thủy phá tường, chỉ nên biết rõ đồ vật ở đâu để đó liền tốt. Hasega Diệt tiến đến lật bên kia núi cho Chesutati đốt thuốc. Chesutati đại nhân, liền cái kia Yamada giao, đi theo chúng ta cùng đi sao? Ta muốn nhận hắn lấy ra dưới, người tương đối ngay thẳng, chúng ta dùng đến cũng yên tâm che sutathi nhìn hắn một cái ừm cái này yamada giao ta buổi chiều tìm người điều tra qua không có vấn đề gì lớn bất quá không là theo chân ngươi ta ngược lại thật ra muốn bắt đầu dùng hắn một chút phụ tá của ta ở ta sinh thật trong trận chiến ấy bị lan đến gần tử vong dùng người liền muốn ở thời điểm này dùng hắn ở thung lũng kỳ bị người kéo lên bờ đến tất nhiên lòng mang cảm kích hasega giết sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới che sutathi vậy mà cũng coi trọng yamada giao muốn thu để bản thân sử dụng không thể không nói Yamada giao ở lữ thụ thay thế trước đó biểu hiện xác thực rất tốt đem giả tế bác chim các hành trình cùng công tác kế hoạch mọi thứ quản lý đều rất tốt hơn nữa làm người ngay thẳng vì giả tế bác chim cắt không tiếc cùng bất luận kẻ nào đối nghịch lãnh đạo nào không muốn dạng này cấp dưới Chei lúc này đang đứng ở lúc dùng người mắt nhìn thấy cao đảo bình tân lập tức liền muốn có được tấn thăng cấp a cơ hội cao đảo bình tân cái này nhất hệ tất nhiên cuộc khởi đến lúc đó không người có thể dùng mới là nhất chuyện lúng túng hiện tại Yamada Giao bị xa lánh vì nhân vật trâu ria, phái bảo thủ cũng đổ, hắn tự thân lại không có có đặc biệt lớn gì chỗ bẩn, tư chất tu hành cũng thuộc về trung thượng du, một người như vậy lúc này đi lôi kéo, đối phương tất nhiên quy tâm. Che đánh chính là cái này chú ý, hắn muốn cho Yamada Giao đưa than sự ấm trong ngày tuyết rơi, tin tưởng Yamada Giao cái này cấp dê sơ cấp nhân vật trâu ria nhất định sẽ đối với mình vô cùng cảm kích. Làm sao? Che bình tĩnh nhìn Hasegaji. Ngươi không đồng ý, đồng ý đồng ý hasega giết thấp đầu hắn nào dám cùng che cướp người a à? che làm cao đảo bình tân đệ tử đắc ý nhất ở thần tập bên trong đại quyền trong tay vậy là tốt rồi đi đem hắn gọi tới ta cùng hắn nói mấy câu che sutathi cười vỗ vỗ hasega giết bả vai nói rằng hắn rất hài lòng hasega giết thái độ hasega giết thần thái phức tạp đi vào lữ thụ trước mặt khụ khụ yamada huynh, về sau chiếu cố nhiều hơn che đại nhân gọi ngươi đi trò chuyện hai câu lữ thụ sửng sốt một chút cái này bánh nướng mặt thế nào bỗng nhiên khách khí như vậy. Trên thực tế Hasega giết chính mình phi thường minh bạch, cái này Yamada giao xem như nhảy lên nhánh đầu biến phượng hoàng, đi theo Chesutati bên cạnh tâm phúc thật là không phải hắn có thể đắc tội. Lữ Thụ đi theo Hasega giết đi vào Chesutati trước mặt, Chesutati cư cao lâm hạ thần thái. Ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ. Đến từ Chesutati tâm tình tiêu cực giá trị 99. Không thể không nói, Lữ Thụ thân cao ở chỗ này xác thực rất chiếm ưu thế. Bất quá cái này cũng không có phá hư người thiết trí, bởi vì Yamada giao cái thân phận này tiền nhiệm cũng là nhân cao mã đại. Che cũng không có trực tiếp mời chào, chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi có cái gì năng khiếu? Lữ thù hiếu kỳ làm sao đột nhiên hỏi cái này, hắn hiện tại năng khiếu cũng không thể nói ra được a, à, chỉ có thể mù nói bậy. Ta năng khiếu. Tâm ta tính đặc biệt nhanh, cái này có tính không năng khiếu. Che bỗng nhiên có chút cảm giác trò chuyện không đi xuống. Cái này hỏi ngươi năng khiếu ý tứ chẳng phải là để chính ngươi nắm chắc cơ hội mau nói nói mình có cái gì năng lực, sau đó chính mình lại mời chào một chút thần mã, ngươi cái này tính nhẩm đặc biệt nhanh là chuyện gì xảy ra à? a?" thi nhẫn nhìn nửa ngày hỏi. "Tính nhẩm?" "1921 nhân với 1921 tương đương bao nhiêu?" "131," Lữ thụ không chút nghĩ ngợi trả lời nói. "Chesutathi." "Hasega Đến từ -ta thi tâm tình tiêu cực giá trị 666 đến từ Hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị 666. Ngươi số học lão sư vách quan tại ta cho ngươi đè xuống, ngươi nói tiếp. Thần mẹ nó 1921 nhân với 1921 đáp án là 131. Che thi hít một hơi thật sâu. Ngươi đáp án này không đúng. Đáp án đúng là không đúng, lữ thụ gật gật đầu. Nhưng ta tính toán nhanh a. À. Đến từ Che thi tâm tình tiêu cực giá trị 666 đến từ Hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Che cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi lữ thủ xác thực không chút do dự liền trả lời hắn, có thể nói là tương đương nhanh. Nhưng mẹ nó tính ra đáp án không đúng, chỉ riêng sắp có cái rắm dùng A. Che Sutathi viện tráng đầu. Hasega ngươi tranh thủ thời gian mang theo hắn đi giám sát chứa lên xe đi. Hasega giết minh bạch, Che Sutathi từ bỏ lôi kéo Yamada giao kế hoạch. Hasega giết lôi kéo lữ thụ trên đường trở về quán trách nói, ngươi coi như không muốn cùng lấy che quân làm việc nhưng cũng không cần trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn a à, ngươi sau này tiền đồ xong đời ở hasega giết cùng che thi trong mắt xem ra lữ thủ cái này là đang biến tướng giả ngay giả dạy cự tuyệt kỳ thực đây cũng là lữ thủ theo đuổi hiệu quả hắn có tự biết chi rõ che thì là cái khó đối phó nhân vật hắn không có tiền nhiệm yamada giao ẩn núp bản sự đối phương bỏ ra không biết bao lâu thời gian mới tiếp cận giả tế bác chim cắt không bị phát hiện thân phận chân thật nhưng là hắn đâu hắn đúng vậy cái bất đắc dĩ thủy hóa đi che thi loại người này bên người sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề có cái thân phận yểm hộ hắn gây sự tình là được rồi có ở đó hay không che thi bên người đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn thân phận không thể lại sập a à. làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? 508, âm mưu cùng mồi nhữ. Nguồn. Mê truyện audio com Một đám người khu chung gõ mỏ vận chuyển đồ vật, thần tập làm việc rất có chú trọng, lại là có người trước xem xét tồn kho danh sách nhanh chóng tính toán suất lớn nhỏ, lựa chọn xong tốt nhất bày đặt phương thức mới bắt đầu chính thức vận chuyển. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể bảo đảm xe hàng thùng xe bên trong không gian hợp lý lợi dụng lữ thủ liền ở một bên nhìn lấy hasega giết vừa rồi tâm lý còn có chút không công bằng hiện tại ngược lại có chút thay lữ thủ có chút tiếc hận ngươi biết rõ bao nhiêu người tha thiết ước mơ đúng vậy đi che thi bên người làm việc sao ồ lữ thủ nhìn hasega giết một chút cao đảo đại nhân nói không chừng lập tức liền muốn tấn thăng cấp a đến lúc đó thần tập bên trong đại quyền độc nắm làm không tốt che thi đại nhân có thể lấy cấp c thân phận cùng subi kijiba đại nhân bình khởi bình tọa cũng bởi vì hắn là cao đảo đại nhân quan môn đệ tử Hasega giết một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ra. Ngươi chỉ muốn đi theo hắn, tùy tiện lăn lộn cái một đoạn thời gian, bộ trưởng chức vị còn không phải tùy ý chọn. Đến lúc đó ngươi nắm giữ lấy tư nguyên, chức vị, cao giai công pháp, nội bộ tổ chức bó lớn nữ nhân hướng ngươi ôm ấp yêu thương. Lữ thụ lâu năm không lên tiếng, loại thời điểm này đã tự mình lựa chọn xa lánh che thì cái kia liền dứt khoát đừng có lại giải thích cái gì, nhiều lời nhiều sai. Hasega giết ngược lại là không dừng lại đến, ta biết rõ trước kia giả tế bác chim các đại nhân cùng che su ta thi đại nhân có rất nhiều mâu thuẫn cho nên ngươi không muốn đầu nhập vào hắn nhưng bây giờ giả tế bác chim các đã chết a à. lữ thụ tâm bên trong chỉ có ha ha ngươi vui vẻ là được rồi toàn bộ thương khố hàng hóa trọn vẹn sửa sang lại 3 giờ mới gắn xong chờ đến sau 3 tiếng tất cả mọi người lên xe hàng cùng theo một lúc tiến về căn cứ tòa kia đứng lặng ở vùng ngoại thành phía trên căn cứ giống như toàn phong bế sắt thép pháo đài bên ngoài đã dựng lên cao ngất tường vây vòng lên một miếng đất lớn lúc này đã là ban đêm mười giờ toàn bộ tường vây đèn đuốc sáng rực đúng là không có bất kỳ cái gì tia sáng chết gốc, phía trên trạm canh gác cương vị đứng đấy cầm trong tay thái đao nhân viên chiến đấu vừa đi vừa về tuần tra ngay ngắn rõ ràng lữ thủ hiếu kỳ nếu thật là vì trung quốc cái kia thiên la lâm thời bắt đầu dùng cái này căn cứ vậy đối phương là thổ hệ giác tỉnh giả muốn tiến đến không phải là dễ như trở bàn tay sao cái này dưới mặt đất kiến tạo là có chú trọng toàn bộ pháo đài dưới mặt đất hình dáng đều từ 3 mét dày sắt thép dựng thành bên ngoài tuy nhiên nhìn không ra nhưng này vị thiên la muốn từ dưới đất len lén lẻn vào căn bản làm không được hasuga giết giải thích nói áo lữ thụ gật gật đầu còn tốt chính mình không phải thật sự thổ hệ giác tỉnh giả phòng đến phòng đi vẫn là thần tập người một nhà bắt hắn cho mang vào dù sao ép căn bản không hề thổ hệ giác tỉnh thiên la chuyện như thế a à. bất quá cái này tòa pháo đài bản thân cũng không phải chuyên môn vì phòng hắn dù sao hắn tới thời gian cũng ngắn a à. đối phương không có thời gian nhanh chóng như vậy xây xong dạng này một cái công trình to lớn pháo đài trên thực tế các tổ chức lớn hiện tại cũng đang xây thiết trí dạng này công trình nghe nói lạc thần tu hành học viện phía dưới bùn đất kiri liền có cực kỳ chặt chẽ cốt thép kết cấu đây là mọi người phát giác thổ hệ giác tỉnh giả chui vào ưu thế về sau chuyên môn vì thiên hạ sở hữu thổ hệ giác tỉnh giả chuẩn bị tuy nhiên thành bản rất cao nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai cũng không muốn cho người khác thừa dịp cơ hội cái này tòa pháo đài phòng vệ phi thường nghiêm ngặt cho dù là che ta đích thân đến cũng cần xuống xe kiểm nghiệm giấy thông hành cùng bản thân vân tay xứng đôi lữ thụ tin tưởng càng sâu tầng khu vực chỉ sợ phòng vệ sẽ càng thêm nghiêm ngặt đi đội xe lái vào bên trong pháo đài cửa thông suốt mở rộng đội xe một đường trong triều chạy tới lữ thụ ngồi ở một cổ xe hàng ghế lái phụ vị bên trên chính là nhìn thấy bên trong pháo đài giống như khoa huyễn điện ảnh bên trong không quân căn cứ vô số người ăn mặc quần áo lao động chính đang bận rộn lấy điều chỉnh sử dụng cụ cùng điều vận vật tư lữ thụ vậy mà thấy được không phải người tu hành hơn nữa còn rất nhiều những này cũng đều là tại vì căn cứ bên trong người tu hành phục vụ người bình thường đi, lữ thụ biết rõ rất nhiều tổ chức đều thuê người bình thường làm cơ sở phục vụ, chỉ bất quá thần tập cao ốc liền nhìn cửa lớn đều dùng người tu hành, lữ thụ còn tưởng rằng bên trong một cái bình thường người cũng không có chứ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao làm nghiên cứu khoa học A, soát c, quét dọn vệ sinh cái gì, chỉ sợ vẫn là từ người bình thường làm, dù sao những này cũng không cần võ lực giá trị, hơn nữa cái này cũng có thể thể hiện giai cấp tầm quan trọng lữ thụ có thể nhìn ra thần tập kẻ thống trị bản thân ngay tại giữ gìn cái này giai cấp trật tự ai muốn hưởng thụ cao tầng đãi ngộ cái kia phải cố gắng trèo lên trên quay chung quanh ở cường giả chân chính bên người bọn hắn đi vào một cái cự đại trước cửa trên trăm cái người bình thường ăn mặc quần áo lao động tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa hiệp trợ vận chuyển hàng hóa đi vào hasega giết cùng lữ thụ hai người đứng ở bên cạnh hasega giết đốt điếu thuốc che thi quân đã thông báo ngươi về sau đi theo ta đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ hạ tới lòng đất căn cứ đi Ngươi mặc dù bây giờ thực lực còn không được, nhưng gấp rút tu hành, nơi này tuyên chỉ linh khí dồi dào, đối với tu hành phi thường có chỗ tốt. Lữ thủ áo một tiếng, xem ra chính mình thật đúng là đi theo con hàng này đánh vào nội bộ. Bất quá về phần mình thực lực đến cùng được hay không, cái kia chờ mình ngày nào cho Hasuga giết cùng thi bọn này tuyển thủ nền vài ship ra, bọn hắn đại khái liền sẽ tâm lý có chút bê đếm nhưng vào đúng lúc này một cỗ xe hàng cửa bỗng nhiên mở rộng lữ thủ chính là nhìn thấy cao đảo bình tân từ bên trong bình tĩnh đi ra đối phương đã sớm núp ở bên trong nhưng là từ đầu tới đuôi đều không người biết rõ che thi cung kính hôn một tiếng lão sư cao đảo bình tân tự hồ có chút tiếc nuối xem ra đối phương cũng không nhận được tin tức lớn như vậy mồi nhữ cùng cơ hội tốt như vậy cũng không hề động thủ đáng tiếc nguyên lai like cao đảo bình tân là muốn cầm cái này 29 xe tu hành tư nguyên đến câu xuất vị kia thổ hệ giác tỉnh thiên la lữ thủ tâm bên trong hô to nguy hiểm thật may mắn chính mình không có động thủ nguyên lai like đặc biệt ưa thích trốn đi làm âm thầm không chỉ nếp định một cái a không nói chuyện lại nói đến lúc trước nếp định dùng một phần ba hạng a tư chất thiên tài làm mồi nhữ thủ bút vẫn là muốn so cao đảo bình tân lớn một chút lúc này hàng xe đồ vật bên trong đều vận chuyển xuống tới lữ thủ thấy được một trương một trương linh thạch chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trong trương cái này sợ không phải phải có mấy vạn mai nên biết rõ thiên la địa võng bên kia một năm sản lượng mới hơn 10 vạn mai lữ thụ không tin thần tập hợp bên này sản lượng so trong nước còn cao cho nên thật sự nói bắt đầu thần tập thủ bút cũng không nhỏ chỉ là đối phương không nghĩ tới lữ thụ đã theo vào tới hơn nữa đánh cho chủ ý đúng vậy trước gây sự tình xác định hàng hóa cất giữ vị trí tùy thời đều có thể tới bắt cao đảo bình tân quét mắt lữ thụ hasega giết mấy người sở hữu tham dự áp người đưa viên một chút các ngươi rất tốt nói xong hắn liền đi hasega giết hưng phấn nói khổng lồ như vậy tư nguyên đều không dẫn tới vị kia thiên la nói rõ đối phương căn bản không có đạt được tình báo cái này đã chứng minh chúng ta tuyệt đối không là gián điệp A, à, về sau đều sẽ xem như người một nhà đến trọng dụng. Lữ thụ sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi ăn khớp đơn giản như vậy à, nhưng là, các ngươi lo lắng cái kia cái gọi là thiên la, chẳng phải đứng ở các ngươi trong căn cứ còn bị xem như yếu gà rồi sao? Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết? Siêu thần sủng thú cửa hàng 509, Đại nghĩa lẫm nhiên lữ thụ Nguồn Mê truyện audio.com trên thực tế lần này vận chuyển vật liệu hành động bên trong Chesuta thi xác thực tận lực mang tới để thăng kế hoạch bên trong dự định trọng dụng thành viên những người này đều là rất có tài làm nhưng lại chưa hẳn trải qua được khảo nghiệm cái này loại tổ chức cũng chỉ có đi qua khảo nghiệm mới có thể yên tâm to gan sử dụng hơn nữa một lần khảo nghiệm còn chưa đủ sau này tất nhiên sẽ còn thỉnh thoảng xảy ra dù sao nhân tâm dịch biến kỳ thực cao đảo bình tân chỗ chiếc kia trong xe vận tải là không có hàng hóa chỉ có một đại dụng cụ tự hành kiểm tra ghi chép xung quanh sở hữu vô tuyến tín hiệu, dọc theo con đường này phạm là có người mật báo tất nhiên sẽ bị phát giác cũng phát hiện, cái này là tuyệt đối không tránh khỏi. Nhưng mà Che sutathi đi kiểm tra một chút, cũng không có cái gì dị thương. Thế là, lữ thù cứ như vậy đần độn u mê thành cao đảo bình tân cái này nhất hệ tâm phúc. Chỉ sợ Nip Đình đều không nghĩ tới cái này một suất, nếu là Yamada giao bản thân ở chỗ này làm không tốt liền đã quỳ, bởi vì hắn nếu như phát hiện nhiều như vậy vật tư vận chuyển khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài nhưng mà hết lần này tới lần khác ở chỗ này đóng vai Yamada giao chính là lữ thụ, hắn cũng không cần cho ai truyền lại tin tức, chính mình tùy cơ ứng biến nha, đây không phải nếp định chính mình nói. Ha ha, đây không phải đúng dịp à, lữ thụ tâm lý cảm giác là lạ, chính mình một cái tới làm chuyện, vậy mà trời xuôi đất khiến thành thần tập cao đảo hệ tâm phúc. Chính mình sẽ không bị phái đi đối phó thiên la địa võng A, à, vậy thì rất có ý tướng. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không biết thật xảy ra, dù sao gián điệp loại chuyện này chú trọng chính là trường kỳ ẩn nút, thần tập cũng không biết đạo hắn có thể trở mặt, đương nhiên không sẽ phái hắn đi trong nước ẩn nút. Chỉ là lữ thụ nhìn không được đang suy nghĩ nếu như loại chuyện này thật xảy ra, Niếp Thiên La lại là cái biểu tình gì. Trước mấy năm có vị nước Mỹ nữ hài đến Bắc Kinh chơi, khi đó tức thời mở thưởng sổ số hoạt động còn không có bị phạm vi lớn cấm đoán đâu, cô nương nhìn ven đường thật nhiều người rút thưởng, kết quả là rút được hạng nhất thưởng. Giải đặc biệt là 5 vạn nguyên tiền mặt, giải nhì là 8.000 nguyên tiền mặt, tam đẳng thưởng là 500 nguyên. Mà nàng hạng nhất thưởng là nước Mỹ 10 ngày du lịch nàng lúc ấy liền ha ha. Lữ thủ đi theo Hasega giúp bọn người cùng một chỗ tiến nhập một cái thang máy, Chesutati so sánh trồng đen về sau dàn giáo mới rốt cục khởi động, Chesutati nhìn lữ thụ bọn người một chút. Chờ một chút để đi xuống các ngươi đều đến bộ nội vụ ghi chép trồng đen, các ngươi đều có tiếng xuất tự do. Lữ thủ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, ấn đạo lý giảng bên cạnh mình ngay cả cấp E đều có cùng một chỗ đi xuống. Tổng không thể nói chỉ có lão đại khống chế mới có thể lên đây đi, dù sao đi lên vẫn là tại bên trong pháo đài, muốn đi ra ngoài không dễ dàng, nhưng sẽ thường thường có người lên làm việc mới đúng đương nhiên lữ thụ không rõ ràng lòng đất căn cứ tần số rất nhiều rất nhiều cũng không phải là tất cả mọi người quyền hạn đều có thể đi vào lúc này cao đảo bình tân cũng không ở lữ thụ trong đầu một mực yên lặng ở nhớ vừa rồi gian kia thương khố vị trí cùng trên cửa số thứ tự trong căn cứ như thế thương khố có chỉnh chỉnh một bên trong hắn cũng không thể nhớ lầm vạn nhất có cơ hội lữ thụ cảm thấy cái đồ chơi này không thể lưu lại tiện nghi thần tập không phải sao Lữ thụ nghĩ thầm lúc này nếu là lấy ra hộp đầu hủ thúi, đoán chừng bọn này thần tập tuyển thủ đều phải quỳ, nhưng mà cũng không có cách nào bỗng dưng biến xuất đậu hủ thúi còn có thể cùng người ta giải thích rõ ràng nơi phát ra, chỉ có thể coi là. Che thi bỗng nhiên nói ra. Bên trong căn cứ nữ người tu hành rất nhiều, nhưng là chính các ngươi chú ý thu liễm một chút, không cần làm xảy ra chuyện gì tới, hiểu chưa? Minh Bạch Minh Bạch Vậy liền coi là là chính thức thông tri, chơi có thể, nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, lữ thủ sắc mặt bình tĩnh cái này thần tập thật đúng là từ trên xuống dưới đều một cái tính tình a à. chỉ sợ nội bộ đệ thăng nữ người tu hành cũng đều nhận mệnh đi thang máy rốt cục cũng ngừng lại lập tức liền có người của bộ nội vụ chỉ huy lữ thủ cùng hasuga giết bọn hắn cái này loại lần thứ nhất xuống đến căn cứ người đi công việc thủ tục một mặt là trúng tuyển vân tây trồng đen khai thông quyền hạn một phương diện khác thì là nhận lấy sinh hoạt vật phẩm cùng túc xá gác cổng thẻ lần này lữ thụ cùng Hasega giết như cũ phân phối ở một cái hai người trong túc xá, đương nhiên còn có tốt hơn, nhưng hai bọn họ cũng còn không có tư cách hưởng thụ, giai cấp rõ ràng. Hai người túc xá không gian cũng không phải là rất lớn, cũng liền là 20 bình mét trái phải, bên trong trưng bày giường cùng đơn giản cái bàn, treo trên tường một cái nho nhỏ truyền hình, ngay cả máy tính đều không có. Lữ thụ nhìn thoáng qua điện thoại di động, không có tín hiệu. Xem ra cái này trong căn cứ muốn muốn liên lạc với ngoại giới, chỉ có đặc biệt một số thân phận cương vị mới có thể chúng ta mỗi tháng thay phiên nghỉ ngơi bốn trời thời gian có thể trở lại Tây Kinh, bình thường liền phụ trách lòng đất công tác bảo an, ban ba ngược lại, chúng ta là ban ngày trực ban, ta mỗi tháng có thể dẫn tới ngủ mai linh thạch, ngươi là ba cái, Hasega Diệt Dương Dương đắc ý nói ra. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi tấn thăng cấp C, đại ngộ khẳng định sẽ thẳng tắp tăng lên, mà ta chỉ sợ lập tức liền có thể lấy tấn thăng cấp C. Lữ thụ gật gật đầu, xem ra đây đều là che su thi cho Hasega giết giao phó xong, lữ thụ có chút tiếc nuối cho hắn phân phối vậy mà không là trên mặt đất công tác, dù sao hắn nếu coi trọng hắn linh thạch kia mà. Lữ thụ nghe được Hasega giết nói đối phương mỗi tháng có thể dẫn tới ngủ mai linh thạch lúc hắn liền có chút đau lòng, cái này mẹ nó lĩnh đều là hắn linh thạch a à. Lúc đầu che su thi đại nhân là cho ngươi đi mặt đất thương khổ phụ trách bảo an, nhưng là cả ngày cùng đám kia người bình thường lăn lộn cùng một chỗ tự xuống giá mình, cho nên ta giúp ngươi thỉnh cầu cùng ta cùng một chỗ lưu trong lòng đất trong căn cứ, Hasuga giúp một bộ tranh thủ thời gian cảm tạ bộ dáng của ta. Yên tâm, về sau ta sẽ cùng che thi đại nhân lại đem chuyện này xác định được, người trước không cần đi mặt đất đưa tin. Lữ thụ nghe xong liền gấp, ai mẹ nó để ngươi giúp ta rồi. Ta nói để ngươi giúp ta sao? Hắn nghĩ chính ngôn tự nói ra. Chúng ta thân là cấp dưới, tự nhiên khi nghe theo thượng cấp phân phó, tuyệt đối không thể vì bản thân tư dục nắm quyền, không cần khuyên ta ý ta đã quyết, ta muốn đi trên mặt đất. Hasegajit đến từ Hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Làm sao bỗng nhiên liền như thế đại nghĩa lẫm nhiên? Hắn hỗ trợ cầu tình để lữ thụ lưu dưới đất căn cứ đó là có chỗ tốt, lưu tại lãnh đạo bên người làm việc vĩnh viễn muốn sau ngoại nhân thăng chức càng nhanh một chút, các đại lão trong tay tùy tiện để lọc xuất chút gì lợi ích liền đủ bọn hắn ăn uống. Cái này đầu năm làm sao còn có người chết như vậy tâm nhãn, cái niên đại này bên trong ai không phải nhìn thấy chỗ tốt rồi tranh thủ thời gian xong về phía trước đi, nào có để đi ra đạo lý a, đến trên mặt đất cả ngày cùng người bình thường làm bạn, về sau còn có cái gì tiền đồ. Hasega giết tận tình khuyên bảo nói ra. Phía trên nữ nhân liền xem như mỹ nữ cũng đều là người bình thường, nội bộ tổ chức là không cho phép người tu hành cùng người bình thường kết hợp, hơn nữa ngươi cả ngày cùng người bình thường cùng một chỗ phụ trách phía trên cơ sở sự vật, làm sao có thời giờ tu hành. Không cần khuyên, Lữ Thụ trên mặt biểu lộ cương nghị bắt đầu. Vì Japan dân tộc có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. 510, si tình chủng tử Hasega Nguồn. Mê truyện audio.com Giờ này khắc này lữ thụ, chỉ muốn yên lặng đứng ở hắn linh thạch bên cạnh, thủ hộ lấy bọn chúng. Hasega giết hít một hơi thật sâu, hắn nhưng thật ra là ở vào tư tâm muốn cho lữ thụ trong lòng đất căn cứ hiệp trợ hắn, cứ như vậy có cái đáng tin cậy hiệp trợ, là hắn có thể tốn nhiều thời gian hơn tu luyện, trùng kích cấp C, mà bây giờ xem ra là không được, Hasega giết xem thường nói. Vậy ngươi liền hảo hảo trên mặt đất ở lại đi. Lữ thụ nhúng nhúng vai. Các ngươi những này tham danh trục lợi người làm sao nhưng có thể hiểu được ta. Hasega giết ngươi còn lai like kính có phải không? Đến từ Hasuga giết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thủ hiện tại liền đã không kịp chờ đợi muốn trở về mặt đất đi lên, nhưng mà hắn cũng không thể quá dấu vết. Mới từ bộ nội vụ đi ra đứng ở khoa huyển cảm giác hành lang bên trong, lữ thụ chợt thấy Hasuga giết kích động lên, chỉ gặp Hasuga giết con mắt lóe sáng lòe lòe hướng về phía một cái đi ngang qua cao gầy nữ nhân chào hỏi. Ha ha, Miyazaki tiểu thư, ngươi vậy mà tại nơi này, thật là hữu duyên phân a à? Lữ thụ đánh giá vị mỹ nữ kia, Mặc trên người phổ phổ thông thông chiến thuật quần áo huấn luyện, mặc ngược lại thật là tốt nhìn, bất quá đối phương ngay cả không để ý tí nào Hasega liền đi về phía trước, Hasega giết sắc mặt hơi có chút khó coi, đây cũng quá thật mất mặt. Cái này ai vậy? Lữ thủ Hiếu kỳ nói, cao đảo đại nhân một người đệ tử, Hasega nói ra. Cấp C cao thủ, chờ ta tấn thăng cấp C, nàng nhất định sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác, đời này ta không phải Miyazaki tiểu thư không cưới. Lữ Thu nghe đúng vậy vui lên ngươi cái mỗi ngày quy tắc ngầm nữ người tu hành tuyển thủ ở điều này cùng ta giả trang cái gì si tình chủng tử đâu lão thiết. Hắn an ủi Hasega Jeep nói ra. Ngươi đừng nhìn nàng lạnh như băng không để ý ngươi. Hasega Jeep nghe sững sờ. À, nói tiếp. Loại cảm giác này tự như là ở khốn cảnh bên trong bỗng nhiên có người giúp hắn giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ đồng dạng, liền xem như tùy tiện đoán hắn cũng nguyện ý nghe a, à, Lữ Thù cười nói. Ngươi đừng nhìn nàng lạnh như băng không để ý ngươi, kỳ thực ở sau lưng khẳng định nói ngươi không ít nói xấu đến từ Hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Hasega giết mặt lúc ấy liền đen. Yamada, ngươi an ủi người phương pháp thật là khiến người ta trở tay không kịp a. À. Ngày thứ hai, lữ thụ cao hứng bừng bừng thay xong thần tập người tu hành thống nhất chế phục đi thang máy đi lên, mà Hasega giết đi vào Chesutati văn phòng, Chesutati ngồi ở to lớn gỗ thật bạn làm việc đằng sau buông súng văn thư ngẩng đầu lên. Ngươi nói là hắn chủ động yêu cầu đi trên mặt đất đúng vậy, thật sự là phiền toái cho ngài cầu tình về sau không nghĩ tới hắn cũng không lĩnh tình, ngược lại nói ta tham danh trục lợi, Hasega giết cười ngượng ngùng nói rằng. Thật sự là không biết thời thế, Che Sutathi cười lạnh một tiếng. Vậy liền để hắn đi theo đám kia người bình thường cùng một chỗ phí thời gian đi, đây đã là lần thứ hai cho hắn cơ hội, một lần hai lần không thể liên tục lại bốn. Che thi đại nhân ngươi nói đúng, Hasega giết cung kính nói. Kỳ thực thực lực của hắn quá thấp đối với ngài cũng không có gì trợ giúp, liền để hắn tự sanh tự diệt đi tốt, ta đang nghĩ, hắn mỗi tháng định ngạch cấp cho linh thạch. Che Sutathi lườm Hasega giết một chút. Chính ngươi lưu lại đi, không cần cho hắn. Hasega giết mừng rỡ. Cảm ơn Che Sutathi đại nhân. Lữ thụ trên đường đi đến liền ở dùng ánh mắt còn lại chú ý đến giám sát vị trí, toàn bộ dưới mặt đất trong căn cứ nghiêm phòng tử thủ. Trên cơ bản mỗi cái giao nhau giao lộ đều sẽ có camera giám sát đầu tồn tại, trong thang máy liền càng không cần phải nói. Hắn đi vào mặt đất về sau đi trước ngoài vụ bộ an ninh đưa tin, ngược lại để lữ thụ có chút ngoại ý muốn, hắn nguyên vốn cho là mình chỉ là phụ trách nào đó cái khu vực, kết quả lại phát hiện hắn phụ trách rõ ràng là toàn bộ bên trong pháo đài mặt đất công tác bảo an, dưới tay trong coi một hai mươi cái cấp e thần tập người tu hành. Việc này Hasega giết đều không nói cho hắn biết, trên thực tế bảo an nghiêm mật nhất là bên ngoài pháo đài thành tường thứ một cửa ải, nơi đó chỉ là cấp C liền có ba cái, mà lòng đất thì càng thêm nghiêm mật, chỉ là cấp C liền có mười cái mà Hasega Jip là trưởng khoa chức vụ bên trong một cái duy nhất cấp dê, chỉ có trên mặt đất nơi này tất cả đều là người bình thường, kỳ thực lữ thụ phụ trách không phải chống trường ngoại địch mà là trông giữ những này người bình thường đây là lữ thụ lần thứ nhất làm quan a à, lại là ở thần tập bên trong không thể không nói nếu như không tính thân phận của hắn đến nói lời thần tập đối với hắn thật sự là tương đương hữu hảo không phải nha lại cho tâm tình tiêu cực giá trị lại cho chức vụ thật là một đám người tốt a à. lữ thụ vừa đến nơi đây tiếp quản cái kia một hai mươi cái cấp e người tu hành hắn phát hiện nơi này cấp e người tu hành thật đúng là rất nghe lời lữ thụ ngồi ở trong phòng làm việc văn phòng ngay tại gian kia thương khố đối diện, lữ thụ cảm thấy cái này loại bồi cùng với chính mình linh thạch sinh hoạt thật sự là nhàn hạ a à. chỉ là làm như thế nào tìm cơ hội đem linh thạch lấy đi đâu. Nhưng vào lúc này, lữ thụ chợt thấy một cái cấp e người tu hành thận trọng gõ gõ hắn văn phòng thấu rõ pha lê cửa, lữ thụ sửng sốt một chút. Tiến đến. Cái kia cấp e người tu hành cười nịnh đi đến lữ thụ trước mặt thận trọng nói ra. Núi Điền Đại Nhân, trước đó liền cùng đại diện khoa trưởng nói qua, ta công tác một mực cẩn trọng, thực lực cũng coi là không tệ, vẫn muốn lên làm đội trưởng kia mà, nhưng thay mặt đội trưởng đi, hắn trước khi đi nói sẽ cùng ngài chào hỏi. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn. Hắn nhưng cái gì đều không nói với ta, hắn đáp ứng ngươi, vậy ngươi đi tìm hắn a. À? Lữ Thụ là lười nhát quản chuyện này, hắn đúng vậy đến bồi bạn Linh Thạch, cái nào quan tâm những người này lên chức vấn đề a, à? đến từ bạn phản lợi tâm tình tiêu cực giá trị 555. Lúc này bạn phản lợi khẽ cắn môi ra ngoài để một cái rương cho Lữ Thụ. Ta cảm thấy ngài bình thường công tác nhất định rất vất vả ta cái này làm thuộc hạ đau lòng ngài, xin ngài hảo hảo bổ dưỡng một chút thân thể. Lữ thụ sửng sốt một chút, đem cái rương để lộ một đường nhỏ, bên trong thật dày một sắp một sắp vậy mà tất cả đều là một vạn mệnh giá đồng yên tiền mặt, cái này sợ là có mấy chục vạn nhân dân tệ dáng vẻ a à? Khó nói thần tập những này chức vị như thế có chất béo sao? Tiền này tới chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nói không chừng đều là bóc lột bên ngoài những cái kia người bình thường có được, hoặc là có cái gì trung gian kiếm lời túi riêng cơ hội, dù sao tồn kho là có báo tổn hại chỉ tiêu khụ khụ, lữ thụ đem cái rương đá dưới bàn công tác mặt. Tốt ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Bạn phản lợi mừng rỡ, đã nhận vậy thì nói rõ chính mình cái này sự tình thành A. À. Nhưng mà lữ thụ căn bản không có để ở trong lòng, bạn phản lợi lo lắng đợi hai ngày vẫn là không có gặp đồng tỉnh gì. Ngày thứ ba buổi sáng lữ thụ mới từ trên nền đất đến chỗ này mặt liền gặp bạn phản lợi, bạn phản lợi nhỏ giọng nói. Núi điền đại nhân, tiền của ta cũng không phải tùy tiện có được. Lữ thụ nhíu lông mày. Nhưng ta đúng vậy a à nói xong lữ thụ liền đi, lưu lại bạn phản lợi khóc không ra nước mắt. Đến từ bạn phản lợi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. 511, giết người cướp của lữ tiểu thụ. Nguồn. Mê truyện audio com Lữ thụ đem chân vẫn lên trên bàn, mặt hướng thương khố hai mắt vô thần. Hắn từng tóc đại chí nguyện muốn duy trì người thiết trí cùng thân phận thẳng đến tìm tới làm chuyện tốt nhất cơ hội, mà bây giờ nội tâm bên trong giày vò đơn giản không ai có thể trải nghiệm. Đó là mấy vạn mai linh thạch a, à? Lữ Thù cảm thấy nếu là hắn có thể thành công đem mấy vạn mai linh thạch cho cuốn đi, hẳn là cũng xem như làm cái chuyện lớn a, à? dù sao thiên la địa võng bên kia một sản lượng hàng năm cũng liền tầm 10 vạn mai, chính mình cái này cuốn đi mấy vạn mai thật xem như cho thần tập một cái đối diện thống kích tốt a, à? Lữ Thù cảm thấy mình rốt cuộc tìm được lý do. Nếu là đối mặt mấy vạn mai linh thạch còn không động tâm, Yamada giao người thiết trí ngược lại là không có băng, nhưng hắn Lữ thụ người thiết trí liền sập a. À? Lữ thù cảm thấy, người đâu, vẫn là vui vẻ trọng yếu nhất. Lữ thù nghĩ ngợi, bọn hắn mỗi tháng có 4 ngày thay phiên nghỉ ngơi thời gian, thay phiên nghỉ ngơi cần lệ thuộc trực tiếp thượng cấp phê chuẩn liền có thể, sau đó là hắn có thể lý trực khí tráng đi ra cái này tòa pháo đài trở lại Tây Kinh Thị đi. Chờ hắn trở lại Tây Kinh thì làm không tốt sẽ bị thần tập truy nã, bình thường xuất cảnh khả năng không làm được thậm chí thiên la địa võng chuẩn bị cho hắn rút lui lộ tuyến cũng không thể dùng dù sao mấy vạn mai linh thạch mất đi thần tập tất nhiên sẽ triệt để phong tỏa toàn bộ tây kinh đi nhưng mà vì cái này mấy vạn linh thạch coi như bơi lội về nước hắn đều nguyện ý a à. đã làm quyết định này lữ thụ liền phải thật tốt kế hoạch mắt của hắn bên trong lần nữa khôi phục thần thái lúc này bạn phản lây la lấy tiền nhiệm đại diện khoa trưởng đi vào lữ thụ văn phòng lữ thụ ngẩng đầu nhìn hai người một chút uể oải hỏi thế nào tiền nhiệm đại diện khoa trưởng cười lạnh nói tất cả mọi người là đồng sự cho chút thể diện đã thu tiền liền muốn làm việc lữ thụ lệch đầu nhìn lấy hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên xử lý a à khẳng định xử lý a à ai nói không làm, nhưng là ngươi cảm thấy Che Thi đại nhân dễ nói chuyện như vậy sao? Ta cần thời gian. Hơn nửa ban ba ngược lại còn lại hai cái đội trưởng danh ngạch còn không có xác định, ta không được đợi đến ba cái danh ngạch cùng một chỗ xác định mới có thể báo cáo. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này, đi cùng Che Thi đại nhân báo cáo nhân viên biến động tình huống, cái nào có một lần lại một lần đi phiền phức đạo lý. Tiền Nhiệm đại diện khoa trưởng sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn bạn phản lợi biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, cái này cùng ngươi nói không đúng, thái độ không phải rất tốt sao? hơn nữa đối phương nói rất hợp lý a à, hắn cũng minh bạch che thi không tốt lắm ở chung cùng băng hạt đậu đồng dạng đi báo cáo công tác khẳng định sẽ bị mắng a à. bạn phản lợi sửng sốt nửa ngay không có ý tứ hiểu lầm ngại núi điền đại nhân không có việc gì lữ thụ vẻ mặt ôn hòa nói ra chỉ cần ta xác định còn lại hai cái đội trưởng danh ngạch liền sẽ đi tìm che thi đại nhân bạn phản lợi đi vừa đi không có hai giờ liền lại có hai người phân biệt mang theo một cái cái rương tiến đến một người trong đó cười lấy lòng nói núi điền đại nhân nghe được bạn phản lợi nói ngài chính đang xoắn suýt còn lại hai cái đội trưởng chuyện chọn người ta công tác cần cù chăm chỉ hơn nữa đối với ngài phi thường trung thành về sau cam đoan ngài nói hướng đông ta tuyệt không hướng tây lữ thủ bốc mở rương nhìn thoáng qua hài lòng gật gật đầu được rồi ta biết rồi đi xuống đi nói xong lữ thủ thừa dịp văn phòng không ai công phu liền đem ba cái rương đều cho bỏ vào sơn hà ấn bên trong đã dự định đường chạy đó là đương nhiên là hố một cái tính một cái a nếu không phải sợ chính mình hành động trước bỗng nhiên bại lộ lữ thụ đều muốn đi hỏi một chút cái kia một hai mươi cái cấp e người tu hành mỗi người có hay không khi đội trưởng mục đích thật muốn ra giá tiền cao chính mình cái này trưởng khoa cũng có thể tặng cho hắn a à. lúc này lữ thụ đã quyết định đi lòng chỉ muốn về lữ thụ trực tiếp ra văn phòng liền hướng lòng đất căn cứ thang máy đi bạn phản lợi ba người thấy thế đơn giản đại hỷ a à, núi này ruộng quân quả nhiên là thành tính người không nghĩ tới vừa mới đụng tốt tiền liền thật đi hỗ trợ giải quyết biên chế vấn đề Lữ thụ nhìn thấy ba người mỉm cười gật gật đầu trực tiếp đi lòng đất căn cứ, đi xuống về sau trước quay về trong túc xá, quả nhiên, Hasega giết ở trong túc xá lười biến tu luyện, trong tay còn nắm một cái linh thạch chính đang thu nạp. À, ngươi tại sao trở lại, không cần tại mặt đất phiên trực sao? Hasega giết vừa nhận lấy hắn cùng lữ thụ linh thạch, bây giờ thấy lữ thụ còn hơi có chút chột dạ, bất quá hắn lập tức bại chính tâm tính cầm cương điệu nói ra. Ngươi dạng này tự ý rời vị trí, ta nhưng là muốn hồi báo cho Chesutathi không đợi con hàng này nói xong đâu lữ thù một chưởng liền đánh vào hasega Diết trên cổ hasega Diết liếc mắt liền ngất đi lữ thù ngồi xổm ở hasega Diết trước mặt nghiêm túc quan sát nửa ngày cũng không có động tĩnh gì hắn lại đem hasega Diết cho lắc tỉnh hasega giết chậm rãi tỉnh lại tới nghĩ nửa ngày đều không vuốt rõ ràng vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì lữ thù thở dài nói cũng sẽ không giác tỉnh a à. cho đến lúc này hasega Diết mới chợt nhớ tới đến vừa rồi nhưng chẳng phải là con hàng này chặt chính mình một tay cán đao chính mình đánh ngất đi à chỉ là hasuga dip có chút nghi hoặc làm sao con hạng này thực lực so với chính mình thấp nhiều như vậy chính mình lại hoàn toàn không tránh thoát tay của đối phương đau mà lữ thù thì đang tự hỏi một vấn đề trước đó hắn chặt thiên diệp thật tìm một tay đau làm thiên diệp thật tìm trực tiếp giác tỉnh về sau càng là liên tục ở một ngày bên trong đã thức tỉnh hai lần cái này mẹ nó làm lữ thù cơ hội cho là mình có thể giúp người đã thức tỉnh hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy a à, hay là bởi vì thiên diệp thật tìm quá quan tâm genoki gaikuku nguyên nhân đáng tiếc kiếm tiền đại kế thiếu một đầu. Nói thật, lữ thù cảm thấy mình thật muốn chém người một chút liền có thể khiến người ta giác tỉnh, vậy hắn về sau coi như là người có nghề, có thủ nghệ trong người cảm giác A. À? Hasega Jit cũng không do dự, hắn theo bản năng liền rút ra bên người thái đao hướng lữ thù chém tới, không thể không nói Hasega Jit phương diện khác đều rất để lữ thù không để vào mắt, nhưng giờ này khác này phản kích quả quyết ngược lại để lữ thù vài phần kính trọng, chiến đấu ý thức rất mạnh, đối phương biết rõ sự tình không được bình thường không có tranh luận cái gì, mà là trực tiếp rút đao chém liền nhưng mà thái đao vạch phá không khí âm thanh im bặt mà dừng đao phong kia lại bị lữ thụ nắm vào chỉ kho rút cuộc không thể động đậy cái này hasega giết biết rõ vấn đề nghiêm trọng dù là cấp c đều khó có khả năng như thế hời hợt dùng hai ngón tay liền tiếp được hắn như thế một đao hasega giết sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ một cái một mực bị chính mình khinh thị người vì sao bỗng nhiên biến lợi hại như vậy đến từ hasega giết tâm tình tiêu cực giá trị 999. người đến cùng là ai hasega giết họ hét nhưng mà hô xong hắn ý thức được lòng đất này căn cứ biệt kín điều kiện quá tốt, ở túc xá bên trong tiếng la căn bản là truyền không đi ra. Lữ thụ vui cười a cười nói. Ngươi không biết ta sao? Hasega Diệp cố tự trấn định xuống đến. Ngươi. Ta là ngươi không có quan hệ máu mũ ba ba a, lữ thụ cười lạnh nói, hắn không do dự nữa, một trưởng bổ về phía Hasega Diệp cái cổ, mà Hasega Diệp cái cổ lại thanh thúy một tiếng vang lên, trực tiếp đứt gãy. Đến từ Hasega Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999 làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa luyện cổ chí tôn năm trăm mười hai thân ở hắc ám tầm hướng quang minh Nguồn mê truyện audio com hasega giết chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới hắn ấn tượng bên trong cấp dây sơ gia Yamada giao chính là bọn hắn một mực đang tìm cái kia vị thứ chính thiên la. Mà hắn nói tới tùy thời có thể lấy giết chết lữ thụ tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ có thể ở trong mộng mới có thể thực hiện, lúc này toàn bộ thần tập trên dưới lữ thủ đánh không lại cũng chỉ có cao đảo Bình Tân cùng Subiya Kijiba hai người mà thôi. Bất quán Subiya Kijiba căn bản là không ở cái này căn cứ bên trong, mà cao đảo Bình Tân một cái cấp B cao thủ cũng sẽ không cả ngày núp ở trong căn cứ, cho nên giờ này khắc này, lữ thụ ở cái này trong căn cứ chính là vô địch duy nhất biến số chính là lữ thụ vô pháp xác định cao đảo Bình Tân lúc nào trở về, mà điện thoại di động của hắn lại không có tín hiệu căn bản là không có cách cùng tình báo của ngoại giới hệ thống thành lập liên hệ, cho nên cũng tự vô pháp nắm giữ cao đảo Bình Tân hành tung. Lữ thụ nhìn lấy Hasega giết chậm rãi co quắp ngã trên mặt đất, cổ hiện ra bất quy tắc vạn vẹo, nội tâm của hắn bên trong không có chút nào đồng tình, thần tập chủ trạm trong phái người chi bằng giết. Đương nhiên hắn tận lực tránh cho mở địa đồ pháo đại khai sát giới gặp người giết người, phương diện này là lữ thụ trong khoảng thời gian này phát hiện, thiên la địa võng tiềm tàng ở thần tập nội bộ người thật đúng là không ít vạn nhất giết nhầm về nước vạn nhất biết rõ sự tình hắn sẽ ấy nấy hắn cũng không phải thật sự là người có máu lạnh chỉ là có chút tự tư mà thôi nhưng mà đó cũng không phải mang ý nghĩa hắn không có ý định giết người mục tiêu chủ yếu vẫn là rất nhiều tỉ như che thi chỉ sợ ở che thi mắt bên trong chính mình cũng chỉ là cái không đáng chú ý cấp dê mà thôi đi lữ thù cười lạnh bắt đầu hắn từ hasuga giết trên thân lục soát đi ra bảy mai linh thạch nguyên bản cầm ở hasuga giết trong tay bị thu nạp viên kia đã bị thu nạp một nửa nhưng mà lữ thụ nửa điểm không chơi cũng cất vào sơn hạ ấn bên trong bị thu nạp một nửa cũng giống vậy có thể bán lấy tiền a à không phải nha cho dù có mấy vạn mai linh thạch cũng giống vậy muốn sinh hoạt có phải hay không vĩ nhân nói rất đúng từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó lữ thụ cảm thấy mình nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì lấy cần kiệm công việc quản gia quan vinh truyền thống thần thủy từ sơn hạ ấn bên trong mãnh liệt mà ra hủy thi diệt tích mà Hasuga giết thái đao thì trực tiếp vì thần thủy cung cấp mới năng lượng, lữ thụ nguyên bản định giả trang Hasuga giết đến gần Chesutati, nhưng là chiều cao của hắn cùng Hasuga giết thật sự là không xứng đôi. Lữ thụ ra ngoài trực tiếp tìm Chesutati văn phòng, hắn gõ gõ cửa, không có phản ứng, gõ lại gõ, vẫn là không có phản ứng a à, hắn lúc này nhớ tới đến lòng đất này căn cứ cách âm rất tốt, trong lòng tự nhủ không đến mức đi, người cái văn phòng cửa cách âm cũng tốt như vậy. Hoặc là bên trong căn bản là không có người. Hắn hiện tại cần Cheesuta Thi cho hắn phê thay phiên nghỉ ngơi giả mới có thể lặng yên không tiếng động ra ngoài a, à, thử một chút đi. Đông đông đông. lữ thủ kém chút cho cửa đập bể. Đến từ Cheesuta Thi tâm tình tiêu cực giá trị 399, đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị 499. Đinh một tiếng, lữ thủ chính là phát hiện cạnh cửa cái trước nhỏ bản hướng dẫn biến thành, bên trong Cheesuta Thi bình tĩnh bên trong mang theo thanh âm tức giận vang lên. Tiến đến cùng cục một tiếng, khóa cửa vang lên một tiếng, lữ thụ đẩy cửa vào, vừa hay nhìn thấy cái kia gọi là Miyazaki nữ người tu hành đang buộc lên nút áo tử, hai cái này cao đảo bình tân đệ tử tử vậy mà làm đến cùng đi. Lữ thụ sửng sốt một chút, Hasega Jit a Hasega người cái này ưa thích ai không tốt, không phải ưa thích dạng này một cái tuyển thủ. Người không biết rõ nhấn chung cửa sao? Che tức giận nói, Miyazaki càng liền ưu nhã ngồi ở trên ghế salon bên cạnh bổ trang, nhìn cũng chưa từng nhìn lữ thụ một chút, Lữ Thu phiền muộn, đem chung cửa loại chuyện này đem quên đi. Ta cái này không phải lần đầu tiên đến chỗ này để căn cứ à, xác thực không biết rõ có chung cửa, không có ý tứ không có ý tứ. Lữ Thu vui cười, a à cười nói, cùng cục một tiếng đóng cửa lại. Nói đi, đến tìm ta có chuyện. Che ta thi sửa sang lấy y phục của mình, Tự hồ cũng không ngại Lữ Thu biết rõ hắn cùng Miyazaki càng ở giữa sự tình. Là như vậy, ta muốn xin nghĩ về lội Tây Kinh thị khu. Lữ Thu cười nói, Che ta thi sững sốt một chút, hắn hồ nghi nói vừa tới liền trở về. Ừm, hôm nay là giả tế bác chim cắt đầu bẫy, ta muốn đi xem hắn, lữ thụ nói rằng. Che bỗng nhiên trầm mặt, kỳ thực càng là bạc tình bạc nghĩa đang nghi người liền càng hướng tới trung can nghĩa đảm, cởi mở cái kia loại cảm tình, thật giống như tào tháo bản thân đang nghi kiêu hùng, lại một sinh đều thủy chung kính trọng quan vũ đồng dạng. Che không có nghĩ đến cái này Yamada giao vậy mà tại giả tế bác chim cắt sau khi chết còn đi tế bái, cái này có thể nói là phi thường trọng cảm tình. Đi thôi, Chesutathi ở trên máy vi tính sửa đổi, Yamada giao gác cổng trạng thái, chỉ có hắn bên này xác nhận có thể ra ngoài, tường vây bên kia mới có thể cho đi. Đột nhiên Chesutathi bồi thêm một câu. Nếu là ngươi cũng có thể đối với ta như vậy, ta tất không phụ ngươi. Lữ thụ sửng sốt một chút, chính mình tùy tiện mượn cớ, thế nào trả lại cho ngươi chỉnh xuất cảm tình tới. Hắn trầm ngâm hai giây. Được, ngươi muốn là chết, ngươi đầu bẫy ta cũng đi nhìn ngươi. Đến từ Chesutathi tâm tình tiêu cực giá trị, 999 đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Che đều mộng bức, ngươi mẹ nó đầu bẫy đi xem ta cái này đúng sao? Bị điên rồi. Che sắc mặt âm trầm xuống. Hắc hắc, hảo hảo đi nhìn giả tế bác chim cắt đi, ngươi lập tức liền sẽ biết rõ cùng vọng hậu quả. Nói, Che cầm lấy trên bàn một cái điện thoại di động, tự hồ là lòng đất căn cứ chuyên dụng lại còn có tín hiệu, chỉ gặp hắn phát ra ngoài một cái dãy số. Đi đem giả tế bác chim cắt phần mộ cho ta đào cúp điện thoại che sutathi cười lạnh nói đi cảm thụ thống khổ tư vị đi lần sau tiến đến nhớ kỹ nhấn chuông cửa lữ thù phiền muộn nếu là giả tế bác chim cắt chết cũng có thể cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực giá trị tốt biết bao nhiêu ngươi về sau giống như cũng không dùng được chuông cửa bất quá cứ như vậy ngươi đầu bẫy ta không có cách nào đi xem ngươi a à. lữ thụ vui cười a à nói rằng tiếng nói còn không có hạ xuống xong lữ thụ thừa dịp che sutathi vừa mới treo tốt điện thoại trong chốc lát khi cậu cùng phục thị vù vù mà ra trong phòng tạo nên có thể thấy được một phòng gần sống, lúc này Chesutati muốn phản ứng cũng đã quá muộn quá muộn. Miyazaki càng mắt bên trong lộ ra hoảng sợ ánh mắt, chẳng ai ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy thiên la địa võng đặc hữu phi kiếm, hơn nữa còn là hiếm thấy hai thanh. Chesutati muốn hướng một bên lách mình tránh né, thế nhưng là người còn tại không trung, tay áo bên trong Surin cũng mới vừa mới rơi vào trong tay. Phá vỡ không khí phi kiếm ở Chesutati không có chút nào phòng bị tình huống dưới xuyên thủng đầu của hắn cùng trái tim. Trong chớp nhoáng này, Miyazaki càng thần thái không còn ưu nhã, mà Chesutati trên mặt vẽ mặt sợ hãi phản phất bình tĩnh, cái kia từng đoàn từng đoàn huyết hoa ở trên không bên trong thịnh mở ra, giống như tảng sáng thời điểm đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ sắc vi từ trong điện mục mọc ra, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Lữ thụ tỉnh táo đứng ở trong phòng làm việc phản phất lòng đất này căn cứ không khí đều tưới mới đề thăng, hắn tham làm hô hấp lấy. Đây mới là chính mình chân chính người thiết trí A. À. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa luyện cổ chí tôn 513, thiết quyền vô địch lữ tiểu thụ nguồn mê truyện audio com người đến cùng là ai miyazaki càng nhíu mày hỏi lữ thụ tâm nói các ngươi làm sao như thế yêu hỏi vấn đề này có thể nói đều nói xong lần này hắn nên nói cái gì Lữ thụ trầm ngâm hai giây. Ta đúng vậy truyền thuyết bên trong tập hợp mỹ mạo cùng tài hoa. Cái này không thích hợp, ngươi liền gọi ta chủ nghĩa xã hội thiết quyền tốt. Miyazaki càng. Chủ nghĩa xã hội thiết quyền. Đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Bất quá Miyazaki càng lại đột nhiên hỏi nói. Nhưng ngươi vừa rồi cũng không có xuất quyền à? Lữ thụ. Chủ nghĩa xã hội thiết quyền không cần thật xuất quyền được không? Ngươi muốn như thế tiếp ngạnh ta liền trò chuyện không nổi nữa nhưng mà không đợi lữ thụ nghĩ kỹ nên nói như thế nào đâu miyazaki càng tay trái đã từ tóc dài bên trong rút ra một cái cực nhỏ tơ bạc hướng lữ thụ rút tới cái kia màu bạc sợi tơ xiềng xích lóe ra quang mang lữ thụ nghiêng người lóe lên phía sau hắn trên tường cũng đã xuất hiện một đầu khe nước to lớn chính là lộ ra bức tường bên trong mềm cách âm tận cùng sắt thép tường kết lữ thụ sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này che thi văn phòng vậy mà phòng hộ nghiêm mật như vậy khó trách vừa rồi chính mình gõ câu đối hai bên cánh cửa phương đều không nghe thấy nháy mắt sau đó cái kia giải lụa màu bạc bên trong vậy mà bay ra một cái màu bạc bươm bướm hướng lữ thủ đánh tới bươm bướm vỗ cánh ở giữa lại có ngân sắc bụi hướng lữ thụ cuốn tới lữ thụ không dám đón đỡ quả quyết sử dụng thần thủy tạo thành bình chướng cái này vũ khí đúng là có khí linh thần vật miyazaki càng thừa dịp lữ thụ ngăn cản bạc điệp đứng không muốn đánh tới che thi bàn công tác lữ thụ trong lòng biết không thể để cho đối phương đi qua đối phương vội vã như vậy tại đi bàn công tác bên kia làm không tốt liền có cái gì cảnh báo cái nút nhưng mà chỉ sợ để nàng thất vọng lữ thủ thần thủy thực sự nhiều lắm, chỉ sợ cái này cả một cái văn phòng đều chứa không xuống. Lúc này thần thủy đã giống như là một cái lưới lớn sớm mở ra, mà Miyazaki càng tự như là tự chui đầu vào lưới đồng dạng va vào thần trong nước, kim sắc tiểu xà tới lui mà lên, lại tự như ti chấp cắn Miyazaki càng cái cổ. Miyazaki càng một thân linh khí áo giáp bị nhanh chóng từng bước xâm chiếm, mà kim sắc tiểu xà cắn chỗ cổ tự như là đột phá khẩu, ngay cả pháp khí nó đều có thể cắn một cái đoạn, huống chi là linh khí áo giáp. Trong chốc lát, thần thủy từ nơi này đột phá khẩu rót đi vào, mà Miyazaki càng giống như là đột nhiên từ bỏ chống cự, trong ánh mắt chỉ có oán độc cùng tuyệt vọng nhìn lấy lữ thụ. Đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị, một nghìn. Lữ thụ lần này vì mấy vạn mai linh thạch sập người thiết trí, trở về cho Nip Đình liền nói mình giận dết nhiều tên cấp C, nó bên trong hai tên vẫn là cao đảo bình tân đệ tử tử, cho thần tập tạo thành trọng thương. Tốt như vậy giống cũng nói còn nghe được nha, dù sao mình một cái cấp C tới gây sự tình, giết nhiều như vậy cấp C cũng đủ vốn A, bản thân thần tập liền vừa mới ở tượng đảo bên kia tổn thất nặng nề, chính mình thoáng một cái không liền để đối phương tuyết thượng gia sương rồi. Đến mức linh thạch. Cái gì linh thạch? Cái gì là linh thạch? Ha ha, không tồn tại. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng mình bằng bản sự giành được đồ vật tuyệt đối không thể tịch thu. Thực sự không được. Vậy thì nộp lên 100 mai đi, đột xuất một cái xa hoa. Lữ thụ nghiêm túc đem chiến trường quét sạch sẽ, nhưng mà những cái kia ngăn tủ cùng ngăn kéo hắn lại không dám đi đụng, dù sao vừa rồi Miyazaki càng liều mạng cũng phải bổ nhào vào cái bàn bên này, cái này bên trong khẳng định có cái gì hắn không biết rõ cơ quan hoặc là máy báo động, không phải vậy đối phương mưu đồ gì a à. lần này, lữ thụ ngược lại là phát hiện Miyazaki càng vũ khí để kim sắc tiểu xà cảm thấy hứng thú vô cùng, bạc điệp mất đi chủ ký sinh sau đã bay trở về xiền xích bên trong. Mà kim sắc tiểu xà giống như là hút mì sợi đồng dạng đem ngay ngắn xiền xích cho hút chạy tới trong bụng, mắt nhìn thấy bụng đều trống bắt đầu một màn này, đều mẹ nó cho lữ thù nhìn đói bụng. Lần trước thần thủy thôn vệ Waidudo Tegami yêu đao thu được kim sắc tiểu xà trở thành khí linh, mà lần này kim sắc tiểu xà lại thôn phệ một cái khác khí linh không biết rõ sẽ có phản ứng gì à. Lữ thù quan sát trong chốc lát, chính là nhìn thấy kim sắc tiểu xà bản thể đúng là bành trướng một vòng, liền ngay cả trên người nó vẫy màu vàng kim đều rõ ràng một số. Không phải đâu, cái này kim sắc tiểu xà lại là ăn khí linh. Lữ thù chấn kinh, nên biết rõ có khí linh pháp khí bây giờ đang bên ngoài thế nhưng là có giá không hàng, muốn mua cũng mua không được. Trước đó Kim Sắc tiểu xà thôn phệ bình thường pháp khí lúc, biến hóa chỉ có thần thủy thể diện tích, mà ở thôn phệ khí linh về sau, lớn mạnh lại là tiểu xà bản thân. Hiện tại gặp lại Surin loại vật này căn bản không cần cắn nát, trực tiếp một thanh liền có thể cho nuốt vào. Thế nhưng là, đây cũng quá đốt tiền a, à, lữ thủ trước đó đều đang do dự, nếu là đụng tới có khí linh pháp khí hắn liền không cho tiểu xà ăn, cầm ra đi bán tốt bao nhiêu a, à, nhưng bây giờ lại làm khó, có thể tăng cường chính mình đòn sát thủ cùng tiền tài, như thế nào lấy hay bỏ? trên thực tế lữ thụ tham không chỉ là tiền hắn là hy vọng có thể đem hết thảy có thể nắm giữ tương nguyên đều cầm nơi tay bên trong để cho mình có được an thân lập mệnh gốc trễ nói cho cùng hắn tham tài là bởi vì đã từng hắn sợ nghèo cái kia đoạn liền ngay cả mua chuỗi đường hồ lô cho lữ tiểu ngư đều muốn do dự thời gian cái kia đoạn cà chua trứng gà cũng không dám mỗi ngày cho lữ tiểu ngư làm thời gian lữ thụ rốt cuộc không muốn đi kinh lịch đã từng lữ thụ trong tay không có tiền liền không có cảm giác an toàn mà bây giờ hắn sợ dĩ không có đem trước đó những pháp khí kia đều cầm ra đi bán đi mà là nghĩa vô phản cố đúc cho thần thủy, bản thân cũng chính là vì cảm giác an toàn a, à, tiền không phải biến mất, nó chỉ là đổi một loại hình thức hầu ở bên cạnh ta. Lữ thụ yên lặng an ủi chính mình. Lữ thụ một đường đi xuất che su thi văn phòng ngồi thang máy đến tới mặt đất, vân đạm phong khinh phản phất cho tới bây giờ đều không có trải qua một trận chiến đấu thậm chí cũng không ai biết rõ, ngay tại vừa mới, một cái cái gọi là cấp dê, dễ như trở bàn tay giết chết cao đảo bình tân hai cái cấp C đệ tử cùng một cái cấp dê thần tập trưởng khoa. Chỉ sợ Che Sutathi đều không nghĩ ra đến cùng là vì cái gì đi, mà Miyazaki càng thì trước khi chết 10 giây còn duy trì ưu nhã tư thế ngồi, chiến đấu liền ở 10 cái trong nháy mắt triệt để kết thúc. Mà lữ thụ tới nơi này ý nghĩa, chính là mang theo ngụy trang mặt mũi trà trộn ở địch nhân bên trong, cho đối phương trí mạng thương tổn. Lữ thụ cảm thấy, nếu như ai trộm đi chính mình mấy vạn mai linh thạch cái kia thật là muốn mạng già, cho nên cái tổn thương này xác thực rất trí mạng không phải sao. Bạn phản lợi nhìn thấy lữ thụ lên lúc liền mừng rỡ. Thế nào núi điền đại nhân, che su thi đại nhân đồng ý sao? Lữ thụ mỉm cười nói. Yên tâm đi, đồng ý, che su thi đại nhân cho ta an bài một chuyện, ta đi thăm dò nghiệm một chút số 19 trong kho hàng đồ vật, ngươi đi làm việc đi hắn không có vào lúc này lừa một bút tâm tình tiêu cực giá trị cố ý nói che ta thì không có đồng ý vạn nhất đối phương lòng mang oán hận ở chính mình rời đi độ bên trong từ bên trong cản trở có lẽ rất nhỏ bé biến cố liền sẽ cho mình tạo thành phiền toái rất lớn hiện tại lữ thụ chỉ cầu bình an mang đi số 19 trong kho hàng tất cả mọi thứ bạn phản lợi hoang thiên hỷ địa thông tri có ngoài hai người đi có đội trưởng thân phận tự nhiên có thể ở cái này trên mặt đất hô phong hoáng vũ bởi vì cao tầng thứ người tu hành đều chướng mắt nơi này chất béo đương nhiên liền tiện nghi bọn hắn bạn phản lợi có tự biết chi rõ, hắn muốn tiếp tục gia tăng thực lực tấn thăng cấp D hoặc là cấp C rất khó, còn không bằng ở chỗ này nhiều tích lũy điểm gia sản. Khi số 19 thương khố cửa lớn ở lữ thụ trước mặt mở rộng trong nháy mắt đó, lữ thụ đơn giản đắm chìm trong hạnh phúc trong hải dương, linh thạch còn tại. Đổi thành người khác khẳng định mang không đi nhiều linh thạch như vậy, nhưng lữ thụ có sơn hạ ấn. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, Yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại? Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? 514, Thần tập toàn diện đề phòng Nguồn Mê truyện audio.com Số 19 trong kho hàng chứa đến từ trước đó cái kia lâm thời trung chuyển thương khố tất cả mọi thứ, từng cái cái rương chỉnh tề mã đặt ở chỗ đó, lữ thù không riêng muốn bắt linh thạch, còn muốn đem những vật khác tất cả đều lấy đi đến mức trước đó cái kia bốn xe nhân loại hàng hóa thì không biết rõ bị thần tập đã chuyển di đi nơi nào chuyện kia là che thi tâm phúc thân thủ xử lý tự hồ xem như thần tập cơ mật tối cao mà đối đãi ngẫm lại cũng thế muốn để lý huyền nhất biết rõ thần tập đang làm người tế loại chuyện này sợ là muốn trực tiếp nạo bọn hắn không chỉ có như thế loại chuyện này bản thân liền tuân phản nhân loại phòng tuyến cuối cùng thần tập tất nhiên không dám để cho ngoại nhân biết rõ đây là quan hệ đến toàn bộ tổ chức quốc tế danh dự vấn đề, lữ thụ cũng hoài nghi nói không chừng thần tập còn gãi có ngoại quốc giác tỉnh giả. Lữ thụ đem thương khố lớn cửa đóng lại, thương khố bên trong quay về hắc ám, mà lữ thụ triệu hoán xuất thần thủy chiếu minh tướng chứa linh thạch cái rương phân đừng mở ra, tay từ trong rương thoáng qua một cái, chỉnh cái rương bên trong linh thạch liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ cực nhanh. Đối với có sơn hạ ấn lữ thụ tới nói, loại chuyện này căn bản cũng không cần phí sức phí sức. Hắn tự như là một cái động không đáy đồng dạng, đem toàn bộ thương khố sở hữu trong rương đồ vật đều cho cướp sạch không còn, vậy đại khái đúng vậy lữ thụ lần này đông độ chi hành nhất đại thu hoạch. Chỉ có ở linh thạch cùng tư nguyên cấp vào sơn hà ấn một khắc này, lữ thụ mới cảm giác trước nay chưa có an tâm. Linh thạch trên cái rương mặt đều ngọn có số lượng, mỗi 1000 viên một rương, trọn vẹn 92 rương, nói cách khác, lữ thụ lần này trực tiếp thu được 92.000 mai linh thạch. Nói câu không khoa trương, đơn giản phú khả địch quốc đương nhiên, so sánh chính là một số tiểu quốc gia thôi, lữ thụ quyển xong trong rương linh thạch lại nghiêm túc đem cái rương một lần nữa đắp kín, dù sao mấy người sẽ tự mình còn muốn mở cửa, có người nhìn thấy bên trong sốc xếp bộ dáng chỉ sợ sẽ nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ chợt nghe phương xa đại địa bên trên truyền đến đông 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 chấn động âm thanh, cái này chấn động không chỉ là âm thanh, mà là toàn bộ mặt đất đều ở rung động, lữ thụ chính là phát hiện trong kho hàng cũng có cho bụi rơi xuống. Động đất sao? Cũng không giống a à? càng giống là có cái gì cực kỳ nặng nề sinh vật đang cất bước tiến lên là cước bộ của nó đem mặt đất đều giẫm đạp run rẩy bắt đầu lữ thù thu thập xong sở hữu cái rương tranh thủ thời gian mở cửa ra ngoài hắn chính là phát hiện người bên ngoài đều loạn furenju Sakamori lại gần yamada đại nhân chuyện gì xảy ra a à? ta cũng không biết rõ a à, lữ thụ nói ra ngươi một mực đang bên ngoài nghe nói cái gì rồi sao furenju Sakamori kinh hoảng nói ta cũng không rõ lắm a à chỉ nghe nói hai tôn cấp B kỵ sĩ đang theo bên này đánh tới, to lớn vô cùng. Lữ thủ áo một tiếng, hai tôn cấp B kỵ sĩ cái quỷ gì, hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, lữ thủ quay đầu đối với Furenju Sakamori nói ra. Ngươi đi theo ta, ta có chuyện bàn giao ngươi. Lữ thủ nói liền lặng lẽ đem Furenju Sakamori cho kéo vào trong kho hàng tới. Ngươi có nghe hay không qua ca một tiếng? A à, đại nhân ngại nói là như thế nào két? Vừa mới tiếng thương khố Furenju Sakamori còn không có kịp phản ứng đâu chính là ca một tiếng hắn trực tiếp bị vặn gãy cổ. Đến từ Furenju Sakamori tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000. Lúc này một cái duy nhất biết rõ lữ thủ tới qua số 19 thương khố người tử vong, muốn muốn biết là ai dùng gác cổng quyền hạn mở ra kho hàng này cửa lớn, vậy cũng chỉ có thể về phía sau đài kiểm tra thực hư số liệu. Lữ thủ mới mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại liền định trực tiếp tránh người A, dù sao hắn có che Sutati phê xuống gác cổng, muốn ra ngoài đơn giản rất dễ dàng cực kỳ. Nhưng vào lúc này, cái kia hư hư thực thực tiếng bước chân âm thanh càng ngày càng gần, giống như chính là hướng về phía pháo đài bên này mà đến, mà vây bên ngoài tường vang lên chói tai còi cảnh sát, vô số người ở trên tường rào chạy nhanh. Cảnh giới. Cảnh giới. Địch tập. Cao ốc đã bị phá hủy. Lữ thụ đều mộng bức, tình huống như thế nào a à đây là, thần tập cao ốc trực tiếp liền bị người hủy đi rồi. Đây là ai đến quy mô tiếng công thần tập rồi sao? Hiện tại tu hành giới tuy nhiên vẫn luôn không an ổn, nhưng cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy bạo phát người tu hành thế chiến đi, trực tiếp tiến công thần tập sao huyệt là chuyện gì xảy ra. Ai như thế có dũng khí? Trên thực tế tuy nhiên thần tập danh xưng hơn 10.000 người tu hành, mà ở cao đoàn chiến lực hao tổn ở tượng đảo về sau, thần tập kim tự tháp kết cấu liền có chút dị dạng, thường tầng tu sĩ tỷ lệ đối lập ít một chút. Hơn nữa vấn đề ở chỗ, hơn 10.000 người tu hành đó cũng là trải rộng toàn bộ đảo quốc mỗi cái thành thị, không phải nói Tây Kinh Thị liền có hơn Liên lữ thụ nhìn thấy thiên la địa võng cho tình báo của hắn toàn bộ tây kinh thị thành viên đại khái ở ba nghìn người trái phải nó bên trong cao đoan nhất chiến lược đúng vậy cao đảo bình tân cùng subizer kijiba nhưng vào lúc này lữ thụ chợt phát hiện toàn bộ pháo đại ánh đèn đang từng cái dập tắt thẳng đến lúc này xa mới vừa có ầm ầm thanh âm hoảng sợ truyền đến cái kia phản phất là cái gì ở tây kinh thị nổ tung quy mô cực lớn bên trong pháo đài tia sáng triệt để tối xuống điện lực đối với một cái thành thị tầm quan trọng không thể nghi ngờ đến quy mô tiến công cường giả vậy mà trực tiếp trước phá hủy cung cấp điện hệ thống rút củi dưới đáy nồi thần tập bên trong pháo đài một mảnh ngạc nhiên nhưng mà nửa phút về sau pháo đài tự thân dự bị hệ thống điện lực bỗng nhiên khởi động lần nữa khôi phục đèn đuốc sáng rực trạng thái lữ thụ tâm trúng nhưng lớn như vậy một cái pháo đài không có khả năng không có chính mình dự bị hệ thống điện lực hắn tùy tiện nhắc tới ở một cái mới vừa từ tường vây phía dưới chạy người tiến vào người cái này muốn đi chỗ nào a à? đến từ Mededa bạn trước tâm tình tiêu cực giá trị 199 đại nhân ta đi triệu tập nhân thủ có địch tập nói chuyện thần tập thành viên bị nhấc lên đến chân đều nhanh cách mặt đất rõ ràng vội và đi vào báo cáo tình huống kết quả bây giờ căn bản chạy không được ở đâu ra địch nhân a à? lữ thủ hiếu kỳ không biết cực kỳ đáng sợ cao ốc bên kia may mắn còn sống sót đồng sự đã truyền đến tin tức bên kia đã bị phá hủy su bây giờ Kijiba đại nhân đang cùng người chiến đấu thần tập thành viên hoảng loạn giải thích. Chỉ biết rõ đối phương cũng không có nhiều người, nhưng là tổng hợp thực lực cực mạnh. Lúc này, pháo đài trung gian mở ra cự đại giang giáo, lòng đất căn cứ người cũng tất cả lên chừng hơn ngàn người nhiều, chỉ riêng là dựa theo về số lượng đến xem tự hồ thần tập cao đảo bình tân nhất hệ chiến đấu thành viên hẳn là đều ở nơi này, thần tập bên trong toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ thần tập tự như một máy khởi động, nhưng mà cái gì dạng địch nhân sẽ để cho thần tập kinh hoảng như vậy? Nhưng đừng là nếp định đánh vào tới đi, đây cũng quá ngưu bức a. À. Bất quá lữ thụ trong lòng biết khả năng này không lớn, hắn ngay từ đầu coi là cái kia hai tôn kỵ sĩ có phải hay không là Trần Bách Lý lão đạo sĩ dùng phụ lục triệu hoán đi ra viễn cổ anh Linh, dù sao lúc trước viễn cổ anh Linh ngay cả Lý Nhất Tiếu đều có thể theo trong nhà cầu đánh tơi bời, thực lực phương diện khẳng định không có vấn đề. Chỉ bất quá cái này viễn cổ anh Linh có khi hiệu hạn chế a à, không nên kiên trì lâu như vậy mới đúng. Lữ thụ thật vất vả mới làm rõ ràng, nguyên lai like cái kia hai tôn kỵ sĩ người mặc kiểu dáng châu Âu khải giáp, cái này nên triệt để bài trừ thiên la địa võng khả năng. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng 515, Co Rang Odin Johnson Nguồn Mê truyện audio.com Lúc này một đám người đều ở lẫn nhau hỏi Che Sutathi đại nhân cùng Miyazaki vưu đại nhân đâu, làm sao không nhìn thấy bọn hắn? Không gặp Nói không chừng hai vị đại nhân còn trong phòng làm việc Căn bản liên lạc không được, cửa cũng không ai mở, có người giải thích nói, tự hồ Che cùng Miyazaki càng sự tình cũng không tính là cái gì bí mật. Không cần thảo luận đại nhân việc tư, riêng phần mình chỉnh lý biên đội, không cần loạn, cấp một cảnh giới. Một người gặp nguy không loạn nói ra. Che đại nhân không ở, nơi đây tạm thời do ta chỉ huy. Lữ thủ ở rối loạn đám người bên trong đi ra ngoài, thần tập rối loạn chỉ là tạm thời, đối phương chiến đấu tố dưỡng rất cao, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chỉnh lý tốt biên đội, hắn nhất định phải nhanh nhanh rời đi lữ thụ đi vào cửa chính vây quanh ngoại vi cảnh vệ liền lạnh lùng nhìn lấy hắn tới gần thân hình lại không nhúc nhích tí nào hắn đối với hai tên cảnh vệ tướng môn cấm thẻ đưa ra ngoài cho đi che su ta thi đại nhân đã phê chuẩn cấp một cảnh giới hiện tại ai cũng không cho phép ra ngoài cảnh vệ mặt không thay đổi nói rằng lữ thụ tâm bên trong bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường cái này ai thông báo ta lấy thế nhưng là che su ta thi đại nhân phê chuẩn cao đảo bình tân đại nhân thông báo lữ thụ lúc ấy liền nhứt cả trứng Xong mẹ nó con bê, Che Suta thì tuy nhiên ngưu bức, nhưng ngưu bức nữa cũng không có cao đảo bình tân ngưu bức a, nếu là cao đảo bình tân chỉ lệnh không cho ra ngoài, xem ra đây là muốn để cho mình vớt ra ngoài a, Lữ thụ tâm bên trong sát cơ nhất thời, lúc này đám người hỗn loạn, đúng là hắn rời đi thời cơ tốt nhất. Nhưng vào đúng lúc này cửa lớn lại chính mình mở ra, Lữ thụ chính là nhìn thấy Cao Đảo bình tĩnh từ bên ngoài bước nhanh đến. Phong tỏa cửa lớn, không có ta cho phép ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Buông xuống thép áp. Lữ thủ, Đại ca ngươi lúc này bỗng nhiên trở về thật thích hợp sao ngươi trở về ta làm sao đây bảo bối của ta linh thạch làm sao cầm ra đi a à? ban một tiếng cửa lớn thép áp buông ra đem toàn bộ cửa lớn chắn cực kỳ chặt chẽ cái này thép áp là thần tập bên trong chống cự nơi khác là dự bị không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới cái này không có cao đảo bình tân mệnh lệnh sợ rằng cũng ra không được cao đảo bình tân nhìn lữ thụ một chút ngươi đứng ở chỗ này làm gì áo ta đến xem có hay không có thể giúp một tay địa phương, lữ thù như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại đang rỉ máu, trong tay nắm chặt hơn chín vạn mai linh thạch kết quả ra không được. người nói sầu người không lo người, cao đảo bình tân căn bản không có thời gian để ý tới hắn, mà là nhảy lên leo lên thành tường quan sát đối phương khoảng cách. lữ thù cũng không dám cứ như vậy từ trên tường rào mặt trực tiếp đột phá, dù sao cao đảo bình tân ở chỗ này đốc chiến, vạn nhất đối phương mặt kệ ngoại địch trước nền chính mình làm sao xử lý? hắn yên lặng trở về pháo đài tiến đến đang tổ chức nhân thủ một cái cấp C bên người nghe hắn đối với biên hạ thần tập thành viên làm trước khi chiến đấu động viên. Bắc Âu thần tộc tiến công thần tập, chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng, chúng ta chắc chắn cùng thần tập cùng tồn vong. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Cùng cùng tồn vong. Lữ thụ ở bên cạnh hít một hơi lạnh khí, bắt Âu thần tộc. Cái kia mẹ nó không phải có rang chỗ tổ chức sao? Lại nói lữ thụ đi vào thần tập về sau tiếp thu tình báo đều tại thần tập có quan hệ, đến mức bắt Âu thần tộc bên kia tin tức. Niếp đình cũng không biết rõ lữ thụ cùng co rang quan hệ a à. thế nhưng là lữ thụ không nghĩ ra co rang vì sao lại giết tới nơi này bắc âu khoảng cách thần tập xa như vậy không phải là vì chính mình a à. lữ thụ vô pháp xác định nhưng kỳ thật tâm bên trong đã có mơ hồ đáp án dù sao bắc âu thần tộc cùng thần tập cách xa nhau vạn dặm bình thường cũng không có quan hệ gì lúc này bỗng nhiên tiến công tới nói không phải là vì hắn báo thù lữ thụ đều có chút không tin cái này loại cảm giác rất phức tạp trên thế giới này ngoại trừ lữ tiểu ngư lại còn có những người khác nguyện ý vì hắn không màng sống chết nhưng lữ thụ cảm động về cảm động, nhưng cái này tới cũng quá là lúc này rồi. Giờ này khắc này lữ thụ cũng vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài, hắn hiện tại thân chỗ trước khi chiến đấu động viên tẩy não hiện trường vừa nghĩ sự tình vừa đi theo mọi người hô. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Kết quả người khác đều không hô dù sao cái này loại khẩu hiệu hô hô ủng hộ một chút sĩ khí là được, thật muốn một mực hô xuống dưới còn thế nào bố trí phòng ngự A. Nhưng mà, lữ thụ còn tại hô. Vị kia cấp C cao thủ nhìn không được. Khác hô khác hô lữ thụ sửng sốt một chút nhìn về phía hắn. Ngươi có phải hay không không muốn cùng thần tập cùng tồn vong? Cấp C cường giả. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Đến từ no ta tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói. Bắt Âu thần tộc tới bao nhiêu người a à? Cái kia cấp C cao thủ sửng sốt một chút. Giống như chỉ có bắt Âu thần tộc trở thành tân lĩnh tụ nữ hài cùng hai cái cực đại vô cùng sắc thép kỵ sĩ. Phóc, lữ thụ kém chút nhả ra một ngụm máu đến, tình huống như thế nào a à? liền ba người tới. Trên thực tế lữ thủ căn bản không biết rõ cái kia hai cái kỵ sĩ ngay cả người cũng không tính là, là đã từng bắt Âu thần tộc lưu lại kỳ sĩ con rối, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, bắt Âu thần tộc tự hồ chỉ tới có ra một người. Đối với có rang tới nói đây là hắn tư nhân ân oán, tuy nhiên toàn bộ bắt Âu thần tộc đều bởi vì Odin huyết mạch đem nàng phụng làm mới chúng thần chi chủ, nhưng mà vấn đề ở chỗ nàng không muốn liên lụy tộc bên trong thành viên cùng nàng làm hy sinh vô vị, dù sao chỉ cần là chiến tranh liền nhất định sẽ người chết mà bắc âu thần tộc sở diễn nguyện ý hiệu trung co rằng không hề chỉ là bởi vì nàng đã thức tỉnh odin huyết mạch bởi vì hiện tại bắc âu thần tộc cấp b cường giả cũng không tính rất nhiều cho nên mọi người cũng không xác định odin huyết mạch là liền một người này có thể giác tỉnh vẫn là nói những người khác cũng được đây cũng là lúc trước coi như co rằng cái cổ đằng sau có vĩnh hằng chi thương dấu ấn ở mọi người cũng chỉ là quan vọng nhưng ngay tại cái này do dự ở giữa cái kia hai tên tất cả mọi người coi là chỉ là trang trí kỵ sĩ con rối bỗng nhiên tuyên bố đối với co Ran hiệu trung cũng lại trở thành có rang tay trái tay phải bên trên dấu ấn. Nói cách khác, hai vị kia kỵ sĩ hiện tại là có rang tư hữu tài sản, người khác căn bản ngay cả dùng đều dùng không thành. Kỵ sĩ hiệu trung mới là dẫn đến Bắc Âu thần tộc triệt để đoàn kết lên căn nguyên, bởi vì vì mọi người đều hiểu, chính thống chúng thần chi chủ đã xuất hiện, bọn hắn thân là thần tộc lẽ ra thần phục. Nếu là lúc này lữ thụ thu hoạch được có rang tâm tình tiêu cực giá trị liền sẽ phát hiện, dinh. Dôn son, có răng, Odin. Sơn Tổng thể tới nói dạng này tổ chức hệ thống muốn so thần tập bên này thật tốt hơn nhiều, bởi vì lãnh tụ một suất liền hào không tranh cãi, chỉ bất quá đám bọn hắn có chút nhất cả trứng chính là, lãnh tụ của bọn họ đang làm một cái thiên la địa võng cao thủ tử vong mà thương tâm gần chết, mỗi ngày cơm đều ăn không xuống. Mọi người suy nghĩ một chút đây không phải biện pháp A, à? Odin nếu là chết đói bắt âu thần tộc con mẹ nó chơi cái rắm A. À? Cái này mẹ nó không phải nói đùa đó sao? Cho nên liền có người cho cô đang nói ngài nhất định phải ăn cơm A, dạng này về sau tấn thăng cấp A mới có thể báo thù cho hắn có phải hay không? Kết quả sách đề nghị này người hiện tại thật nghĩ phiến mặt mình, ngày thứ hai coi rang đã không thấy tâm hơi, ngẫm lại đều biết rõ vị này tổ tông làm gì đi được không? Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? 516, Che Su Cổng Nồi Nguồn Mê Truyện Audio com Koran đang cùng Subiger Kijiba nhất hệ chiến đấu thành viên chém giết, hơn ngàn người vây quanh nàng, nàng nhưng thủy chung không sợ hãi. Trong tay vĩnh hằng chi thương súc mà không phát, nhưng lôi đình cũng không ngừng từ thiên khung phía trên rơi xuống, có chút tu sĩ căn bản đến không kịp trốn tránh liền bị đánh vì bột mình, mà hai tôn kỵ sĩ thì như vào chỗ không người nsubizer kijiba lại không biết đạo đi nơi nào lúc này cao đảo bình tân đứng ở trên tường rào xa xa trông thấy cái kia hai tôn cấp b kỵ sĩ mà một cái bạch kim màu tóc tiểu cô nương liền ngồi ở một cái kỵ sĩ trên bờ vai cùng cao đảo bình tân lạnh lùng đối mặt thấy cảnh này thời điểm cao đảo bình tân đã minh bạch chỉ sợ nsubizer kijiba đã chết trận kỵ sĩ kia tuy nhiên thân hình cự đại có thể di động làm lại không thể so với cấp b cường giả kém lực lượng càng là lớn đến khủng bố đối phương tự hồ chỉ có đơn giản vật lý công kích phương thức, một thanh cử kiếm thẳng thắng thoải mái cương mảnh vô cùng, muốn nói chỉ có vật lý công kích lời nói kỳ thực đối lập dễ đối phó một số. Cũng không biết đạo vì cái gì, chỉ cần có người tiến vào kỳ sĩ chung quanh một cây số phạm vi ở trong, nếu không có linh lực áo giáp hộ thể, tới gần bọn chúng người tu hành tốc độ đều sẽ chậm lại gần hơn ba thành. Cao đảo bình tân xác thực có thể không bị ảnh hưởng, nhưng vấn đề là một mình hắn đánh thắng được ba cái sao. Nên biết rõ hắn chỉ có cấp B trung giai nhưng vấn đề là cao đảo bình tân tự hỏi thần tập cùng bắc âu thần tộc từ trước đến nay không có cái gì khúc mắt cho dù có cũng không đến mức thúc đẩy đối phương không xa vạn dặm dết đến tận cửa hắn chỉ là không làm rõ ràng được đối phương tại sao lại muốn tới tấn công thần tập hơn nữa hoàn toàn là một bộ không chết không thôi bộ dáng lúc này cao đảo bình tân sắc mặt càng phát ra âm trầm hắn mở ra cái này tòa pháo đài chính là vì cái nào đó nghi thức có thể làm cho mình cấp tốc đột phá cấp a đến đối mặt loạn trong giặc ngoài Nsubiye Kijiba một mực rất có giả tâm, khi Waidudo Tegami còn tại thời điểm ba người còn có thể lẫn nhau ngăn được, song khi Waidudo Tegami sau khi chết hai hệ đấu tranh liền triệt để không nể mặt mũi, một núi không thể chứa hai hổ, nhất định phải có người sản xuất sinh chân chính thống trị lực, mà thiên la địa võng bên kia hai cái cấp A cũng cho cao đảo Bình Tân rất lớn áp lực. Nếu là cái kia Tân Đình đời bỗng nhiên lại đến giết đến tận một trận, lần này còn có ai có thể ngăn cản đối? Phương Ngay tại loại cục diện này phía dưới cao đảo Bình Tân dự định bí quá hóa liều, đem đã từng cùng hắn bất hòa chính kiến hoặc là đứng ở hắn cùng Subiya Kijiba giữa hai người lưng chừng phái tất cả đều chậm rãi bắt vào pháo đài chờ đợi hiến tế. Nhưng còn chưa đủ. Cao đảo Bình Tân Phi thường bực bội, hắn thậm chí phái người xuất đi bắt tán tu, nhưng lúc này thời gian đã không còn kịp rồi. Hắn trở lại nhìn về phía trong pháo đài những cái kia đang chuẩn bị chiến đấu thần tập thành viên, trong mắt che lấp thần sắc càng phát ra dậy đặc, cao đảo Bình Tân rất rõ ràng đối phương không cách nào dùng nhân lực đè chết, hiện tại duy nhất một đầu cứu vãn thần tập phương pháp, đúng vậy hắn thuận lợi tấn thăng cấp A. Cao đảo Bình Tân đi vào bên trong pháo đài, đối với tâm phúc của mình nói ra. Một đội người đi đem tù phạm tất cả đều dẫn tới, một cái khác đoàn người chuẩn bị hiến tế nghi thức, ngay tại cái này pháo đài chi bên trong. Nghi thức khởi động tư nguyên ngược lại là đã chuẩn bị đầy đủ, nguyên bản dưới mặt đất sâu nhất tầng là lưu làm bí mật hiến tế nơi chốn, nhưng mà hắn bây giờ căn bản không có cơ hội mang nữa tất cả mọi người đến đó. Cao đảo Bình Tân oán hận thần sắc càng đậm, như đối phương chậm thêm hai ngày hắn liền có thể thành công hiến tế. Đi đem linh thạch tất cả đều lấy ra hoàn thành tế đàn, Cao Đảo Bình Tân phân phó nói, hắn thân vệ là cái này nhất hệ tinh nhuệ nhất chiến đấu thành viên, hơn 100 người bên trong lại có hơn 10 vị tân tấn cấp C cao thủ, có thể nói Cao Đảo Bình Tân đối bọn hắn tư nguyên nhiên là không để lại dư lực, những người này mỗi tháng có thể dẫn tới linh thạch cao tới 30 mai nhiều. Tâm Phúc cao thủ dẫn người đi mở ra thương khố, nó bên trong số 19, số 17, số 15 thương khố thông suốt mở rộng, số 17 cùng số 15 trong kho hàng linh thạch cũng không tính nhiều, bởi vì Cao Đảo Bình Tân muốn câu xuất vị kia thiên la, cho nên lúc ban đầu cơ hội 60% linh thạch tồn kho đều ở số 19 thương khố một nhóm kia hàng hóa bên trong. Số 17 thương khố linh thạch dời đi ra, số 15 thương khố linh thạch cũng dời đi ra, lữ thụ phiền muộn nhìn trời, nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi sao? Nguyên bản trong kế hoạch hẳn là sau khi hắn rời đi mới có thể bị thần tập phát hiện kia mà, kết quả không nghĩ tới người còn chưa đi thành, người ta liền đã phát hiện. Hắn mượn cái này hỗn loạn cơ hội tùy tiện ở dưới tay hắn một 20 tên cấp e người tu hành bên trong ngăn chặn một cái cùng thân hình hắn tương tự người. Ngươi có muốn hay không khi đội trưởng? Tới ta cùng ngươi nói chút chuyện. Đối phương rất mê mang, cái này loại hỗn loạn tình huống dưới rất khó có cái gì chủ kiến, hơn nữa chợt nghe đội trưởng nhậm chức loại chuyện tốt này bỗng nhiên rơi vào trên đầu mình, quả quyết muốn đi theo trưởng quan mình đi a, à, lữ thụ nửa nửa hóng đem đối phương kéo tới chỗ không người quyết định thật nhanh một thanh vặn gãy đối phương cái cổ, đồng thời thi thể cũng trực tiếp thu nhập sơn hà ấn bên trong cho thần thủy hủy thi diệt tích, mà chính hắn thì trong nháy mắt đổi khuôn mặt mặt mũi đi. Tra. Lúc này tiến đến vận chuyển số 19 thương khố người bỗng nhiên kinh hô. Bên trong rương này tất cả đều rỗng. Linh thạch không thấy. không mai linh thạch, mất tráo. Đến từ cao đảo Bình Tân tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ. Lữ thụ hết nhìn đông tới nhìn tay một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng đi theo người bên cạnh cùng một chỗ kinh hô. Linh thạch làm sao lại không thấy. Tình huống như thế nào a à? à, ta cũng không biết rõ a à. các ngươi biết đạo chuyện gì xảy ra à không mai A lại bị người trộm đi, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Tiếng ồn ào tựa như nước biển sôi trào, lữ thụ bắt đầu thu đến mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị còn giống như là thủy triều tràn vào thu nhập ghi chép, lữ thụ mặt ngoài giả vờ giả việc tâm lý lại trong bụng nở hoa, việc này chỉnh, mọi người quá khách khí A. Cái này đợt tâm tình tiêu cực giá trị phi thường cao, lữ thụ thứ bảy ngôi sao cần thiết tâm tình tiêu cực giá trị tăng lên không ngừng. Cao đảo Bình Tân khó mà tin được đi vào số 19 thương khố phía trước đem sở hữu hồng gỗ toàn bộ đánh nát kết quả bên trong rỗng tuyết cao đảo bình tân tức giận từ bên hông rút ra một thanh đen tuyền thái đao một đao liền đem bên cạnh một cái bình thường người tu hành chém thành hai khúc là ai làm lúc này hắn chợt phát hiện một vấn đề cao đảo bình tân hai mắt huyết hồng che sutati cùng miyazaki càng ở đâu có người ngay ngẩn cả người đúng vậy a à, thân là toàn bộ pháo đài người phụ trách đối mặt động tĩnh lớn như vậy làm sao che sutati không ở tại chỗ đâu lữ thụ cảm thấy cái này liền có chút lúng túng người ta chuyển linh thạch đi hắn đem linh thạch cầm đi, người ta tìm người đi, người cũng đã bị hắn giết. Mặc dù nhìn đã trên đỉnh mặt của người khác, nhưng tóm lại nhìn không được có điểm tâm hư a. À. Lúc này bỗng nhiên có người nghi hoặc nói. Không phải là Chesutati cùng Miyazaki càng hai người cuốn đi linh thạch a. À. Khoảng thời gian này, không thể không nói cái này suy luận đơn giản phi thường lại có mặt ở đây, không phải vậy Chesutati cùng Miyazaki càng đi đâu. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, mà lữ thụ bỗng nhiên giấu ở một bên hô to khẳng định là Chesutathi cùng Miyazaki càng trộm đi linh thạch. Người bên ngoài nghe cũng đi theo hô to. Đúng, khẳng định là bọn hắn. Nhưng mà cái này một đợt tâm tình tiêu cực giá trị, vẫn là trực tiếp cho lữ thụ. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. 517, phiêu dương quá hải chi phiếu. Nguồn. Mê truyện audio.com Cũng là lúc này, lữ thụ bỗng nhiên ý thức được cao đảo Bình Tân hiến tế nghi thức khả năng cần đại lượng linh thạch, không phải vậy đối phương vì sao bây giờ đang chính mình trong hậu trường điên cuồng soát 999 đây? Trong chấp nhoáng này, Lữ Thụ chợt phát hiện kỳ thực chính mình lần này tới đảo quốc làm đi ra nhất chuyện đại sự, đúng vậy cầm đi linh thạch A. Nguyên bản Lữ Thụ còn có như vậy một tia băng người thiết trí ấy nấy, mà bây giờ hắn, bỗng nhiên lẽ thẳng khí hùng bắt đầu. Chính mình cầm linh thạch là vì mình sao? Không đúng vậy A, là vì để thiên la địa võng thiếu một cái cấp A địch nhân, cái này khó nói không tính công lao. Lữ Thụ cảm thấy nhất định phải tính, ai nói không tính hắn với ai gấp. Quả nhiên, chính mình vẫn là muốn trong lúc lơ đảng mới có thể làm xuất chuyện lớn đến, đàng hoàng đều thất bại. Cao đảo Bình Tân Tâm bên trong đã có quyết đoán, nguyên bản linh thạch dựng tế đang chính là vì thay thế huyết tế sinh mệnh, tận lực giảm bớt nhân mạng tổn thất, dù sao đối với thần tập tới nói nhân số cũng là một cái vật rất trọng yếu. Nhưng là bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, Cao đảo Bình Tân Tâm bên trong rất rõ ràng, nếu là lúc này chính mình lại không tấn thăng cấp A, chỉ sợ toàn bộ thần tập đều không còn tồn tại. Hắn hướng tâm bụng nhìn lại, trên thực tế liên quan tới hiến tế sự tình tâm phúc của hắn rõ ràng nhất nên làm cái gì tâm phúc mắt bên trong lộ ra điên cuồng thần sắc bọn hắn đã sớm thề sống chết hiệu trung cao đảo bình tân người cũng đã điên cuồng đám thân vệ mỗi hơn 10 người một tiểu đội từ một cái cấp c cao thủ chỉ huy sen kẻ tiến vào đám người bên trong lẫn nhau ở giữa giống như một trương cự đại lưới đem pháo đài mặt đất thần tập thành viên đều đâu ở bên trong mà có một đội người thì trực tiếp thẳng hướng những cái kia người bình thường trong lúc nhất thời kêu trên khắp nơi trên đất những cái kia người bình thường vạn vạn nghĩ không ra lúc này trước hết nhất bị thụ tai nạn lại là bọn hắn người bình thường đối đầu người tu hành căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ rất nhanh huyết dịch như dòng sông lan tràn ra lữ thụ trong lòng dân lên chán ghét cái này thần tập lại là hoàn toàn không cầm nhân mạng coi là chuyện đáng kể nói dết liền dết thần tập thành viên khác cũng có chút không rõ nội tình bọn hắn chậm rãi an tĩnh lại nhìn lấy những cái kia thân vệ đi đồ sát người bình thường sau đó kéo lấy những người này thực thể trở về ở toàn bộ mặt đất trong pháo đài mặt lấy người vì bút lấy máu tươi làm mực vẽ ra cự đại phù lục mà cái này phù lục liền đem sở hữu thần tập thành viên toàn bộ bao quát ở bên trong đều không ngoại lệ lữ thụ nhất thời rùng mình cái này cao đảo bình tân không phải điên rồi sao vậy mà dự định cầm nhiều người như vậy hiến tế cũng đều là hắn người một nhà thần tập người tu hành nhóm cũng ngây ngẩn cả người cái này Bọn hắn chỉ tu hành qua hiến tế công pháp, công pháp này có hai loại công dụng, hoặc là như là bắt mang di tích phía dưới đồng dạng lấy nhân mạng đắp lên thực lực, hoặc là đúng vậy hy sinh chính mình tu hành tương lai ngắn ngủi tăng thực lực lên. Nhưng mà trước mắt một màn này lại là bọn hắn chưa từng thấy qua. Thân vệ đem số 17, số 15 thương khố nhất đi ra bày đặt ở hiến tế trong đại trận, chính là bắt đầu chỉ huy người tu hành bày đặt linh thạch, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được bọn này thần tập người tu hành liền giống như chính mình đem chính mình thả trong nồi đun nấu, còn chính mình cắt gọn thông khương toán giống như Lữ Thụ phát hiện kỳ thực những này thần tập người tu hành chưa hẳn không biết rõ Cao Đảo Bình Tân muốn làm gì, nhưng vấn đề là đối phương lại có phần lớn người đều cũng không oán nói. Cái này quá điên cuồng, Lữ Thụ rất khó lý giải cái này loại tư duy, nhưng lại hiện thực tồn tại. Một màn trước mắt màn quá mức hoang đường, Lữ Thụ bỗng nhiên có loại không thực tế cảm giác. Có người cao giọng nghi vấn: "Cao Đảo đại nhân, ngài có phải không muốn đem chúng ta toàn bộ hiến tế?" nhưng mà vừa mới dứt lời, xen kẻ trong đám người thân vệ liền giơ tay chém xuống đem trạm giết, mà dòng máu của người nọ thì trở thành phù lục mực mới. Lúc này trước đó bị cầm tù ở trong căn cứ những cái kia hàng hóa đều bị bắt lên, khoảng chừng mấy trăm người, bọn hắn đều bởi vì tiêm vào dược tệ đã mất đi năng lực hành động. Cao đảo Bình Tân nói ra. Lúc này thần tập đứng trước cương địch, mắt thấy gia viên sắp bị hủy, ta thần tập thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, là chư vị vì thần tập hy sinh thời khắc đến. Ngọc nát. Ngọc nát, thầy cùng thần tập cùng tồn vong. Thầy cùng thần tập cùng tồn vong. Đại đa số người mắc bên trong xuất hiện điên cuồng thần sắc, mà có một một số nhỏ người thì bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ta không hiến tế. Một người mang đầu liền có hơn trăm người đi theo hướng ra ngoài phóng đi, không biết rõ vì sao lữ thụ tâm bên trong bỗng nhiên nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, loại cảm giác này tự như là ở dơ bẩn hôi thối vũng bùn bên trong nhìn thấy một mảnh bình thường thổ địa đồng dạng, thề sống chết bảo vệ gia viên hắn có thể hiểu được, nhưng cái này loại hiến tế chính mình vì cao đảo bình tân tăng thực lực lên tâm thái hắn thật lý giải không được. Cũng may, thần tập bên trong vẫn là có người bình thường. Lữ thù cũng không có động, cao đảo bình tân thân vệ bắt đầu đồ sát những người tu hành kia, những người khác thì hờ hững nhìn lấy. Những người này giết xong sau thân vệ tiếp tục dẫn mọi người dựa theo đặc biệt đường vân đến bày đặt linh thạch, hơn ngàn người cùng một chỗ bày đặt linh thạch mấy chục ngàn mai linh thạch tràn diện phi thường hùng vĩ. Người khác ở phía trước bày, mà lữ thụ thì một bên ở phía sau len lén nhặt tràn diện hỗn loạn căn bản là không có người chú ý tới hắn đã làm gì bất quá lữ thụ cũng không phải ngay tại một chỗ nhặt hắn giống một cái tiểu mật phong giống như nhặt hai khỏa liền đổi chỗ khác nhặt hai khỏa liền đổi chỗ khác a à, nơi này có một khỏa a à, nơi đó cũng có một khỏa thật nhiều người bày biện bày biện bỗng nhiên một lần đầu a à, chính mình vừa rồi bày linh thạch đâu hiện tại là mẹ nó lúc đầu linh thạch liền không hiểu thấu bị trọng lục thành kết quả bây giờ còn có người thừa dịp loạn nhặt linh thạch đến từ Asano Sasha tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Lữ thủ chính nhạc vui vẻ đâu, chợt nghe một tên cao đảo bình tân thân vệ trống nói. Chú ý người bên cạnh, có người đang trọng linh thạch, người phát hiện tốc độ báo cáo. Lữ thủ có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu, làm như vậy chính mình liền nhạc không thành A. Hắn có chút đau lòng, nên biết rõ đây chính là mấy chục ngàn khỏa linh thạch A. Đám thân vệ một bên giám sát bày linh thạch một bên soát người, nhìn xem rốt cục là ai nhặt được linh thạch, kết quả đến lữ thụ bên này thời điểm đâu sao mặt đều sạch sẽ trên tay chỉ có vừa mới tóc cho hắn năm viên lữ thụ một mặt nhiệt huyết ngọc nát cái này một tiếng nói cửa cho thân vệ bị hù tay khẽ run rẩy hảo hảo bày linh thạch lữ thụ một bên bút tích lấy bày linh thạch một bên suy nghĩ chính mình làm như thế nào phá hư cái này hiến tế nghi thức đầu tiên chính hắn đúng vậy bị hiến tế đối tượng đứng mũi chịu sào a coi như hắn có thể chạy thoát nhưng nếu là cao đảo bình tân thuận lợi tấn thăng đến cấp a vậy bên ngoài có rằng không thì có nguy hiểm nếu là bình thường còn lại tán tu lữ thụ cũng liền mặc kệ chết sống, nhưng mà trận này cái gọi là bắt âu thần tộc cùng thần tập chiến tranh, tự hồ chính là do hắn mà ra. Nếu để hắn nhìn lấy có rang bởi vì hắn mà chết, lữ thụ thật làm không được. Đối phương lấy xích thành chi tâm đại hắn, hắn lúc này lấy xích thành chi tâm quay về, đây cũng là lữ thụ đạo lý làm người A, hơn nữa tìm cơ hội vẫn phải nói cho đối phương biết chính mình cũng chưa chết, trước đó cảm tạ chi phiếu tiền thù lao thần mã, gửi đi ra chính mình vẫn có thể nhận được. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. 518, này sinh không hối hận nhập hoa hạ. Nguồn Mê truyện audio com Hiến tế đại trận sắp dọn xong, lữ thụ nhìn thấy rất nhiều người đã yên lặng ngồi ở trận bên trong hiện ra ngồi xếp bằng hình, cùng lúc trước mình tại bắc mang di tích phía dưới nhìn thấy bộ dáng không có sai biệt lữ thụ tâm bên trong đã có cảm giác cấp bách cao đảo bình tân vậy mà thật muốn lấy loại phương thức này tấn thăng cấp a khi tất cả người ngồi xuống lữ thụ chính là nhìn thấy cao đảo bình tân con mắt bên trong chảy ra hai hàng huyết lệ mà cái kia huyết lệ theo khuôn mặt chảy xuống trên mặt đất những cái kia người bình thường cùng đào vong người tu hành huyết dịch tựa hồ sống lại đồng dạng vậy mà giống như xúc tu cùng cái kia hai hàng huyết lệ tương liên nhưng vào lúc này huyết tế trong đại trận lại dâng lên vô số huyết dịch sợi tơ hướng trận bên trong sở hữu người tu hành bao khỏa mà đi cao đảo bình tân đám thân vệ thì đứng lặng ở đại trận bên ngoài thủ hộ lấy các vị an tâm tiến về thần quốc đi cao đảo bình tân nói xong liền nhắm mắt lại đại trận khởi động tất cả mọi người im lặng chịu chết chờ một chút lữ thủ bỗng nhiên nhấc tay ta muốn đi nhà xí bên cạnh thân vệ đều mộng bức tình huống như thế nào lúc này ngươi muốn đi nhà xí Đến từ Cao Đảo Bình Tân Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 999. Đến từ Cao Đảo Bình Tân Thông suốt mở to mắt thần sắc giữ tận nhìn về phía lữ thụ, ngay cả huyết tế đại trận động tác đều dừng một chút, đặt ở bình thường đám thân vệ khẳng định đã sớm tiến đến chặt lữ thụ, nhưng mà bọn hắn bây giờ căn bản không dám tới gần đại trận. Tường vây chỗ đã có thể nghe được cự đại tiếng va chạm oanh minh, tiếng sắm bên tai không dứt, Cao Đảo Bình Tân biết rõ lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng nói già nua xin các hạ rời đi đi, như khăn khăn dết chóc, ta các gia tộc chắc chắn thề sống chết chống trượng ngoại địch. Cao đảo Bình Tân mừng rỡ trong lòng, phái bảo thủ những cái kia ẩn nấp gia tộc vậy mà tại lúc này liên thủ lui địch, hắn biết rõ mặc dù đối phương ở tranh đấu xa xuất bại, nhưng cũng không có nghĩa là đối với mới có thể ngồi nhìn ngoại địch xâm lấn. Phái bảo thủ cùng chủ chiến phái ở giữa mâu thuẫn ở chỗ muốn hay không sớm khởi xướng đối ngoại chiến tranh, nhưng mà bọn hắn lại có một cái điểm giống nhau, vậy thì là dân tộc lợi ích. Niếp đình cho tới bây giờ chưa nói qua để lữ thụ đối với phái bảo thủ bạn tốt một chút, căn nguyên cũng ngay ở chỗ này. Đây cũng là cơ hội của hắn, Cao Đảo Bình Tân biết rõ những cái kia ẩn nấp gia tộc có thể vì chính mình tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Nhất thời, huyết tế đại trận huyết sắc sợi tơ bỗng nhiên quấn về lữ thụ, đối phó lữ thụ sợi tơ đúng là sau người khác nhiều hơn gấp bội đến. Thế nhưng là để thần tập đám người như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, từ lữ thụ trên thân bỗng nhiên chui xuất một đầu kim long đến, chẳng biết tại sao lữ thụ cũng phát hiện từ khi có khí linh tiểu xa về sau, thần thủy liền giống như hao út hỏa phượng hoàng đúng là tự hành tạo thành hình rồng về sau điều khiển lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió lữ thủ liền đứng lặng ở kim long đỉnh đầu phù diêu mà lên những cái kia huyết sắc sợi tơ đâm vào thần trên nước bỗng nhiên bị thôn phệ nhau nhau đứt gãy thiếu niên liền đứng ở kim long phía trên cư cao lâm hạ nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người lữ thụ không thể đợi thêm nữa lúc này đại trận đã khởi động lại không động thủ sẽ trễ đại trận bên trong người tu hành trên người chúng tất cả lực lượng đều bị huyết sắc sợi tơ rút ra thông qua đại trận truyền lại cho cao đảo Bình Tân. Lữ thủ phát giác được cao đảo Bình Tân khí thế trên người cùng năng lượng ba động đang nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền muốn trực tiếp nhảy lên đến cấp B đỉnh phong. Hắn lướt sóng tiến lên, thần thủy những nơi đi qua mặt đất huyết sắc sợi tơ nhau nhau đứt gãy ra, đại trận này cũng không phải không gì phá nổi. Nhưng vào đúng lúc này, những cái kia huyết sắc sợi tơ vậy mà như là máu me đầy đầu long hội tụ thành một dòng lũ lớn hướng lữ thụ đánh tới, mà những cái kia thân vệ cũng chủ động tiến vào đại trận thẳng hướng lữ thụ cái kia huyết long bỗng nhiên chia ra làm bốn hướng lữ thụ vây quanh mà đến lữ thụ thao túng thần thủy cực dùng hết khả năng tránh né lại nhưng vẫn bị máu me đầy đầu long đụng bên trong phù một tiếng lữ thụ nhả ra một ngụm máu tươi đến hắn không còn dám cứng trắng huyết long cùng cái kia hơn 10 tên cấp c cao thủ lúc này lữ thụ bỗng nhiên ý thức được hắn tuy mạnh lại còn chưa tới có thể cùng đại trận này chống lại cấp độ cùng kim sắc ở đại trận này bên trong phiên dũng bôn đằng lữ thụ chợt phát hiện cao đảo bình tân tự hồ tại hiến tế khởi động lúc cũng không thể động hai thanh tiểu kiếm tại khí hải núi tuyết bên ngoài điên cùng ma luyện núi tuyết cái kia núi tuyết chỉ còn lại có một điểm cuối cùng liền muốn bẻ gãy lữ thụ rõ ràng ý thức được ở đại trận này bên trong coi như hắn thả ra hai thanh tiểu kiếm cũng rất khó đối với cao đảo bình tân tạo thành cái gì thực tế thương tổn cao đảo bình tân chung quanh bảo hộ hắn tự thân huyết sắc sợi tơ rất nhiều mà lữ thụ nhất định phải tìm kiếm đột phá cái kia ngày qua ngày tu hành ngày qua ngày ma luyện núi tuyết có lẽ rốt cục muốn phát huy được tác dụng kiếm các tổ sư từng nói khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý núi tuyết bao la ý kiếm thành thì như núi đứng vững vào mây trời lúc trước có người từng ở diện tích sông thành biển sau mở núi tuyết tiện ý kiếm thành lữ thụ đang mong đợi một khắc này lúc này lữ thụ chỉ có thể một bên tránh né cái kia khổng lồ huyết long một bên tận lực phá hư đại trận hai thanh tiểu kiếm tự như phát điên ma luyện núi tuyết nhưng lại tổng còn kém như vậy một chút thần thủy ông theo lữ thụ ở đại trận bên trong xoay chuyển xê dịch mà huyết long thì khí thế càng hơn tựa hồ chỉ muốn để huyết long bắt lấy một cái cơ hội liền có thể triệt để đánh tan thần thủy Lữ Thủ muốn trực tiếp công kích cao đảo Bình Tân, nhưng lúc này hắn lại muốn đối mặt Huyết Long cùng hơn 10 tên cấp C cao thủ giáp công. Đơn đã độc đấu ở giữa hắn sát thực thắng suất bình thường cấp C quá nhiều, vậy mà lúc này giờ phút này đối phương cấp C nhiều lắm. Nhưng vào đúng lúc này, đám kia thân vệ bên trong có người bỗng nhiên đem thái đao bổ hướng đồng bạn của mình, cái này một cái biến cố làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một tên cấp C cao thủ đứng lặng ở huyết trận bên ngoài ngăn ở hơn 10 tên cao thủ trước mặt, khí thế trên người không ngừng kéo lên giống như đêm hôm đó lữ thụ trông thấy cấp dê cao thủ vì giết chết cái kia cấp dê đào phạm tự đoạn tiên đồ. Tên kia cấp C cao thủ da thịt bên trong thấm ra máu, có thể bày tỏ tình lại bình tĩnh như biển sâu, cái này biến cố vượt quá tất cả mọi người dự kiến, vì kia ngăn ở thân vệ trước mặt cấp C cao thủ bỗng nhiên xoay đầu đối với lữ thụ cười nói. Những người này giao cho ta, còn lại phía dưới xin nhờ ngài. Dứt lời vị cao thủ này nghiêng dẫn theo thái đao, trong chấp nhoán này, lữ thụ nâng ánh mắt nhìn lại đối phương bóng lưng tựa như núi cao ổn trọng, như mặt trời vàng ống chói chang chính tại đột phá mặt biển cùng mây tầng chồng chương, sau đó quan mang vạn trượng. Cao thủ sách đao chủ động hướng thân vệ nghênh đón tiếp lấy, hắn cười vang nói. Thật sự là hoài niệm quê hương mù tạc, đi ra. Quá lâu a, à, này sinh không hối hận nhập hoa hạ, kiếp sau làm tiếp đồng bào. Lúc này bên ngoài tường vây bắt đầu ầm vang rung động, vết nứt lan tràn, mà vị cao thủ này khí thế tăng lên tới sắp đến cấp B trong nháy mắt im bặt mà dừng, đây cũng là cực hạn của hắn. Thậm chí chính hắn rất rõ ràng, hôm nay là từ cường đại ý chí chống đỡ lấy chính mình tiêu hao sinh mệnh, không phải vậy ngay cả cấp B đều không đến được. Chỉ gặp hắn thân đau nhất chuyển, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng ánh sáng như tuyết đâm về thân vệ. Cao thủ không biết tên cùng còn lại 11 tên thân vệ chém giết ở cùng nhau, nhưng mà hắn mỗi một chiêu đều là một mạng hoán mệnh chiêu số, lấy chính mình thân bên trong một đao đổi một cái mạng. Hắn biết rõ cho dù chính mình sử xuất liều mạng thủ đoạn, vẫn là khó mà cùng 11 tên cao thủ đối địch, như vậy hắn chỉ có lấy mệnh tương để đổi lấy hết thảy sát chiêu cơ hội một lát công phu trên người hắn đã là ba thanh thái đao thấu thể mà qua bên hông bắp đùi sườn phải nhưng mà đối phương cũng đã có chín người ngã xuống cao thủ trụ đao mà đừng khục xuất một đoàn máu tươi cười to nói thiên la địa võng lưu tu ở đây ai dám chiến ta đinh tai nhức ốc còn lại năm tên thân vệ vậy mà do dự cái kia máu me khắp người bóng người lại vẫn như củ sát khí đăng đăng lưu tu nhìn lấy còn lại đám thân vệ cười nói thật đặc biệt không nên nói các ngươi đều giao cho ta cái này ngưu bức thổi lớn a à? dứt lời lưu tu con mắt liền đã khép lại, đột ngột mất. Nhưng mà cho dù là chết, hắn vẫn như cũ đứng đấy. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục. Nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? 519, khí hải mở. Nguồn mê truyện audio com lữ thụ ở cùng huyết long giảo sát bên trong nhất thời im lặng hắn đoán được những người này bên trong tất nhiên có thiên la địa võng chiến hữu tồn tại nhưng mà không nghĩ tới vừa vừa thấy mặt liền muốn cáo biệt có lẽ đây cũng là lúc trước tuyên thể lúc lữ thụ lòng có xúc động nguyên nhân ý chí trường tồn trời xuôi đất khiến ở giữa đi đến tình trạng như thế huyết trận đã thành hắn hiểu được chính mình sợ là đã không ra được khí hại núi tuyết còn kém như vậy một tia mà thôi nhưng mà lữ thụ tâm bên trong cũng không hối hận ý, người kia sinh 17 trong năm sở hữu thời gian đều rõ ràng ở ánh mắt, giống như trang sách ở buổi chiều ánh nắng một trận gió mát phất qua về sau không ngừng lật qua lật lại, thẳng đến trang sách lật tận, chỉ còn lại có một trang cuối cùng bên trên cuộc cường ba chữ, sống sót. Ngay tại cao đảo Bình Tân sắp đột phá cấp A quan ải một khắc này, lữ thụ tự như phát điên khống chế lấy kim long hướng cao đảo bình tân lao xuống mà đi ngay tại huyết sắc cự long muốn đem lữ thụ dạo sát tại chỗ trong nháy mắt lữ thụ trong tay bỗng nhiên cụ hiện xuất một cây có một cây trường mâu như như đạn pháo oanh tạc hướng về phía trước 12 cây trường mâu ngang nhiên chảy ra lữ thụ biết mình không phải cao đảo bình tân đối thủ nhưng mà hắn không thể để cho đối phương thuận lợi tấn thăng cấp a không phải vậy lưu tu liền chết vô ích hơn nữa ai nói hắn nhất định sẽ chết lữ thụ ánh mắt đỏ như máu một mảnh thần sắc bên trong hiển thị rõ điên cuồng chi ý ta còn muốn. Trở về gặp cá nhỏ đâu, lữ thụ 12 cây trường mâu theo thứ tự cùng huyết long va chạm sau vỡ vụn, tiếng oanh minh bên tai không dứt, cao đảo bình tân đều chịu ảnh hưởng sắc mặt tái nhật một điểm. Mà lữ thụ lại dùng cái này 12 cây trường mâu, cứng trắng xinh xinh mở ra một đầu chân chính huyết lộ. Thần thủy như rồng lao nhanh mà qua, cao đảo bình tân tỉnh tọa ở huyết trận bên trong lạnh lùng nhìn lấy lữ thụ. Ngươi cho rằng ngươi có thể thương tổn được ta. Đợi ta hoàn thành hiến tế, chính là tử kỳ của ngươi huyết sắc sợi tơ vặn vẹo như sợi, đúng là đột nhiên đem cao đảo bình tân bao khỏa ở huyết trận bên trong giống như một cái cự đại đỏ kén, ngay tại lúc một tiết tắc này cái kia, kim long cùng kén máu chạm vào nhau thời điểm, giấu tại kim long bên trong thi cẩu oanh minh mà ra. Lữ thụ tự biết thời gian đã tới không kịp để hắn mở núi tuyết liền quả quyết từ bỏ, giờ khắc này chính là muốn dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất phá vỡ máu này kén. Ngay tại vừa rồi lữ thụ cũng đã ý thức được, tự hồ tại cái này hiến tế quá trình bên trong, cao đảo Bình Tân không cách nào xê dịch. Cao đảo Bình Tân cũng không nghĩ tới cái này va chạm ở giữa sẽ đột sinh biến cho nên, thi cẩu xuyên thấu kén máu đi vào cao đảo Bình Tân trước mặt, đã thấy cao đảo Bình Tân đột nhiên tay giơ lên, hắn nguyên bản màu da bình thường trên tay bỗng nhiên cuốn lên vô số tơ máu, cái kia huyết thủ lại cứng trắng xinh xinh đem thi cẩu đập bay. Nhưng mà cao đảo Bình Tân cũng không chịu nổi, tự hồ bởi vì tiêu hao quá lớn, hắn đúng là trực tiếp ở huyết trận biên duyên hóa chảy máu tay bắt được ngoài trận còn lại phía dưới ba tên thân vệ kéo vào huyết trận bên trong hiến tế. Lữ thụ gầm thét, chết đi cho ta giấu tại tinh đồ bên trong phục thủy vù vù bay ra, đúng là ở lữ thụ cùng cao đảo Bình Tân ở giữa sốc lên khí lãng khổng lồ. Cao đảo Bình Tân không nghĩ tới lữ thụ lại còn có hậu thủ, phi kiếm này đúng là có hai thanh. Hắn không nghĩ ra, thiên la địa võng phi kiếm không phải chỉ có một thanh sao. Ngay tại cao đảo Bình Tân sắp tấn thăng cấp A trong nháy mắt đó hắn bất đắc dĩ thay đổi thân hình tránh né phục thủy, nếu như không tránh, hắn chỉ sợ phải bị vết thương trí mạng. Phục thủy từ ba sườn của hắn xuyên qua, lưu lại một cái lỗ kim lớn huyết ấn. Quyết trận dừng lại, Cao Đảo Bình Tân cái này nhất động liên lụy quá lớn, Lữ thủ cái này bỏ mạng đánh cực một lần đúng là để hắn sắp thành lại bại. Muốn chết. Cao Đảo Bình Tân tâm bên trong lửa giận bị bỏng. Hắn hiến tế gián đoạn ngừng lưu tại sen vào cấp A cùng cấp B đỉnh phong ở giữa nguy cảnh bên trên. Hao phí nhiều người như vậy mệnh cùng linh thạch, vậy mà không thể thành công tấn thăng cấp A, huyết trận bên trong nhất lên mãnh liệt dao động hướng lữ thù vỗ tới, trận bên trong sở hữu thần tập thành viên đồng đều đã chết mất. Đến không kịp trốn tránh, lữ thủ lấy thần thủy cùng linh lực áo giáp khỏa thân, toàn thân đều co lại thành một đoàn, chỉ gặp hai cánh tay hắn phía trước ngăn cản cái kia kinh đào hải lãng. Nhưng mà trước đó hắn sở dĩ có thể thương tổn được cao đảo Bình Tân đó là bởi vì đối phương nhất định phải toàn lực thu nạp hiến tế thành quả đến tăng cảnh giới lên, hiện tại cao đảo Bình Tân lại giống như là mở ra một đạo gông xiền, không cố kỵ nữa. Quanh một tiếng, lữ thù bị chụp về phía mặt đất, hắn bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân xương cốt phản phất đều hiện đầy vết nứt, xương cốt ở giữa kẹt kẹt âm thanh dày đặc vang lên lữ thụ ngũ tạng lục phủ đều thấm ra máu liền ngay cả hình dạng đều khôi phục thành dáng vẻ vốn có hắn lại cũng vô lực chèo chống mặt nạ cần thiết năng lượng lữ thụ chính là phát hiện đối phương lơ lửng mà lên đó là cấp a mới có tiêu chí tự thân cùng thiên địa sản xuất sinh cộng minh thoát ly dẫn lực chỉ là toàn thân vô pháp động đậy lữ thụ lại một bên ho ra máu một bên bật cười ngươi lão tiểu tử này không có tấn thăng thành công nha ở cảm giác của hắn bên trong cao đảo bình tân năng lượng ba động tuy nhiên so với lúc trước ở vào điên phong trạng thái oai tegami còn phải mạnh hơn ba phần nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới nếp đình trần bách lý lý huyền nhất bọn hắn trình độ tuy nhiên không thể giết chết đối phương nhưng mình lấy cấp c chi tư lại là thật ngăn trở đối phương tấn cấp thần thủy thu nạp tiến vào sơn hà ấn bên trong hai thanh tiểu kiếm cũng chậm rì rì bay trở về tinh đồ lữ thủ có chút tiếc nuối, chính mình giống như không thể tiếp tục làm bạn cá nhỏ a à, thi cẩu cùng phục thủy đang yên lặng ma luyện núi tuyết tự hồ lữ thù là cái cho tới bây giờ cũng không chịu người dễ dàng nhận thua, cho dù sau một khắc đúng vậy tử vong, cái này một giây đồng hồ hắn cũng phải cùng tận toàn lực của mình tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này pháo đài tường vây ầm vang sụp đổ, bụi mù bên trong mái tóc dài bạch kim nữ hài trong tay nắm lôi định đi đến, nữ hài dung mạo vẫn như cũ tinh xảo, trên mặt lại lây dính một số tro bụi, thậm chí còn có vết máu. Kỳ sĩ con rối ở chiến đấu bên trong bị hao tổn đã thu tay về cánh tay dấu ấn cần nạn năng lượng đi cung cấp nuôi dưỡng chữa trị, nàng mình dết lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, tường vây bên trong nữ hài hơi có vẻ chật vật. Mà bên ngoài tường rào trong phế tích, tất cả đều là thi thể. Có ra nhìn thấy nằm trên đất thiếu niên, mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh cùng hoan hỷ. Lữ thủ. Là ngươi sao? Ngữ khí bên trong có lấy một tia khó mà vẫn tin, còn có một vệt trong bóng tối ánh trạng đông. Lữ thủ khó coi nhất miệng cười một tiếng. Trước tiên đem lão tiểu tử này giết chết lại ôn chuyện chỉ gặp co rang trong tay lôi đình hào quang tỏa sáng cái kia vĩnh hằng chi thương từ co rang trong tay ném xuất nhanh như bôn lôi treo lơ lửng trên không trung cao đảo bình tân nhất lên bốn đầu cự long hướng vĩnh hằng chi thương đánh tới chỉ là hắn quá coi thường vĩnh hằng chi thương cái kia chúng thần chi chủ odin vũ khí giống như ngang qua thời gian trường hà xuyên thấu hết thảy khoảnh khắc vĩnh hằng quan mang vạn trượng vĩnh hằng chi thương từng cái đem huyết long xuyên thấu mà qua mà co rang thì bỗng nhiên phát lực phi nước đại pháo đài mặt đất ở nàng dưới chân vỡ vụn thành từng mảnh có ràng đúng là lấy vô cùng một quyền theo sát vĩnh hằng chi thương đằng sau hai mắt bên trong cũng tận là lôi đình có ràng thậm chí cao đảo bình tân lúc này cường đại nhưng mà mặt đất nằm lại là lữ thụ vì lữ thụ cho dù lần này là lao tới tử vong lại như thế nào nhưng vào đúng lúc này lấy lữ thụ vì trung tâm phương viên ba cây số chi bên trong bỗng nhiên vang lên kiếm minh rung động thanh âm bên trong pháo đài trên vách tường vô hình kiếm khí giăng khắp nơi vang tứ phía nguyên bản bóng loáng mặt tường trong nháy mắt kiếm ngân pha tạp sáng loáng một tiếng cao đảo bình tân trên mặt nhiều hơn một đạo bằng phẳng vết máu giống như có vô hình kiếm khí trong lúc lơ đãng xẹt qua làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa luyện cổ chí tôn 520, kiếm linh nguồn mê truyện audio com kiếm minh trung động thanh âm bản thân đúng vậy kiếm các đặc thù võ đạo minh âm lúc trước lý huyền nhất tấn thăng cấp a thời điểm võ đạo minh âm cơ hồ muốn phá hủy lạc thành phương viên 10 cây số là bị lý huyền nhất chính mình cho thu lại kiếm ý mới miễn trừ một trận hạo kiếp nhưng kiếm minh vẫn như cũ nhưng mà cho tới bây giờ chỉ nghe nghe phương viên 10 cây số kiếm minh lại không nghe nói người nào tấn thăng cấp b liền có thể sản xuất sinh thiên địa dị tượng không thể không nói lữ thụ đây là lần đầu thậm chí có thể nói là khai sáng nhân loại tu hành trong lịch sử khơi dòng về sau vẫn sẽ hay không có người cấp bê liền sản xuất sinh thiên địa dị tượng không biết, nhưng ở lữ thụ trước đó, không có. Lữ thụ thử nghiệm điều khiển cái kia đầy trời vô hình kiếm khí nhưng thủy chung cảm giác quá mức hỗn loạn, Tựa hồ khí hải sắp mở trong chốc lát thiên địa đều đang thay đổi. Cái kia khí hải bên ngoài núi tuyết ầm vang hướng một bên khuynh đảo, mà lữ thụ từng cùng Lý Huyền nhất thảo luận phương thức xác thực có thể thực hiện, đúng là núi tuyết đem toàn bộ khí hải núi tuyết trấn áp lại. Nếu không phải tuyết sơn này, chỉ sợ hắn khí hải sớm liền mở ra nhưng mà lữ thụ chợt phát hiện cái này giống như cũng không phải là lý huyền nhất miêu tả khí hải mở lúc tràn cảnh hắn nhớ rõ lý huyền nhất miêu tả hết thảy nhưng cái kia khí hải bên ngoài mây trôi hải dương cũng không có một mạch tràn vào khí hải mà là tạo thành vòng xoáy khổng lồ lữ thụ lập tức cảm thấy có điểm gì là lạ hắn huyệt khí hải đúng là bị vòng xoáy này cho quấy lông trời lỡ đất không đúng cái này không đúng lữ thụ cảm giác cái này mây trôi hải dương cũng không phải là muốn đi vào huyệt khí hải đúng là muốn cùng đối phương hòa làm một thể từ thành thiên địa toàn tâm đau đớn truyền đến lữ thụ mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt y phục nhưng hắn nhưng thủy chung không thể động đậy quá trình này giống như là cứng rắn sinh sinh ở cải tạo hắn thân thể nhưng mà lữ thụ lại không biết nên làm thế nào mới tốt bởi vì kinh nghiệm của tiền nhân vô pháp cho hắn bất kỳ trợ giúp nào hắn hiện tại làm sự tình cũng không phải là hành tẩu ở trong núi gập ghềnh trên đường nhỏ cái kia loại tiểu lộ tối thiểu còn có tiền nhân dấu chân tối thiểu còn có thể biết rõ phương hướng mà lữ thụ không phải hắn thực sự khai sáng kiếm các tu hành đến nay mới lịch sử thiên chương, khí hải từ thành thiên địa. Nhưng vào lúc này lữ thụ bỗng nhiên trông thấy oanh sập ở một bên trên tuyết sơn bắt đầu sản xuất sinh từng tất từng tất vết trạng, thanh âm kia ở trong đầu hắn giống như băng xuyên tan đã đồng dạng sản xuất sinh ken két tiếng vang, tinh mịn mà kéo dài, một tiếng ầm vang, núi tuyết vỡ nát về sau lữ thụ một mặt mộng ép nhìn thấy núi tuyết bên trong nhảy ra cái nho nhỏ bóng người tới. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lữ thụ chấn kinh, Lý Huyền Nhất cũng không nói qua núi tuyết mài đổ sẽ nhảy ra loài vật này đến A, à, đơn giản phá vỡ tam quan được không, lữ thụ đơn giản sợ hãi nho nhỏ bóng người đụng tới hô một tiếng da da, da da. Hồ Lô Hoa, là người sao Hồ Lô Hoa. Cho nên xuyên sơn giáp trước khi chết đến cùng nói cái gì? Quá mẹ nó dọa người, lữ thụ cảm giác từ khi đạp vào trên con đường tu hành về sau trên người mình chuyện phát sinh mà đều không phải là quá nghiêm túc. Chỉ gặp cái kia nho nhỏ bóng người cười đùa nhảy lên một cái, đúng là trực tiếp chui vào thi cẩu bên trong, mà lữ thụ thông suốt phát hiện, mình cùng thi cậu ở giữa liên hệ phản phất nhiều mục tia linh tính đây là khí linh không đúng cùng nói là khí linh chẳng nói là kiếm ý cùng lữ thụ một mạch tương thừa kiếm linh vì cái gì núi tuyết mài đổ về sau sẽ trực tiếp sản xuất sinh khí linh a à. lão gia tử cho tới bây giờ không có đề cập qua chuyện này cho nên nói lão gia tử nói núi tuyết đúng vậy dùng để ma luyện đề nghị kỳ thực là sai lầm đúng không kỳ thực núi tuyết vốn là dùng để thai ngén kiếm linh cái này mẹ nó lão gia tử cái này một mạch đến cùng còn có thể hay không mẹ kiếp điểm quá mức cũng nhưng vào lúc này, lữ thụ giật mình, chính mình giống như có lẽ đã có thể khống chế cái kia trên trăm đạo vô hình kiếm khí quỷ tích, tuy nhiên cùng lão gia tử vạn kiếm có chênh lệch rất lớn, nhưng không thể không nói cái này vô hình kiếm khí lúc này chính là hắn lập thân cấp B bên trong trừ thi cẩu cùng phục thủy bên ngoài nhất lớn đòn sát thủ. Cao đảo Bình Tân cũng không biết rõ lữ thủ võ đạo minh âm chỉ có phương viên ba cây số, nhưng hắn biết rõ thiên địa dị tượng này tồn tại, nhưng hắn cẩn thận phán đoán thời điểm lại cảm thấy không giống như là cấp A, nhưng những này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt là hắn vừa rồi tấn thăng thời điểm thiên địa dị tượng còn không thành công đi ra liền bị lữ thủ cắt ngang hiện tại triệt để ngừng bước cấp a ngụy cảnh xen vào cấp a cùng cấp b đỉnh phong ở giữa loại cảm giác này để cao đảo bình tân mười phần phẫn nộ nhưng bây giờ cũng không phải là xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm hắn biết rõ lữ thủ đây không phải tấn thăng cấp a liền yên lòng mà vĩnh hằng chi thương cũng sắp tối trước mặt cao đảo bình tân trong tay màu đen yêu đau nhất lên sóng máu nên đón tiếp lấy đột nhiên toàn bộ pháo đài đều ở cái này khí lãng khổng lồ bên trong lung lay sắp đổ mà vô pháp động đầy lữ thụ thì trực tiếp bị vén đến tường gốc đau 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 Co ra nghe được lữ thụ hô đau nàng cũng đau lòng lôi đình một quyền thẳng tiếng không lùi đánh tới hướng trước mặt cao đảo bình tân nhưng vào đúng lúc này cao đảo bình tân lại hai tay lôi cuốn lấy vô số huyết sắc sợi tơ hướng Co rang đánh tới cấp a ngụy cảnh tất lại còn có cấp a hai chữ này mà có rang cho dù đã thức tỉnh odin huyết mạch cũng bất quá là cấp b sơ dai nếu như là bình thường cấp B chỉ sợ cao dài cũng không đủ co rang đánh, nhưng mà đối phương là cấp A. Co rang cả người bị hất tung ra ngoài, trắng mái tóc dài vàng ống ở trên không bên trong hỗn loạn, bản thân nàng càng là ở trên không bên trong mẹ xuất một cổ máu tươi đến, thương thế này coi như so lữ thủ tốt cũng không tốt gì. Đột nhiên một thanh âm chậm rãi vang lên. Trời không sinh ta lữ tiểu thụ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Cao đảo bình tân kinh hải ở giữa quay đầu, co rang cũng đỡ đi lên ngạc nhiên nhìn về phía lữ thụ, nhưng mà hai người lại phát hiện lữ thụ vẫn như cũ nằm trên mặt đất vô pháp động đậy. Động đều không động được ngươi giả trang cái gì so. Đến từ cao đảo Bình Tân tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Dinh. Dùng song tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Nhưng mà lữ thụ tuy nhiên toàn thân xương cốt bị hao tổn yên nguyên không thể động đậy, nhưng là cái kia bên trong pháo đài chỗ có vô hình kiếm khí dĩ nhiên đã quay lại phương hướng trở lại lữ thụ bên người đến, thi cậu bỗng nhiên từ hắn tinh đồ bên trong kích xạ mà ra cái kia trên trăm đạo kiếm khí lấy thi cẩu vì kế cuối hình thành kiếm khí khổng lồ vòng xoáy hướng cao đảo bình tân trào lên mà đi cao đảo bình tân trong lúc nhất thời hải nhiên nhất lên máu tường ngăn cản nhưng kiếm khí kia lại như dao nọc các máy móc đem từng tầng từng tầng máu tường đều phá vỡ kiếm khí ở trừ khử nhưng máu tường nhưng cũng không còn sót lại chút gì trong chốc lát thi cẩu đã đi vào cao đảo bình tân trước mặt cao đảo bình tân duỗi ra huyết sắc hai tay cứng rắn xinh xinh kẹp lấy thi cẩu nhưng chính hắn nhưng cũng bị thi cẩu cự đại quán tính hướng về sau mang đến Cao đảo Bình Tân cười lạnh, nếu chỉ là như thế cái kia hai người các ngươi ngay tại tán thân vu thử vì thần tập người tu hành nhóm chôn cùng đi. Thế nhưng là liền sau đó một khắc, thi cậu bên trong bỗng nhiên nhảy ra một cái thân ảnh nho nhỏ, từ thân hình bên trên nhìn lại đúng là cùng lữ thụ tương tự. Bột một tiếng, sau đó yên lặng như tờ. Lữ thụ, có rằng đều có chút mộng, mà cao đảo Bình Tân càng mộng, kiếm kia linh đúng là từ thi cậu bên trong nhảy ra bay đến cao đảo Bình Tân trên mặt, quạt hắn một bạc tay. Lúc này cao đảo Bình Tân một mặt chết lặng, trên mặt còn có một cái như chỉ bụng lớn nhỏ giấu bàn tay cây ngón tay có thể thấy rõ ràng lữ thụ đều choáng váng đây cũng không phải là hắn khống chế đó a à, kiếm này linh hèn như vậy sao đến từ cao đảo bình tân tâm tình tiêu cực giá trị một nghìn cao đảo bình tân trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ hoàn toàn không nghĩ tới cái này trong đó biến cố khi cậu đúng là trực tiếp thừa cơ quán xuyên cao đảo bình tân lộ ra đến từ cao đảo bình tân tâm tình tiêu cực giá trị một nghìn nguy cảnh cấp a thần tập lãnh tụ cao đảo bình tân vậy mà liền như thế vẫn lạc làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa luyện cổ chí tôn